dê quý trời cho. Chương 1181, có thể cứu. Nhìn thấy một màn này, Dương Văn Vũ lập tức bị dọa không nhẹ. Thằng nhóc này vậy mà thật sự có thể gọi nhiều người như vậy đến đây, chuyện này khiến ông ta rất kinh ngạc. Có điều rất nhanh Dương Văn Vũ có thể hiểu, dù sao nhà họ Lưu, cũng tính là một gia tộc có máu mắt có thực lực, cho nên nói có một chút bối cảnh bên vũ trang cũng là điều rất bình thường. Xem ra, tôi trước đó vẫn thật sự là xem thường nhà họ Lưu các người rồi. Quả nhiên là lạc đà gầy nhom vẫn to hơn ngựa. Dương Văn Vũ khẽ hừ một tiếng. Dương Văn Vũ, ông bây giờ có thể trả lại những sản nghiệp đã nuốt trước đó ra rồi chứ? Giọng nói của Lâm Thanh Diện rất là bình thản. Ha ha, cậu đừng tưởng cậu có thể gọi mấy tên có cái mã này đến thì tôi sẽ sợ cậu. Mấy tên này, tôi căn bản không để vào trong mắt. Dương Văn Vũ mặt mày vô cùng hống hách. Quân tạp nham. Thần Long Vệ nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Bọn họ là Thần Long Vệ tinh nhuệ được cử ra ngoài, cùng đám Phương Tôn chấp hành nhiệm vụ. Cho dù là ở trong nội bộ Thần Long Vệ, cũng là cường giả trong top 100. Cho dù là rời khỏi Thần Long Vệ, cũng có thể làm nhân vật của chư hầu một phương. Kết quả vậy mà bị Dương Văn Vũ xem thành quân tạp nham mà đối đãi. Nếu như ngay cả bọn họ cũng là quân tạp nham, sợ rằng cả nước Hát này cũng không có mấy quân đôi dám xưng là chính thống. Cho dù là có chút bản lĩnh, cũng không thể nửa điểm đạo lý cũng không nói, những hợp đồng đó của chúng tôi đều cụ có hiệu lực hợp lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Văn Vũ cầm bản hợp đồng trên bàn, mặt mày đắc ý. Không phải, Lưu Ly biện minh, các người còn không biết ngại vậy mà nói những lời này với chúng tôi, các người rõ ràng chính là lừa ký những hợp đồng này, các người không biết xấu hổ. Người của Thần Long Vệ lúc này đã khống chế Dương Văn Vũ. Đang đợi mệnh lệnh tiếp theo của Lâm Thanh Diện, lão đại, theo anh thấy nên xử lý như nào? Dương Văn Vũ bỗng giãy giụa kích liệt, tức giận quát. Lẽ nào các người nghe không hiểu lời tôi nói sao? Các người rốt cuộc là thuộc cơ quan nào? Có tin tôi lát nữa gọi điện các người toàn đội đều phải giải tán không hả? Ông cứ thử xem, một Thần Long Vệ lạnh lùng nói. Tôi không chỉ muốn thử, tôi còn phải nhất định khiến các người không sống tốt. Dương Văn Vũ tức giận quát. Xem ra Dương Văn Vũ quả thật là không thấy Hoàng Hà không chết tâm, cũng nên để ông ta hiểu hành vi của mình ngu xuẩn cỡ nào. Thả ông ta ra cho tôi. Lâm Thanh Diện bỗng hạ lệnh, Dương Văn Vũ còn tưởng lời vừa rồi ông ta nói đã khiến Lâm Thanh Diện sợ hãi. Cậu bây giờ biết sợ rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, mau chôn quỳ xuống xin lỗi ông đây, nếu không ông đây nhất định khiến cậu ăn không trôi đâu. Trong miệng của Dương Văn Vũ tràn ngập những lời bẩn thỉu. Căn bản không có một chút dáng vẻ của gia chủ. Thần Long Vệ lại cảm thấy nực cười, xem ra Dương Văn Vũ quả thật là quá không biết sống chết, ngay cả thanh niên khủng bố trước mắt là ai cũng không biết, cũng dám hiên ngang mắng chửi như thế. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh Dương Văn Vũ, tung ra một cước đạp ông ta bay ra, sau đó hai Thần Long Vệ lập tức lại kéo Dương Văn Vũ lại, ấn quỳ trước mặt Lâm Thanh Diện. Được rồi, nếu ông đã quỳ xuống trước mặt tôi, vậy ông bây giờ xin lỗi tôi đi. Lâm Thanh Diện cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Văn Vũ ở trước mắt, ông trước đó không phải nói, có quyền có thế, chính là có thể làm cái gì cũng được hay sao? Bây giờ, đến lượt tôi rồi. Nghe thấy lời này Dương Văn Vũ bỗng bị chọc tức không nhẹ, rõ ràng vừa rồi là ông ta muốn khiến Lâm Thanh Diện quỳ xuống xin lỗi mình, kết quả ông ta lại bị khống chế. Thằng nhóc, cậu đợi đấy cho tôi. Ông lập tức từ trong ngực rút điện thoại ra, gọi một cuộc ra ngoài. Anh Lâm! Anh không ngăn cản sao? Lưu Ly nhíu mày, tuy cô ta biết Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng nhà họ Dương cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì. Ngộ nhớ cũng có chiêu sau, cô ta và Lâm Thanh Diện sẽ rơi vào thế bị động. Dù sao, đây là chủ trương của kẻ địch. Cô ta thấy lực lượng vũ trang mà Lâm Thanh Diện gọi tới, chỉ là một vài đội ngũ bình thường, tuy không phải là quân tạp nham như trong lời nói của ông ta, nhưng thật ra căn bản cũng kém nhau quá nhiều. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nghe máy, chỉ nghe thấy bỗng dưng một giọng nói lười nhác truyền đến. Tiểu Dương, đột nhiên gọi điện cho tôi là gặp phải chuyện gì sao? Nghe thấy giọng của đối phương, Dương Văn Vũ thích chí nhướng mày, lãnh đạo, thật là làm phiền ngài rồi, tôi cũng là gặp chuyện mới gọi điện ngài, bây giờ vậy mà có người của bên lực lượng vũ trang muốn bắt tôi, xin ngài hãy giúp tôi. Gan to bằng trời, vậy mà dám đối với thủ hạ của tôi như thế. Đây rõ ràng là không cho tôi mặt mũi. Giọng nói ở bên kia bỗng trở nên vô cùng tức giận,
ý tứ đó hình như là Lâm Thanh Diện đánh chó không nhìn chủ nhân. Tôi lập tức sắp cử chỉ huy của bên này qua đó. Buông điện thoại trong tay xuống, Dương Văn Vũ đột nhiên cảm thấy một trận không thoải mái, lớn tiếng quát. Mấy người này của mấy người tính là cái gì, tôi nói cho các người biết, các người đều đừng hòng chạy, lát nữa bắt mấy tên quân tạp nham các người đều quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi tha cho. Việc đến nước này, ngược lại khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút tức cười. Anh thoải mái kéo chiếc ghế nhỏ tới, ngồi ở trước mắt Dương Văn Vũ, được, tôi ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám giúp ông. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Dương Văn Vũ càng lúc càng căng thẳng, ông ta không biết người gọi tới tại sao còn chưa tới, lẽ nào là vứt bỏ ông ta rồi sao? Tròn một tiếng trôi qua, ở bên ngoài nhà họ Dương mới đỗ một chiếc xe, từ trên có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi bước xuống. Đến rồi, người của chỉ huy khu phía nam cuối cùng cũng tới rồi. Bỗng chốc có một người của nhà họ Dương mặt mày vô cùng kích động hô to. Gia chủ, cứu tinh đã đến rồi. Nghe thấy lời này Dương Văn Vũ cuối cùng cũng gật đầu, chỉ huy khu phía nam cuối cùng cũng đến, ông ta cuối cùng được cứu rồi, nhà bọn họ cũng có khả năng được cứu rồi. Chương 1182, tôi chỉ là chỉ huy. Thủ hạ của chỉ huy khu phía nam đó, sau khi xuống xe thì đi đến trước mắt một thần long vệ đứng cạnh Lâm Thanh Diện, ưỡn ngực cao giọng mở miệng hỏi. Các người thuộc chỗ nào? Bởi vì theo ông ta thấy, người này đeo cầu vai quân hàm, chắc chắn là thủ lĩnh của đám người này. Chỉ là bộ dạng từ trên cao nhìn xuống này khiến mặt mày của đội trưởng của thần long vệ vô cùng không vui. Anh ta không có chút ý tứ muốn trả lời, huống chi bây giờ tất cả người của thần long vệ chỉ nghe lệnh của một mình Lâm Thanh Diện, không cần phải trả lời bất cứ vấn đề nào của tên này. Thái độ của đám người này khiến thuộc hạ của chỉ huy lập tức nổi giận. Đang muốn nổi giận, Dương Văn Vũ quỳ ở một bên lập tức giãy giụa đứng dậy. Để ông đây đứng dậy, thư ký Hồ, là tôi, thư ký Hồ. Anh mau xử lý mấy người này đi, bọn họ thật sự là quá đáng quá rồi. Các người là người của ai, mà ngay cả nơi này cũng dám tới. Thư ký Hồ lạnh lùng lập tức nói với thủ hạ của Lâm Thanh Diện, mau buông người ra cho tôi. Nếu không tôi khiến các người không ra được khỏi cánh cửa này. Vẫn là không có ai trả lời ông ta. Đáng hận, tôi lấy thân phận của Tổng Chỉ huy khu phía Nam ra lệnh cho cậu, cậu mau chóng trả lời câu hỏi này của tôi. Người của nhà họ Dương ở đây bao gồm cả Dương Văn Vũ, đều là vẻ kiêu ngạo, dù sao cấp bậc tổng chỉ huy, cơ bản là trần nhà trong mắt bọn họ. Đây là đội ngũ của tôi. Lâm Thanh Diện đứng dậy, mặt mày vô cùng bình thường mở miệng nói. Đội ngũ của cậu, Thư Hồ Hồ xứng ra. Lâm Thanh Diện gật đầu, lại mở miệng nói, không sai, là tôi kêu bọn họ tới. Người cũng là bọn họ trói lại. Hửm, chỉ huy bỗng nhíu mày. Ông ta trước đó chỉ xem Lâm Thanh Diện như một tên vô dụng mà thôi, ông ta không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà nói ra lời này. Cậu ta tuổi chắc còn nhỏ, có thể điều động lực lượng vậy sao? Thư ký Hồ sững ra. Tôi nhìn cấp bậc của ông, chắc chỉ trung cấp có phải không? Lâm Thanh Diện chỉ vào đội trưởng của tiểu đội thần long vệ bên cạnh. Anh ta năm ngoái đã là thượng sĩ, luận cấp bậc, ông chắc phải nghe lệnh của anh ta. Do trang phục của thần long vệ rất đặc biệt. Cho nên trên vai không có ký hiệu cấp bậc. Nghe thấy câu này vị thủ hạ đó lập tức xoay người, vừa chỉnh lại áo trên người của vị chỉ huy này, vừa dùng giọng điệu cấp trên quan tâm thuộc hạ nói. Thư ký Hồ nhíu mày, quan hơn một cấp đè chết người, đám người này nếu như có một người thượng sĩ chỉ huy, vậy cho dù là mình, cũng không có quyền hỏi. Có điều ông ta có hơi nghi ngờ, người trẻ tuổi này, dựa vào đâu lãnh đạo cả một chi đội như này. Dương Văn Vũ cũng rất nhanh nghĩ đến điểm này. Lập tức gọi thư ký Hồ, ngài đừng nghe những người này nói linh tinh, cậu ta chắc chắn là đang dọa ngài. Im miệng cho tôi biết nên làm như nào. Thư ký Hồ cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức mang vẻ mặt nghiêm nghị nói. Cậu có thể chứng minh chức vị của cậu không? Cậu phải biết mạo danh, hoặc khai man chức danh là phải hầu tòa đó. Mà thủ hạ nghe thấy lời nói này bỗng bật cười, nói với Lâm Thanh Diện. Cấp bậc đội trưởng của thần Long Vệ ở Bắc Cảnh. Vậy mà còn cần phải chứng minh chức vị với ông sao? Đây thật sự chính là quá nực cười rồi. Như thế nào, tôi nói thằng nhóc này tuyệt đối là một tên lừa gạt. Bọn họ căn bản không thể chứng minh bản thân mình. Thật là không ngờ, bây giờ vậy mà có tên lừa đảo dám mạo danh lực lượng vũ trang, thật là quá ngông cuồng rồi. Dương Văn Vũ quỳ ở đó lớn tiếng nói. Vừa nghe thấy đối phương không chịu chứng minh thân phận thì nhận định mọi chuyện đều là giả.
Chỉ là ông ta không nhìn thấy, thư ký Hồ nghe thấy lời này, ánh mắt đã thay đổi. Mà mấy từ thần long vệ này, chỉ huy tự nhiên là từng nghe qua. Đó chính là một chi đội ngũ khủng bố. Có điều người đàn ông bình thường ở trước mắt này, sao có thể sẽ là chủ huy của tiểu đội thần long vệ chứ? Trong lòng thư ký Hồ vô cùng do dự, mạo danh quân đội, đó là trọng tội. Càng huống chi, là loại quân đội tinh nhuệ như thần long vệ. Đối phương lẽ nào đầu óc bị úng, tạo thành hậu quả như vậy, cũng không sao. Lúc này điện thoại trong ngực ông ta đột nhiên đổ chuông, ông ta vội vàng đi ra khỏi phòng họp, ra đến bên ngoài, lập tức ấn nghe. Sếp, tôi đã đến bên nhà họ Dương rồi, chỉ là tình hình bây giờ có chút khó làm việc. Thư ký Hồ lập tức nói với người ở đầu dây bên kia. Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nghe nói chỉ là một nhóm quân tạp nham, cậu lẽ nào ngay cả chút chuyện này cũng không làm được. Nghe thấy lời này, chỉ huy lập tức giải thích. Không phải là như thế, không phải như thế, ngài trước tiên đừng khẩn trương, bọn họ hình như không phải là quân tạp nham gì cả, mà là thần long vệ. Nếu như là quân đội bình thường, lấy thực lực của ông ta sớm đã giải quyết xong tất cả rồi, càng sẽ không cảm thấy thấp thỏm như hiện nay rồi. Thần long vệ. Người của đầu dây bên kia bỗng trầm mặc rồi, sau đó rất nhanh mở miệng hỏi. Cậu có thể chắc chắn thân phận của bọn họ không, chẳng lẽ sẽ là kẻ mạo danh sao? Tôi căn bản không chắc chắn được, nhưng trang phục của bọn họ quả thật không giống bình thường, nhìn trông có vài phần tương tự. Bên này chỉ huy còn đang không ngừng gọi điện thoại, Dương Văn Vũ trong phòng họp lại không ngừng buông lời không hay với Lâm Thanh Diện và những thủ hạ đó. Nhưng Lâm Thanh Diện căn bản không thèm để tâm đến Dương Văn Vũ. Chẳng qua chỉ xem Dương Văn Vũ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Cậu đưa gọi điện cho chỉ huy cấp cao nhất của bọn họ, tôi nói chuyện với bọn họ. Người trong điện thoại lập tức mở miệng nói, rất nhanh thư ký Hồ đi vào, đưa chiếc điện thoại trong tay cho thủ hạ của Lâm Thanh Diện rồi nói. Sếp của chúng tôi muốn nói chuyện với cậu. Nghe thấy lời này, mặt mày của đội trưởng thần long vệ rất khinh thường, ông ta là ai, dựa vào gì mà nói chuyện với tôi. Nhưng Lâm Thanh Diện lại ra hiệu anh ta nghe là được rồi, đội trưởng thần long vệ chỉ đành nghe máy. Ông là ai? Nhìn thấy một màn này, người của nhà họ Dương mặt mày vô cùng đắc ý, bọn họ tin chắc rất nhanh thân phận của những người này sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó những người này chỉ có thể ăn không tiêu mà ra đi thôi. Tôi mặc kệ cậu có phải là người của thần long vệ thật hay không, tôi bây giờ lấy thân phận của chỉ huy cao cấp của khu phía Nam ra lệnh cho các người, mau chóng rút ra khỏi nhà họ Dương cho tôi. Xin lỗi, thần long vệ trực thuộc cấp trên, không liên quan tới ông. Chúng tôi ngoài chỉ huy, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình lão đại. Lẽ nào cậu là muốn làm trái mệnh lệnh của tôi? Chỉ huy khu phía Nam nổi giận, tôi mặc kệ cậu trực thuộc ai quản lý, cậu bây giờ ở địa bàn của tôi thì phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Tôi bây giờ ra lệnh cho các người, lập tức rời khỏi nhà họ Dương. Gây ra bất cứ hậu quả gì, có tôi gánh. Nếu không, đội ngũ của các người tuyệt đối không rời khỏi được nơi này nửa bước. Dương Văn Vũ nghe thấy tất cả, bỗng cười nói, như thế nào? Cậu bây giờ biết nhà chúng tôi không phải dễ chọc rồi chứ, đó chính là chỉ huy khu phía Nam. Chương 1183, tôi là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện giật lấy chiếc điện thoại của thư ký Hồ. Thư ký Hồ sững người, vừa muốn trách mắng, Lâm Thanh Diện vậy mà mặt mày rất bình thản nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Alo? Xin chào, tôi là Lâm Thanh Diện. Dứt lời, vẻ mặt của thư ký Hồ vô cùng mờ mịt. Đây rốt cuộc phải có tự tin lớn cỡ nào mới có thể làm được đến bước này, Lâm Thanh Diện căn bản không cần quan tâm đối phương rốt cuộc là ai. Trong lòng Lâm Thanh Diện rất rõ ràng, danh hiệu của anh rốt cuộc sáng cỡ nào, chỉ cần là người lăn lộn ở đây, người có địa vị nhất định, đều không thể chưa từng nghe nói đến tên của anh. Anh, chính là Tổng Giáo quan của Thần Long Vệ. Chỉ huy khu phía Nam. Vốn còn định ra lệnh với đối phương, mau chóng dẫn thủ hạ của anh cút đi, nhưng ông ta thật sự không có ngờ vào khoảnh khắc này, người của đầu dây bên kia biến thành Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, cái tên này, hình như có hơi quen, sẽ không phải là Lâm Thanh Diện đó chứ? Chỉ huy khu phía Nam bỗng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, bởi vì ông ta nhớ tới giọng nói của Lâm Thanh Diện mà mình từng nghe qua, cộng thêm danh hiệu của thần Long Vệ, lập tức chắc chắn thân phận của đối phương, ngài. Ngài thật sự là ngài Lâm Thanh Diện. Ở trong nước, ai không biết cây đại thụ chọc trời Lâm Thanh Diện này chứ, trong lòng không ngừng mắng to. Dương Văn Vũ à Dương Văn Vũ, cái đầu ngu này, cậu trêu ai chọc ai không được cậu lại đi trêu chọc Lâm Thanh Diện, bản thân tìm chết còn liên lụy đến ông ta.
nghe ra ông không có ngu xuẩn, tổng chỉ huy khu phía Nam. Trưởng quan Lâm, uy vọng của ngài ai có thể không biết, với cả, giọng nói uy vũ của ngài, tôi chỉ là nghe qua một lần, nhưng ấn tượng rất sâu khắc. Chuyện này đều là tôi làm không tốt, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi ở đây xin lỗi ngài. Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng đang vô cùng run rẩy, nghe thấy lời này Lâm Thanh Diện bỗng bật cười. Nói chuyện không cần khách khí như thế, mọi người đều là vì đất nước mà làm việc. Lúc này nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, Dương Văn Vũ hoàn toàn ngây ra tại chỗ, ông ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Một tên nghèo hèn ăn mặc những thứ không đáng tiền ở trước mắt này, vậy mà có thể nói chuyện như chơi với tổng chỉ huy khu phía Nam ở đầu dây bên kia. Không đúng, điện thoại nên sớm tắt máy rồi, thằng nhóc này nhất định đang ra vẻ. Không sai, chắc chắn là như thế. Được, vậy chuyện này cứ như thế đi, nếu như sau này có cơ hội, lại gặp mặt nói chuyện. Trên mặt Lâm Thanh Diện tràn ngập ý cười, trực tiếp mở miệng. Trưởng quan Lâm, tôi biết cậu mỗi ngày bận rộn, tôi không cầu có thể gặp lại được ngài, chỉ cần ngài có thể sau này nhớ được tôi thì tôi đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Giọng nói ở đầu dây bên kia đã kích động đến nghẹn ngào rồi. Lúc này đừng nói là Dương Văn Vũ, cho dù là thư ký Hồ căn bản cũng không thể tưởng tượng được bộ dạng của chỉ huy khu phía Nam ở đầu dây bên kia. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện ném điện thoại lại cho thư ký Hồ, mở miệng nói. Lão đại của các người có lời muốn nói với ông. Thư ký Hồ nghe thấy lời này tự nhiên không dám có nửa điểm chậm trễ, vội vàng cầm điện thoại lên. Vâng vâng vâng, cái gì? Thật sao? Cậu đây là đang nghi ngờ tôi. Tôi nói cho cậu biết, chuyện này tôi bây giờ chắc chắn 100%, cậu nếu như chọc đối phương không vui. Cậu cũng đừng quay về nữa. Thư ký Hồ nuốt nước bọt, sau khi trả lời mấy câu hiểu rồi thì điện thoại đã cúp máy, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Do dự rất lâu, ông ta bỗng cúi người với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt vô cùng kinh sợ nói. Thật sự là xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, mong ngài nhất định phải tha thứ cho tôi. Nhìn thấy một màn này, mọi người của nhà họ Dương đều ngốc trệ. Người không biết không có tội. Lâm Thanh Diện lúc này không có ý muốn làm khó thư ký Hồ, huống chi, chỉ huy khu phía Nam này không oán không thù với anh, cũng quả thật không có làm ra chuyện gì quá đáng. Rất nhanh thư ký Hồ đứng dậy, nhưng ông ta lại không dám nhìn thẳng vào Lâm Thanh Diện, bởi vì lúc này ông ta cũng rất rõ Lâm Thanh Diện rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào rồi. Thư ký Hồ, ngài đây là làm sao thế? Dương Văn Vũ tò mò hỏi. Ông ta tuy trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám yêu cầu đối phương, dù sao thư ký Hồ là đại thụ sau lưng của mình. Ai biết, cây đại thụ này đột nhiên như một mũi tên, đi đến trước mặt Dương Văn Vũ, tát mấy chục cái liên tát vào mặt Dương Văn Vũ. Sau đó thư ký Hồ mới thở hổn hển, tức giận mắng. Ông tốt nhất mau chóng xin lỗi giáo quan Lâm đi. Thư ký Hồ, ngài nói lời này là có gì chứ? Dương Văn Vũ lúc này đã bị tát cho tím mũi mặt mày sưng mù, mặt mày đầy là máu, nhưng ông ta vẫn là vẻ mặt tức giận ngẩng đầu hỏi. Ha ha, ông hỏi tôi là có ý gì? Chỉ huy bỗng vẻ mặt vô cùng khinh miệt. Cái đầu ngu xuẩn, vậy mà đi trêu chọc vị đại nhân này. Vị đại nhân này. Nghe thấy lời này, Dương Văn Vũ bỗng sững người. Tôi không hiểu, trước đó thần long vệ ngài cũng không sợ, cái tên nhãi này, lẽ nào còn mạnh hơn thần long vệ sao? Nghe thấy Dương Văn Vũ mãi đến bây giờ, vẫn dám ăn nói càn rỡ với Lâm Thanh Diện, quan chỉ huy lập tức nhấc chân, đạp bay Dương Văn Vũ ra. Đồ ngu, im miệng cho tôi, nếu như ông còn muốn tiếp tục sống, tôi khuyên ông tốt nhất lập tức, ngay bây giờ xin lỗi vị đại nhân này. Thư ký Hồ trực tiếp đem giày ra dẫm vào mặt của Dương Văn Vũ, tàn nhẫn nói. Nhìn một màn này, tất cả mọi người của nhà họ Dương đều bị dọa cho ngốc rồi. Thư ký Hồ này trước đây nhận rất nhiều lợi ích từ nhà bọn họ, nhưng bây giờ sao đột nhiên lật lọng, vậy mà giúp tên nghèo hèn đó. Mà Dương Văn Vũ càng ở dưới đế giày, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người của khu phía Nam các người, lẽ nào ông đã quên những năm này nhà chúng tôi đối với ông tốt cỡ nào sao? Ông vậy mà dám đối với tôi như thế? Dương Văn Vũ dứt khoát phát tiết ra. Đừng quên, mỗi năm tôi cung cấp bao nhiêu thứ cho các người. Bây giờ xảy ra chuyện. Các người không những không bênh tôi, còn muốn kêu tôi xin lỗi với thằng này. Ông có phải là thông đồng trước với tên thối tha Lâm Thanh Diện này rồi không? Dương Văn Vũ cắn răng, miễn cưỡng kiên trì, nói cho các người biết, cho dù tôi chết, tôi cũng không thể nào xin lỗi cậu ta. Chương 1184, xin lỗi.
sắc mặt của thư ký Hồ lập tức trở nên càng khó coi. Ông ta không ngờ, Dương Văn Vũ này vậy mà sẽ cứng đầu như thế. Trước đây còn cho rằng, nhà họ Dương là một con chó mà khu phía Nam nuôi, không ngờ thật sự nhìn nhầm Dương Văn Vũ rồi. Có điều, thư ký Hồ cũng rất rõ ràng, ở trước thân phận của Lâm Thanh Diệt, mọi thứ đều không quan trọng. Nếu không phải là Dương Văn Vũ này trước đây đối với ông ta còn tính là cung kính, ông ta bây giờ căn bản sẽ không chỉ cho Dương Văn Vũ một con đường sống, chắc chắn trực tiếp sẽ đem những người này ném hết cho Lâm Thanh Diện xử lý rồi. Cho nên vừa đánh vừa đạp chẳng qua chỉ là diễn khổ nhục kế cho Lâm Thanh Diện xem. Cái lão già này, thật sự không biết tốt xấu. Trong lòng thư ký Hồ thầm nói, Dương Văn Vũ bây giờ quay đầu, nói không chừng còn có thể có con đường sống, nhưng rất rõ ràng những người này đều không có ý thức được. Tôi lại nói một lần cuối cùng, ông mau chóng xin lỗi Lâm đại nhân. Thư ký Hồ lần nữa mở miệng nhắc nhở, cố tình nghiến răng nhấn vào hai chữ, đại nhân. Tuy nhiên Dương Văn Vũ bây giờ, đã bị sự tức giận lấn át, chiếm trọn đầu óc, vẫn không biết ý của thư ký Hồ, tức giận gầm lên. Tôi muốn gặp chỉ huy khu phía Nam, tôi muốn ở trước mặt hỏi cho rõ. Cho đến bây giờ, vậy mà còn dám nhắc đến sếp của mình, trong lòng thư ký Hồ không khỏi càng thêm tức tối. Nếu như không phải lão già ông gọi điện cho sếp tôi sao có thể vướng vào loại chuyện này, nhìn thấy sát thần Lâm Thanh Diện này chứ? Được, ông muốn tìm, bất cứ lúc nào cũng được, nhưng bây giờ nghe tôi. Xin lỗi. Nghĩ đến đây ông ta càng thêm tức giận, lại càng tăng lực đạo dẫm vào mặt Dương Văn Vũ. Dương Văn Vũ trong nháy mắt cảm thấy đau đớn một trận, lực chân trên mặt ông ta vậy mà tăng lên, ông ta chỉ cảm thấy mình sắp bị dẫm chết rồi. Ông ta chỉ có thể không cam tâm mà gào lên. Được, tôi nhận sai, được chứ, như thế có thể được rồi chứ. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy tức cười, xem ra Dương Văn Vũ cho đến bây giờ cũng chưa có rõ rốt cuộc là tình cảnh gì rồi. Thư ký Hồ nhìn thấy Dương Văn Vũ nếu đã xin lỗi rồi, cuối cùng cũng thở phào. Ông ta nghĩ Lâm Thanh Diện chắc sẽ thủ hạ lưu tình, Dương Văn Vũ thân là gia chủ của cả nhà họ Dương, vậy mà đã mở lời. Vậy thì Lâm Thanh Diện chắc cũng sẽ không tiếp tục làm gì nữa. Cho nên ông ta trực tiếp thu chân của mình lại, nhưng ông ta mới vừa nhấc lên, còn chưa đợi thua lại thì nghe thấy một câu xanh rờn của Lâm Thanh Diện. Tôi có đồng ý để ông thu chân về rồi sao? Thư ký Hồ lập tức bị dọa không nhẹ, vội vàng lại đem chân dẫm lên đầu của Dương Văn Vũ, còn không quên đá cho hai cước. Hiểu, tôi hiểu rồi. Ngài còn chưa hết giận, đợi ngài hết giận rồi xử lý. Sau lưng của ông ta đã toàn là mồ hôi lạnh. Mẹ nó, oai cái đéo gì, cậu hôm nay có phải mũi vểnh lên trời rồi không? Còn mẹ nó, ông đây nói cho cậu biết tôi sớm muộn sẽ giết chết cậu. Dương Văn Vũ tức giận quát, còn cả ông, thư ký Hồ. Ông đừng tưởng chuyện này cứ cho qua như thế, ông chắc chắn đã nhận tiền của tên này. Đến lúc đó tôi báo cáo với cấp trên của ông. Thư ký Hồ bây giờ đã không biết nên khóc hay nên cười rồi. Xem ra Dương Văn Vũ là vững tâm, nhận định mình là nhận tiền hối lộ của Lâm Thanh Diện rồi. Nhân lúc Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu, thư ký Hồ lập tức cúi người, ghé vào tai của Dương Văn Vũ nói. Nói cho ông biết nhất là đừng tiếp tục ở đây sủa tiếng chó nữa, bây giờ ai cũng không thể cứu được ông. Nếu như ông không biết người trước mắt này không sao cả, tôi chỉ có thể nói cho ông một chuyện, Lâm Thanh Diện chính là châu bò gấp mấy chục lần so với cấp trên của tôi. Cái gì? Không tin thì ông cứ việc liên lạc với chỉ huy, thư ký Hồ nghiêm mặt nói, tất cả những gì tôi làm, chẳng qua là vì bảo vệ ông. Ông nếu như muốn nhà họ Dương diệt môn, thì có thể không cần xin lỗi. Dương Văn Vũ thật sự không dám tin tai của mình, thậm chí đau đớn trên người đều đã hoàn toàn ném ra sau đầu, mặt mày không dám tin ngẩng đầu nhìn thư ký Hồ. Theo ông ta thấy đây căn bản là chuyện không thể nào. Sao có thể sẽ có người lợi hại hơn chỉ huy khu phía Nam chứ? Thằng nhãi này mặc kệ là quần áo, hay ngoại hình, đều chẳng qua chỉ là một tên nghèo nàn nhặt rác ở bên đường mà thôi. Nhưng rất nhanh ông ta nghĩ tới thư ký Hồ trước đó có thái độ cung kính với Lâm Thanh Diệt, ông ta trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Thanh Diệt đều tràn ngập sự sợ hãi rồi. Người so với chỉ huy khu phía Nam, châu bò hơn gấp mấy chục lần. Dương Văn Vũ nuốt nước bọt, nhìn xung quanh, thần long vệ ánh mắt đằng đằng sát khí. Lại nhìn Lâm Thanh Diện thần sắc lạnh nhạt, mồ hôi lạnh cứ vậy mà nhỏ xuống. Nếu như đắc tội với cậu ta, há không phải là nhà họ Dương dẫm vào vết xe đổ của nhà họ Lưu sao? Thậm chí, còn sẽ thảm hơn gấp trăm lần.
Chẳng trách Lưu Ly dám chỉ dẫn cậu ta đến nhà mình, thì ra bối cảnh của tên này lại khủng bố như thế. Dương Văn Vũ cuối cùng cũng ngộ ra, dùng chút sức cuối cùng của ông ta, miễn cưỡng bỏ dậy, quỳ một đường đến trước mặt Lâm Thanh Diện, không ngừng dập đầu. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi không có mắt không tròng, là tôi có mắt không tròng, tôi thật sự biết mình sai ở đâu rồi, xin cậu tha cho tôi một lần này. Nhìn một màn trước mắt này, người nhà họ Dương ở xung quanh đều cảm thấy ngỡ ngàng, bọn họ không ngờ, chỉ trong nháy mắt, gia chủ của nhà mình vậy mà nháy mắt đã quỳ trước mặt Lâm Thanh Diện, dập đầu. Chuyện này sao có thể chứ? Dù sao nói thế nào nhà bọn họ cũng là đại gia tộc có máu mặt, gia chủ sao có thể làm ra chuyện như này, mà Dương Văn Vũ lúc này thật sự có thể dùng từ nhếch nhác để hình dung. Không những trên mặt đầy vết máu, trên quần áo cũng đầy bụi bẩn, gương mặt da nua cũng sưng vù, quỳ ở trước mặt Lâm Thanh Diện không ngừng dập đầu, giống như một con chó. Bởi vì Dương Văn Vũ hiểu rõ, cho dù đối phương chỉ là hơi động một ý niệm, nhà họ Dương sẽ biến mất. Nếu như xin lỗi có tác dụng, còn cần pháp luật để làm gì? Lâm Thanh Diện nghịch ngón tay của mình, bây giờ ông biết nên làm sao rồi chứ? Biết, biết, cậu chỉ cần cậu tha cho tôi một lần này, những sản nghiệp nhà chúng tôi bá chiếm đó, chúng tôi đều trả lại hết cho nhà họ Lưu. Lâm Thanh Diện vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, ý của ông là, tôi tha cho ông với điều kiện ông trả lại sản nghiệp sao? Không không không, đây là chuyện tôi nên làm, về sau nhà họ Dương như thế nào, mặc theo cậu nói. Hành vi của Dương Văn Vũ khiến mọi người của nhà họ Dương đều khó làm hiểu được. Ông ta thân là gia chủ, trước giờ chưa từng thấy có biểu hiện hèn nhát như này. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Dương Văn Vũ, lúc này mới hài lòng, lập tức trả lại sao? Phải, lập tức làm, Dương Văn Vũ vội vàng gật đầu. Chương 1185, không quá hài lòng. Nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của Dương Văn Vũ, trong mắt Lưu Ly xuất hiện ánh nước mắt. Nếu không phải hôm nay có Lâm Thanh Diện ở đây, chỉ dựa vào một mình cô ta, căn bản không thể thu thập cục diện này được. Trong lòng Lưu Ly nghĩ rồi, ánh mắt nhìn sang Lâm Thanh Diện. Quả nhiên, khoảnh khắc người đàn ông có sức quyến rũ nhất chính là khoảnh khắc anh bảo vệ người khác. Mà vừa nghĩ tới người đàn ông như này đã thành ra lập thất, trong lòng Lưu Ly càng cảm thấy tiếc nuối. Trong lúc nói chuyện, Dương Văn Vũ đem những văn kiện trước đó hủy hết đi. Ngài Lâm Thanh Diện, hôm nay tôi sai rồi, bản hợp đồng này, tôi sẽ hủy ở trước mặt cậu. Dương Văn Vũ hậm hực nói, vừa nghĩ tới sau khi hủy bản hợp đồng, sự tổn thất cực lớn bên phía ông ta, thì ông ta khó tránh đau nhói trong tim. Nhưng, so với cái mạng nhỏ của mình, bản hợp đồng này lại tính là cái gì chứ? Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, chẳng qua chỉ là sản nghiệp của nhà họ Lưu mà thôi, hôm nay trả lại cho nhà họ Lưu. Dù sao Lâm Thanh Diện có thể bảo vệ nhất thời, lại không thể cả đời, đợi Lâm Thanh Diện rời khỏi Lưu Ly, mình không những phải nuốt sản nghiệp của nhà họ Lưu, càng phải khiến Lưu Ly cúi đầu xưng thần với mình, đến lúc đó cậu ta có thể làm gì mình. Nghĩ rồi, Dương Văn Vũ bất giác nhìn vẻ tuyệt mỹ của Lưu Ly, trong đầu đã ảo tưởng các cảnh dâm mỹ. Ngây ra đó làm cái gì, còn muốn tôi đích thân động thủ. Một tiếng vỗ, khiến Dương Văn Vũ giật mình tỉnh lại. Ông ta thậm chí không dám nhìn vào mắt của Lâm Thanh Diện, lập tức run rẩy nói, không cần, không cần, tôi bây giờ xé nó. Nói rồi, hai tay dùng sức, bản hợp đồng trở thành giấy vụn. Sau khi làm xong những thứ này, Dương Văn Vũ nói, đây được rồi chứ. Khóe môi của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười, căn bản lười nhìn Dương Văn Vũ, mà nói với Lưu Ly, tên này làm như thế, cô cảm thấy hài lòng chưa? Lưu Ly không biết nên nói gì, chỉ là sững sờ gật đầu. Thực lực áp chế. Lưu Ly nhìn thấy chuyện khó khăn như vậy, đối với Lâm Thanh Diện mà nói quả thật dễ như trở bàn tay. Thực lực của anh, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Cũng khó trách, anh không đặt nhà họ Lưu họ vào trong mắt, hoặc căn bản không có xuất hiện ở trong mắt anh. Lưu Ly nghĩ tới sự cách biệt quá lớn giữa mình và Lâm Thanh Diện, thần sắc trên mặt có hơi tối đi. Xem ra, cô không phải quá hài lòng khi làm như này. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Lâm Thanh Diện có thần hồn chi lực đâu thể không biết trong lòng Lưu Ly nghĩ gì, nhưng hôm nay Dương Văn Vũ đã trêu chọc anh, chỉ đơn giản trả lại sản nghiệp của nhà họ Lưu, chuyện này chắc chắn là còn xa mới đủ. Vậy thì, tôi nên làm sao mới khiến cô hài lòng? Trong mắt Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, quay sang nhìn Dương Văn Vũ. Cái nhìn này không có ý gì, nhưng Dương Văn Vũ so với trước còn hoảng hốt hơn nhiều.
Ở trong mắt của Lâm Thanh Diện, ông ta đọc ra sự nguy hiểm và không mang ý tốt. Phác, tôi đã trả lại sản nghiệp của nhà họ Lưu rồi, cậu còn muốn tôi như nào nữa? Dương Văn Vũ nhảy dựng lên, khẩn trương không thôi. Lưu Ly cũng mang vẻ kinh ngạc, vội nói, Lâm Thanh Diện, tôi không phải là có ý này, tôi rất hài lòng, cảm ơn anh. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nhìn vẻ mặt cô quạnh của cô, thiết nghĩ kết quả như này không thể khiến cô hài lòng. Không phải, tôi. Lưu Ly muốn giải thích, lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện nháy mắt với mình. Lưu Ly cũng không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, cảm thấy Lâm Thanh Diện khiến người ta không thể đoán trước được. Lâm Thanh Diện cất bước, ép sát Dương Văn Vũ. Lâm Thanh Diện có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, khí thế tản ra trên người không phải là thứ Dương Văn Vũ có thể chống lại. Thư ký Hồ ở một bên cũng không kìm được mà lùi lại mấy bước, vịn vào bàn làm việc, mới đứng vững được. Đều nói Thần Long Vệ là quân đội đứng đầu của nước Hát. Thư ký Hồ thầm cảm khái. Vậy cậu rốt cuộc muốn như nào? Âm thanh của Dương Văn Vũ run rẩy, ông ta bỗng cảm thấy, bản thân ở trước mặt Lâm Thanh Diện giống như hạt cát, đối phương dường như chỉ cần khẽ động một ngón tay thì có thể khiến mình biến mất. Mà trên thực tế, Lâm Thanh Diện nếu muốn giết Dương Văn Vũ, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không cần động, một ý nghĩ, Dương Văn Vũ liền lập tức mất mạng. Rất đơn giản, vì để Lưu Ly hài lòng, cho gia chủ nhà họ Lưu một lời giao phó, tôi cảm thấy chỉ trả lại sản nghiệp cho nhà họ Lưu, cái này chắc chắn không đủ. Lâm Thanh Diện nói, đây, các người hôm nay đến không phải chỉ là vì chuyện này sao? Dương Văn Vũ nói, sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Thanh Diện khẽ lắc đầu, thần sắc lãnh khốc, thứ ông trả, là thứ ông nên trả. Đây vốn chính là sản nghiệp của nhà họ Lưu, mà bây giờ, tất cả những chuyện trước kia ông làm mà phải nhận lấy trừng phạt tương ứng. Trừng phạt gì, Dương Văn Vũ không hiểu, nhưng ông ta rất rõ, trừng phạt trong lời Lâm Thanh Diện nói, nhất định là thứ bản thân không thể chịu đựng được. Tôi muốn ông đem tất cả sản nghiệp mà ông nắm giữ hai tay giao ra. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Cái gì? Dương Văn Vũ vừa nghe, mắt trợn to như chuông đồng. Ông ta từng nghĩ trừng phạt mà Lâm Thanh Diện nói có lẽ là ông ta sẽ chịu chút ít về nỗi đau da thịt, thậm chí là gãy tay gãy chân. Nhưng, ông ta thế nào cũng không ngờ, cái mà Lâm Thanh Diện nói, vậy mà là kêu ông ta giao ra nhà họ Dương. Cái này không thể được, tuyệt đối không được. Dương Văn Vũ lớn tiếng nói, hai chân vốn dĩ đã cong cũng thẳng mấy phần. Rõ ràng, kêu ông ta từ bỏ sản nghiệp của nhà họ Dương, đó là chuyện tổn hại đến căn cơ của ông ta, huống chi. Muốn đến sản nghiệp của nhà họ Dương giao cho nhà họ Lưu, càng là sự châm chọc lớn nhất đối ông ta. Lưu Ly ở một bên nhìn thấy loại tình cảnh này, cho dù bình thường tính cách điềm đạm như nước, lúc này cũng khó mà bình tĩnh được. Vốn có thể lấy lại sản nghiệp của nhà họ Lưu đã là vô cùng may mắn rồi, bây giờ, Lâm Thanh Diện vậy mà còn muốn Dương Văn Vũ giao ra sản nghiệp của nhà họ Dương, mà theo phong cách làm việc của Lâm Thanh Diện thì thấy, Lưu Ly có hàng triệu lý do tin rằng, Lâm Thanh Diện tuyệt đối có thể làm được. Nói như thế, ông là không muốn rồi. Khóe môi Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, trong nụ cười giấu dao. Lúc sinh tử tồn vong, cho dù Dương Văn Vũ có khốn cùng hơn nữa, nhưng ông ta cũng biết, nhà họ Dương không thể tặng từ trong tay mình. Lâm Thanh Diện, tôi cầu xin cậu, tôi bảo đảm, sau khi trả lại sản nghiệp của nhà họ Lưu, mỗi năm tôi cho nhà họ Lưu 1.500 tỷ không có điều kiện, dùng để trợ giúp nhà họ Lưu phát triển, cậu thấy như nào? Dương Văn Vũ mang theo tiếng khóc, cầu khẩn. Mỗi năm 1.500 tỷ không có điều kiện gì, đây có khác gì cống nạp giữa hai nước thời xưa, ngay cả Lưu Ly cũng kinh ngạc không thôi, cô ta thế nào cũng không ngờ, Dương Văn Vũ sẽ nói ra lời như này. Phải biết, khác với đại gia tộc ở Kinh Đô như nhà họ Lâm, nhà họ Lưu nho nhỏ, mỗi năm nhận được thêm 1.500 tỷ, đây chính là sự ủng hộ tài lực trực tiếp khiến nhà họ Lưu bước lên một bậc cao hơn. Tuy nhiên như thế, Lâm Thanh Diện không hài lòng. Ông bây giờ nói thì hay, nhưng ông có thể bảo đảm sau khi tôi rời khỏi nhà họ Lưu, ông sẽ không làm những gì với nhà họ Lưu sao? Dù sao, con người của ông, tôi rất rõ ràng, âm hiểm gian xảo, không việc ác gì không làm, tôi không thể không đề phòng. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, Dương Văn Vũ nghe xong thì sửng sốt. Ông ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, tên này sao có thể đoán được trong lòng ông ta trước đó nghĩ cái gì chứ? Lâm Thanh Diện không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, đối với người bình thường như Dương Văn Vũ này, chỉ cần hơi thất thần, liền biết trong lòng đang suy tính cái gì. Lưu Ly ở một bên bất giác nhíu mày, toát mồ hôi.
Phải, đợi đến khi Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà họ Lưu, Dương Văn Vũ tất nhiên sẽ trả thù, hơn nữa, sự trả thù này chắc chắn sẽ càng mãnh liệt, cái gọi hỗ trợ 1.500 tỷ kia, Dương Văn Vũ chắc chắn sẽ không nhận nợ, đến lúc đó, nhà họ Lưu há không phải lại dẫm vào vết xe đổ. Nghĩ đến đây, Lưu Ly không khỏi nhìn sang Lâm Thanh Diện, đối với tâm tư của Lâm Thanh Diện thật sự khâm phục sát đất. Cho nên, anh cuối cùng là muốn rời đi. Lưu Ly cảm thán, sự thất vọng dâng lên trong tim. Chương 1186, quên thu lực rồi. Lâm Thanh Diện, ông nội Lâm, ông tổ Lâm, lẽ nào cậu thật muốn ép tôi đi vào con đường chết sao? Dương Văn Vũ cân xin. Ha ha, muốn làm cháu tôi, ông còn không đủ tư cách, Lâm Thanh Diện khinh bỉ nói. Đồng thời, lại càng đánh giá thấp cốt khí của Dương Văn Vũ vài phần. Lâm Thanh Diện, tôi cũng cầu xin cậu như vậy rồi, lẽ nào cậu chưa từng nghe, làm việc gì đừng làm quá tuyệt, cứ muốn hiếp người quá đáng. Trong mắt Dương Văn Vũ hẳn tia máu. Ông ta quen ngông cuồng độc đoán, đâu từng chịu nhục nhã như này. Tuy nhiên, hôm nay ở trước mặt Lâm Thanh Diện, ông ta giống như một con chó bắc, lại không thể không nịnh chủ nhân. Hiếp người quá đáng, Lâm Thanh Diện cười lạnh nói, ở trong mắt tôi, ông căn bản không xứng làm người. Lâm Thanh Diện. Dương Văn Vũ sau khi nghe thì nổi giận, sau oán khí tích tụ trong lòng đạt tới đỉnh điểm, dường như cũng không có sợ như thế nữa. Ông ta lấy hết dũng khí, nghiến răng, tay chỉ vào Lâm Thanh Diện nói, ông đây hôm nay nói cho cậu biết, điều kiện cậu nói tôi không làm được. Xì cậu muốn kêu tôi nhường sản nghiệp nhà họ Dương ra, trừ phi tôi chết. Lời này nói xong, Dương Văn Vũ cũng bị dũng khí của mình dọa giật mình. Trong lòng thư ký Hồ ở một bên xoắn lại, dám nói chuyện với chỉ huy của thần Long Vệ như thế, lão già này là chê mạng của mình quá dài sao? Lần này, thần tiên cũng không cứu được ông ta rồi. Nhìn Dương Văn Vũ do bùng nổ cơn giận mà cơ thể không ngừng run rẩy cùng hai nắm đấm siết chặt, Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười, căn bản khinh thường. Nếu đã như thế, vậy ông đi chết đi. Tiếng lời nhẹ nhàng, lại như sét đánh ngang tai. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Dương Văn Vũ bị đè ép đến mức không thở được. Khí thể vừa rồi mới bùng phát lập tức tan tanh trong nháy mắt. Cậu lẽ nào muốn giết tôi? Dương Văn Vũ mở to mắt nói, cho dù cậu là chỉ huy của thần Long Vệ gì đó thì như thế nào, cậu lẽ nào có thể tùy tiện giết người? Tôi ngược lại không tin, thế giới này còn có vương pháp hay không? Không có nửa điểm trêu đùa, Lâm Thanh Diện lạnh giọng, mạng của ông, tôi lấy chắc rồi. Cái gì? Dương Văn Vũ bàng hoàng, sau lưng đã không những toát mồ hôi lạnh, càng là cảm nhận được một cơn đau từ tận trong xương tủy. Ông ta quay đầu nhìn sang thư ký Hồ, lúc này, thư ký Hồ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của ông ta. Thư ký Hồ, ông giúp tôi đi, cậu ta sao có thể tùy tiện giết người chết, cậu ta sao có thể chửi? Thư ký Hồ thân sắc lãnh khốc, rõ ràng, Lâm Thanh Diện cố chấp muốn lấy mạng của Dương Văn Vũ, là chuyện dễ như trở bàn tay. Cùng lúc này, trong lòng ông ta nhanh chóng đưa ra kết luận. So sánh với việc đắc tội với Lâm Thanh Diện và đắc tội với Dương Văn Vũ, cản bản không cùng đẳng cấp mà đặt ngang hàng. Nghĩ rồi, thư ký Hồ lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Dương Văn Vũ. Dương Văn Vũ ngây ngốc, ngôn ngữ cơ thể của thư ký Hồ đã tỏ rõ, hôm nay, ở nơi này, bản thân cô lập không chỗ dựa, sống chết đều dựa vào Lâm Thanh Diện. Thư ký Hồ, lẽ nào Lâm Thanh Diện có thể tùy tiện giết người sao? Ông là người của khu phía Nam, ông không thể quản sao? Ôm hy vọng cuối cùng, Dương Văn Vũ hỏi. Thư ký Hồ khẽ lắc đầu, thần Long Vệ là lực lượng vũ trang đứng đầu của nước Hát, tự nhiên có đặc quyền, một khi đã nhận định thì giết, không cần xin chỉ thị của bất kỳ ai. Nói rồi, thư ký Hồ vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Văn Vũ, đồng thời cẩn thận liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Bây giờ, cái mạng của Dương Văn Vũ ông ta không quản được rồi, mà cái bây giờ ông ta nghĩ, trước đó mình không làm rõ tình hình, chắc sẽ không đắc tội với chỉ huy của thần Long Vệ này chứ. Nếu như Lâm Thanh Diện này về sau nhắm vào mình, vậy mình há không phải toi rồi sao? Dương Văn Vũ đáng chết, ông đây thật bị ông hại thảm mà. Nghĩ đến đây, thư ký Hồ không nhịn được mà dùng mình, thù hận đối với Dương Văn Vũ lại sâu thêm một phần. Cái gì? Nghe thấy Hồ Mật nói thế, hai chân của Dương Văn Vũ mềm nhũn, bụp một tiếng ngã ra đất. Tôi, sai rồi, tôi lập tức đem sản nghiệp của nhà họ Dương toàn bộ giao cho nhà họ Lưu, xin cậu tha cho tôi. Một người đàn ông, lúc này lại khóc rưng rưng, Dương Văn Vũ cũng không màng nhiều như thế, quỳ ở trước mặt Lâm Thanh Diện,
tóm lấy ống quần của Lâm Thanh Diện mà cầu xin. Ông ta lúc này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, sản nghiệp nhà họ Dương tính là cái gì chứ, cái mạng nhỏ của mình mới quan trọng hơn. Có điều, ông ta biết đã quá muộn rồi. Lấy cái tay bẩn của ông ra. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp hất chân, đem Vương Văn Vũ giống như quả bóng đá ra. Tuy nhiên, một cước giống như tùy tiện này, vậy mà đem Dương Văn Vũ gần 90kg bắn xa ngoài 5 mét, đập vào bức tường đối diện. Phụt! Sự đồn ép trong lòng, cộng thêm một cú đập mạnh vào tường, Dương Văn Vũ nôn ra một búng máu, đồng tử dần dần giãn ra, không còn hơi thở. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện lại có thêm vài phần sợ hãi. Đáng chết, quên mất thu sức rồi, Lâm Thanh Diện bất lực nhún vai. Gần đây cảm thấy lực lượng của mình hình như hơi nâng cao hơn trước, không biết, đây có phải là do ma thần Tu La truyền kỳ không? Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, đối với cái chết của Dương Văn Vũ, anh không hề để tâm. Sớm biết thế nên để tên này trước khi chết ký thỏa thuận, đồng ý đem sản nghiệp nhà họ Dương chuyển cho nhà họ Lưu, cái này ngược lại có hơi thất sách rồi, Lâm Thanh Diện nói. Ơ ó điều, anh nghĩ lại, mặc kệ nói như thế, Dương Văn Vũ đã chết. Uy hiếp của nhà họ Lưu được giải trừ, ít nhất cũng không cần lo lắng sau này bọn họ trả thù. Tuy nhiên, thư ký Hồ lo lắng mãi Lâm Thanh Diện tiếp theo sẽ ra tay với mình, sau khi nghe thấy lời này, tâm thần khẽ động, lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Thanh Diện. Báo cáo chỉ huy thần Long Vệ. Thư ký Hồ cung kính hành lễ theo tiêu chuẩn cao nhất với Lâm Thanh Diện. Chuyện gì? Lâm Thanh Diện hỏi, đối với thư ký Hồ này, anh không có hảo cảm gì. Là như này. Vấn đề vừa rồi ngài nói, tôi có thể giải quyết, thư ký Hồ cười nói, chỉ là, nụ cười như thế có tránh có hơi xảo trá. Ồ, ông có thể giải quyết sao? Lâm Thanh Diện hứng thú nhìn đối phương. Thư ký Hồ gật đầu, đây là thời cơ tốt để thể hiện trước mặt chỉ huy thần Long Vệ. Tôi và người nhà họ Dương rất thân, tôi sẽ nói rõ với bọn họ, trước khi Dương Văn Vũ chết đã hứa muốn đem sản nghiệp của nhà họ Dương chuyển cho nhà họ Lưu, thư ký Hồ nói. Ông dám chắc. Người của nhà họ Dương sẽ nghe ông chứ? Lâm Thanh Diện thản nhiên hỏi. Thư ký Hồ võ ngực đảm bảo, yên tâm, để tôi lo. Lâm Thanh Diện gật đầu, trong lòng anh rõ ràng, xem ra thư ký Hồ này định dùng quyền thế trong tay mình ép người của nhà họ Dương thỏa hiệp rồi. Được, vậy, chuyện này giao cho. Ông rồi, Lâm Thanh Diện tùy ý nói, vỗ võ vai của thư ký Hồ. Thư ký Hồ lập tức cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ đều trở nên ấm áp, lập tức nói. Làm việc vì chỉ huy, tôi nhất định cố hết gắng mình, làm việc đến mức hoàn hảo nhất. Nhìn thấy cái miệng này của thư ký Hồ, các đội viên trong thần Long Vệ luôn kỳ ác như thủ cũng không khỏi nhíu mày. Lão đại cũng thật là, người như này, dây lấy ông ta làm gì? Đúng thế, trước đó còn diễu võ dương oai với lão đại, bây giờ lại không có cốt khí như thế, thật mất mặt. Lời bàn luận của mọi người tự nhiên không thoát khỏi tai của Lâm Thanh Diệt, thư ký Hồ cũng nghe rất rõ, có điều. Cái mạng nhỏ quan trọng, ông ta căn bản không để tâm những thứ này. Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Diện nói với Lưu Ly cùng mọi người, xoay người rời khỏi. Cung tiễn chỉ huy. Thư ký Hồ vội vàng tiễn đến cổng, Hồ hởi nói. Trong lòng ông ta rất vui mừng, nhìn dáng vẻ, Lâm Thanh Diện đối với cô chủ của nhà họ Lưu này rất là để tâm, bản thân đã giúp anh một chuyện lớn, sau này khả năng sẽ bay càng cao càng xa hơn. Một nhà họ Dương mà thôi. Dám không nghe lời, bắt toàn bộ bọn họ lại. Ông đây đối phó không được thần Long Vệ, còn không đối phó được các người sao? Trong lòng thư ký Hồ thâm tự đắc ý. Mà lúc ông ta đang suy nghĩ, đăng trước truyền đến tiếng của Lâm Thanh Diện. Chương 1187, từ đâu tới thì cút về đó. Đúng rồi. Lâm Thanh Diện vừa đi được hai bước bỗng ngoảnh đầu, nhìn sang thư ký Hồ. Chỉ huy còn có chuyện gì, xin cứ chỉ thị. Thư ký Hồ không dám chậm trễ. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, tôi vừa nghĩ ra, nếu ông đã làm được việc như vậy, quay về tôi sẽ đánh tiếng với chỉ huy khu phía Nam, điều động ông. Á! Hạnh phúc đến quá đột ngột, vượt ngoài mong đợi rồi. Thần Long Vệ đúng là không tâm thường, nói điều động thì điều động, xem ra, hiện nay mình là cược đúng rồi, đây quả thật là thu hoạch bất ngờ không biết cậu ta sẽ điều mình đi đâu, kinh đô. Thâm Thành! Trong lòng thư ký Hồ thâm vui mừng. Ai biết, lời tiếp theo của Lâm Thanh Diện, vô tình dội cho ông ta một gáo nước lạnh. Tôi nghe nói, gần đây chiến sự bên khu phía Tây Liên Miên, người làm được việc như ông, không làm bia đỡ bạn thì thật đáng tiếc. Nói rồi,
Lâm Thanh Diện xoay người rời đi, cũng không có tiếp tục nhìn thư ký Hồ nữa. Cái này. Mọi người nhìn thư ký Hồ đã hóa đá, không khỏi bật cười. Ha 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 ha. Đúng thế, đây mới là lão đại chúng ta quen. Tiễn biệt Lưu Ly tự nhiên không nỡ, nhưng, đối với sự rời đi của Lâm Thanh Diện, cô ta cũng không thể làm được gì. Cô ta sau khi biết Lâm Thanh Diện yêu sâu đậm vợ của anh là Hứa Bích Hoài, thì cảm thán trong lòng, Hứa Bích Hoài kiếp trước nhất định cứu vất cả giải ngân hà mới có thể may mắn như vậy, có được sự toàn tâm toàn ý của Lâm Thanh Diện. Xử lý xong chuyện ở đây, Lâm Thanh Diện khi quay về, hỏi Hứa Bích Hoài, chuyện bên này đều xử lý xong rồi, gì cũng gặp rồi, có phải nên về Kinh Đô rồi không? Hứa Bích Hoài suy nghĩ, cô lần này quay về chủ yếu cũng là muốn gặp mẹ kế mà ba tìm, bây giờ cũng gặp được rồi, đến lúc trở về rồi. Ba, con vẫn là theo con cùng trở về đi. Vừa nghe nói Lâm Thanh Diện sắp rời đi, trong lòng Sở Nguyệt có hơi khẩn trương, nếu như Lâm Thanh Diện rời đi rồi, thời gian bà ta đối phó với anh sẽ ít đi. Vì thế bắt đầu thao túng tư tưởng của Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa hình như cảm nhận được tin tức truyền tới của bà ta, mở miệng nói, cùng về đi, dẫn gì của con theo, không thể vứt gì của con ở đây được. Hứa Bích Hoài trưng cầu ý kiến của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện ngược lại thì không thấy sao cả, tuy cảm giác Sở Nguyệt có hơi không đúng lắm, nhưng ít nhất bây giờ chưa có chứng cứ, liền gật đầu, thu dọn đồ chuẩn bị xuất phát. Sầm tối, nhà tổ nhà họ Lâm. Sự trở về của Lâm Thanh Diện khiến trong nhà tổ nhà họ Lâm có thêm nhiều tiếng cười vui vẻ. Nhà họ Lâm hiện nay, so với nhà họ Lâm lúc Lâm Thanh Diện vừa tiếp quản, càng thịnh vượng vững chắn hơn nhiều. Bích Hoài, khoảng thời gian này để em chịu ấm ức rồi, về sau anh sẽ cố gắng ở bên cạnh em, chăm sóc em. Hứa Bích Hoài khế lắc đầu, khế nói, em chỉ biết, người đàn ông của em rời xa gia đình, là vì để bảo vệ gia đình được tốt hơn, bảo vệ tốt hơn cho em và Nặc Nặc. Mà chức trách của em chính là trước khi người đàn ông của em về nhà, trông coi cái nhà này cho tốt, cho nên, vất vả hơn nữa, cũng xứng đáng. Những lời cảm động mùi mẫn này, cho dù là trai thẳng siêu cấp như Lâm Thanh Diện sau khi nghe được cũng cảm động không thôi. Yên tâm, anh từng nói, sẽ không tiếp tục để em và Nặc Nặc chịu một chút uất ức nào. Em tin. Nói rồi, hai người ôm chặt lấy nhau. Khụ khụ. Hứa Bích Hoài không nhịn được mà ho nhẹ vài tiếng. Lâm Thanh Diện vội buông ra, căng thẳng nhìn Hứa Bích Hoài, ánh mắt vô cùng lo lắng. Không sao, vừa tỉnh lại chưa lâu, thiết nghĩ thể chất cơ thể không như trước, còn cần thời gian hồi phục. Hứa Bích Hoài nói rồi, thở dài, chỉ là khổ cho anh rồi. Khổ anh, Lâm Thanh Diện có hơi không hiểu. Anh thời gian không về nhà, cơ thể của em vừa mới hồi phục, lại không cho phép chúng ta làm chuyện đó. Nói rồi, Hứa Bích Hoài cúi thấp đầu, giọng nói tí nhí. Mặt mày đỏ ửng. Ồ, thì ra cái em nghĩ là chuyện này. Lâm Thanh Diện bỗng ngộ ra, cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài. Hừ, ai nghĩ cái này, không để ý anh nữa, Hứa Bích Hoài lẩm bẩm trách, xoay đầu sang một bên. Lâm Thanh Diện mặt mang theo nụ cười, nhìn người phụ nữ cho dù có hơi tức giận cũng vô cùng đáng yêu này, sau đó, dịu dàng đem cô lần nữa đối diện với mình. Vậy, anh khiến cơ thể của em nhanh chóng hồi phục. Như thế thì chúng ta có thể sớm một chút làm. Chuyện đó rồi, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Anh còn nói. Hứa Bích Hoài chống tay phồng miệng, bộ dạng như thế rất là đẹp. Anh nghiêm túc. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, sau đó từ trong ngực lấy ra cỏ tinh khiết và một khối đá mài. Đây chính là thứ Lâm Thanh Diện đã mua ở trong buổi giao lưu thảo dược lần trước, hơn nữa để trong dược đan cẩn thận bồi dưỡng. Hiện nay, cỏ tinh khiết càng thêm mềm mại. Xuất hiện sắc xanh ngọc bích. Đây là, Hứa Bích Hoài rất tò mò. Tin tưởng anh, cái này tốt cho cơ thể của em, Lâm Thanh Diện nói. Em tin anh. Hứa Bích Hoài gần như là buột miệng nói ra. Mà không lâu trước, Sở Nguyệt còn ép mình và Lâm Thanh Diện ly hôn, cuối cùng diễn thành một vở hài kịch. Vở hài kịch này ngược lại khiến Hứa Bích Hoài nhận định, Lâm Thanh Diện chính là người đàn ông mà cô cả đời đi theo. Trái tim cô cũng nhận định. Sẽ không bị bất kỳ lời đồn đại ở bên ngoài làm lung lay. Cỏ tinh khiết ở trong máy nghiền đặc biệt này nghiền vụn ra. Mà viên đá đơn giản này sau khi trải qua thời gian mài mòn, vậy mà dần lộ ra sắc xanh. Lâm Thanh Diện điều động thân hồn, cảm ứng sự thay đổi của khối đá này. Anh vui mừng phát hiện, sau khi được xay ra, dược tính của cỏ tinh khiết trở nên càng nồng đậm, nhưng, lại rất ôn hòa. Đối với người bình thường mà nói, nó là thứ vô cùng thích hợp.
Dùng đi. Lâm Thanh Diện khế nói, Hứa Bích Hoài gật đầu. 10 phút sau, mặt mày Hứa Bích Hoài có hơi trắng bệch, dần dần khôi phục huyết sắc. Cô vui mừng nói, quá thần kỳ rồi, em cảm thấy hô hấp của em thông nhuận hơn nhiều, cơ thể cũng không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Vậy sao, Lâm Thanh Diện cũng rất vui mừng. Xem ra phán đoán của anh không sai, cỏ tinh khiết đối với Hứa Bích Hoài mà nói, tuyệt đối là lương dược bồi bổ cơ thể. Xem ra không cần bao lâu, em có thể hoàn toàn khỏe lại rồi, Hứa Bích Hoài rất là vui mừng, không nhịn được mà hôn lên má Lâm Thanh Diện. Cảm ơn anh, ông xã. Lâm Thanh Diện cảm nhận được đôi môi mềm mại của Hứa Bích Hoài, tâm thần khẽ động, nhắm mắt hưởng thụ. Cùng lúc này, anh cũng chìa bên má kia qua, trong lòng vô cùng mong đợi cười nói, còn có bên này nữa. Hứa Bích Hoài lườm anh, cuối cùng vẫn là hôn một cái. Lâm Thanh Diện rất là thỏa mãn, nếu không phải Hứa Bích Hoài bệnh nặng mới khỏi, tình này cảnh này, anh sớm đã không nhịn được rồi. Em cố gắng nghỉ ngơi, anh ra ngoài trước. Lâm Thanh Diện kiềm chế dục vọng, cho dù vẫn không lỡ rời khỏi căn phòng. Vừa đi khỏi cửa phòng, một giọng nói sắc bén vang bên ở của, ha, hai người thật hạnh phúc. Lâm Thanh Diện mày kiếm nhíu lại, nhìn Sở Nguyệt dựa vào cánh cửa. Không ngờ, bà còn có thói quen bám cửa nghe lén. Vừa nghe lời này, Sở Nguyệt dựng lông, sao hả, nghe thử không được sao, cậu là bất mãn với tôi sao? Tôi tốt xấu gì cũng là mẹ kế của Bích Hoài, quan tâm Bích Hoài thì làm sao? Nói rồi, bà ta xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nắm đấm của Lâm Thanh Diện siết chặt lại, bỗng nói, đi như vậy sao? Không nghe lén thêm lúc nữa. Có ai có kiểu ăn nói với trưởng bối như cậu không? Đừng tưởng cậu là gia chủ của nhà họ Lâm thì lợi hại lắm, gia đình nhỏ này của chúng tôi vẫn là tôi nói mới tính, Sở Nguyệt không khách khí nói. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng. Mấy năm trước, bản thân nhẫn nhục chịu đựng, vào ở rể nhà họ Hứa, chịu mọi ánh mắt khẻ lạnh, bình thường không có biểu hiện gì bất ngờ nhưng thành tích tạo ra lại kinh người. Hiện nay anh tiếp quản nhà họ Lâm, cũng đã quen, sớm đã đứng ở trên đỉnh của thế giới này, anh hà tất gì phải khiêm tốn. Cái nhà này, còn chưa đến lượt bà nói chuyện. Trong mắt Lâm Thanh Diện mang theo hàn quang, bước lên trước hai bước. Lại nói một câu với bà, từ đâu đến, cút về chỗ đó cho tôi, nơi này không để cho bà làm càn. Thằng nhãi, về sau sẽ có cậu biết tay, khóe miệng của Sở Nguyệt lộ ra ý cười cổ quái, không có nhiều lời, xoay người rời đi. Chương 1188, đứa con được ông trời lựa chọn. Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Sở Nguyệt rời đi. Trong mắt lóe lên chút ý hận thù. Mới vừa rồi, lúc anh đứng đối diện với Sở Nguyệt, đã cố tình thả ra thân hồn chi lực của mình. Thứ nhất là để thể hiện thực lực của mình, thứ hai là để lập uy. Đứng trước khí thế của Lâm Thanh Diện, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đã sớm thất khiếu chảy máu, chống đỡ không nổi rồi, cho dù có là cao thủ cấp hóa cảnh đi nữa, hai chân cũng sẽ mềm nhũn mà quỳ xuống đất. Điều này chứng minh, thực lực của Sở Nguyệt ít nhất cũng phải là hóa cảnh đỉnh phong. Thương nguyên giới, quả nhiên thực lực phi thường, tùy tiện xuất hiện một người, cũng có thực lực hóa cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lâm Thanh Diện trầm trọng hơn một chút. Thương nguyên giới, càng lúc càng thú vị rồi đấy. Nếu như không phải vì muốn câu được con cá lớn phía sau Sở Nguyệt, Lâm Thanh Diện sẽ không để cho bà ta ở lại bên cạnh mình, hơn nữa còn không nói sự thật cho Hứa Bích Hoài biết. Với thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện, lại thêm huyền kình tự thân anh tu luyện được, quan trọng hơn là, chuyên thừa anh đạt được từ ma thần Tu La, một người ở cấp hóa cảnh đỉnh phong, căn bản không đáng để anh đặt vào mắt. Nếu như trên thế giới này chỉ có một người có thiên phú chắc tuyệt, vậy thì, cái người ấy chỉ có thể là Lâm Thanh Diện. Anh, chính là đứa con được ông trời lựa chọn. Trong phòng ngủ, Sở Nguyệt ngồi trên ghế sofa đơn. Chiếc sofa này là Hứa Quốc Hoa vì muốn lấy lòng mình nên mới đặc biệt mua. Được đặt làm riêng dựa theo ghế ngồi trong khang hạng nhất của máy bay, đồng thời còn tích hợp thêm chức năng massage nữa, cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, này cũng do Hứa Bích Hoài trả tiền. Nhưng mà, lúc này ngồi trên một chiếc ghế sofa thoải mái như thế, mà sắc mặt Sở Nguyệt lại có chút tái nhợt. Trên khóe miệng bà ta còn một ít vết máu chưa lau sạch. Thằng nhóc thối tha kia, thực lực thế mà lại mạnh như vậy, thiếu chút nữa đã không chống đỡ được rồi. Xem ra bọn họ nói không sai. Thằng nhóc này quả nhiên thiên phú siêu đẳng, mới tí tuổi đầu, thần hồn chỉ lực thế mà đã tinh thuần như vậy rồi. Ánh mắt Sở Nguyệt chuyển lạnh như băng, chân mày dài mảnh xoăn vào với nhau, sau đó, khóe mắt lóe lên ý cười.
vốn còn tưởng rằng chỉ là một thằng nhóc con lông còn chưa mọc, bây giờ thì mọi chuyện thú vị hơn nhiều rồi. Lúc này, Sở Nguyệt nghĩ đến Hứa Quốc Hoa. Trong phòng khách, Hứa Quốc Hoa đang ở trong nhà xem tivi, đột nhiên con cổ trùng trong cơ thể hơi hơi vặn vẹo, ông lập tức hiểu ra, đứng dậy đi ra cửa. Quả nhiên, rất nhanh sau đó Sở Nguyệt đã đi đến trước mặt Hứa Quốc Hoa, chỉ là sắc mặt tái nhợt, trông trạng thái có vẻ rất không tốt. Hứa Quốc Hoa nâng mắt nhìn một cái, lập tức kinh ngạc đến thất sắc, chủ nhân, cô bị làm sao thế này? Là ai làm, sao khóe miệng cô lại có vết máu thế? Ai hả, còn không phải là chuyện tốt do đứa con rể quý hóa của ông làm à? Sở Nguyệt lạnh giọng nói. Là Lâm Thanh Diện làm ấy hả? Sao cậu ta lại làm như thế chứ? Ông vậy mà lại dám hỏi tôi tại sao à? Sở Nguyệt vừa trừng mắt một cái, Hứa Quốc Hoa ngay lập tức ngậm miệng. Sở Nguyệt nhìn Hứa Quốc Hoa bây giờ, tuy ông vẫn còn là con rối bị bà ta khống chế, nhưng nhìn từ bên ngoài thì đã không còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc của máy móc như lúc mới đầu nữa. Càng lúc càng giống một con người, có cảm xúc. Điều này cũng chứng tỏ, thực lực của mình đã có tiến bộ. Nghĩ đến đây, tâm tình của Sở Nguyệt tốt lên không ít, còn không phải là vì hồi trước tôi bắt khiến cậu ta với Bích Hoài ly hôn à, nên hôm nay cậu ta mới tùy tiện viện một cái cớ để đánh tôi thôi. Chủ nhân, để tôi đi thu thập cậu a. Hứa Quốc Hoa siết chặt nắm tay, mặt đầy vẻ phẫn nộ, quay người muốn xông thẳng về phía cửa. Trông thấy hành động của Hứa Quốc Hoa, Sở Nguyệt khinh thường nói, ngu ngốc, ông định đi đánh cậu ta ấy hả? Tôi còn chẳng đánh nổi, ông đánh được cậu ta chắc. Ông qua đây ngồi xuống trước đã. Hứa Quốc Hoa nghe lời ngồi xuống sofa, Sở Nguyệt vươn tay về phía Hứa Quốc Hoa, muốn xoa bóp cho ông. Thế nhưng sự thực là, Sở Nguyệt mới không tốt bụng đến mức giúp Hứa Quốc Hoa xoa bóp như vậy đâu. Nguyên nhân mỗi ngày bà ta bỏ ra nửa tiếng đồng hồ, là bởi vì, Sở Nguyệt thông qua việc xoa bóp, đã đưa cổ trùng từ đầu ngón tay mình, đi qua kinh mạch, thâm nhập vào trong cơ thể Hứa Quốc Hoa. Mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ, mức độ nghe lời của Hứa Quốc Hoa với mình sẽ tăng thêm một bậc. Quốc Hoa. Sở Nguyệt thay đổi thái độ mới rồi, giọng điệu mềm nhẹ nói, Hứa Quốc Hoa đang nhắm mắt hưởng thụ chỉ ưng một tiếng đơn giản. Ông xem Lâm Thanh Diện đối xử với tôi như vậy, có phải là đáng chết không? Sở Nguyệt tiếp tục nói. Đáng chết, đương nhiên là đáng chết rồi. Cậu ta dám đối xử với bà như vậy, cho dù có thiên đao vạn quả sao cũng không đủ ấy chứ, tôi sớm đã nhìn cậu ta không vừa mắt rồi. Hứa Quốc Hoa tức tối nói. Thiên đao vạn quả, băm thành trăm miệng. Ai, này phải trách thân thủ cậu ta quá tốt đi, tôi lại chẳng phải là đối thủ của cậu ta, chẳng qua chủ nhân, cô yên tâm, cho dù có phải liều mạng, tôi cũng phải dạy dỗ cậu ta một trận. Hứa Quốc Hoa quả thực rất tức giận, buột miệng nói. Đừng gọi chủ nhân gì nữa. Gọi là Nguyệt Nhi đi. Bây giờ đi thì quá mạo hiểm, ông cũng biết mà, tôi không muốn thấy ông bị cậu ta đánh chút nào, Sở Nguyệt quyến rũ nói. Nhưng mà, Nguyệt Nhi, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ, đánh thì đánh không lại, cũng chẳng có biện pháp nào để đuổi cậu ta đi, Hứa Quốc Hoa hỏi. Trong mắt Sở Nguyệt xẹt qua một tia oán hận, bà ta lấy từ trong tay ra một viên thuốc màu đỏ sậm, đặt trước mặt Hứa Quốc Hoa. Đây là, Hứa Quốc Hoa không hiểu hỏi. Đây là một loại độc dược giết người vô hình, nếu như uống phải, thì cho dù có là thân tiên cũng không cứu được, Sở Nguyệt nói. Được, để tôi cho thằng nhóc kia uống. Nói xong, Hứa Quốc Hoa đứng lên khỏi chỗ ngồi. Chờ một chút. Sở Nguyệt nhíu chặt chân mày, cái tên này, ngốc thật đấy à? Ông cảm thấy Lâm Thanh Diện sẽ nghe lời ông, ngoan ngoãn uống viên thuốc độc này à? Sở Nguyệt không kìm được tức giận nói. Lại nói. Sở Nguyệt đã hiểu sâu sắc thần hồn của Lâm Thanh Diện lợi hại thế nào rồi, viên thuốc độc này, Lâm Thanh Diện chỉ cần liếc mắt một cái thôi, liền nhìn thấu được ngay. Vậy, chúng ta phải làm thế nào? Hay là bỏ vào nước, cho cậu ta uống? Hứa Quốc Hoa hỏi. Vẻ mặt Sở Nguyệt kỳ dị, nhìn Hứa Quốc Hoa, nói, chúng ta, có thể xuống tay từ Hứa Bích Hoài. Hả? Hứa Quốc Hoa nghe xong, giật bắn mình. Không, này, không thể được. Không phải là muốn giết Lâm Thanh Diện à, sao lại hạ độc Bích Hoài chứ? Thế nào, lời tôi nói ông cũng không nghe rồi phải không? Sở Nguyệt đột nhiên tản ra khí thế, Hứa Quốc Hoa thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống. Nhưng mà con bé dù sao cũng là con gái tôi, nếu làm như vậy thì, Hứa Quốc Hoa lắp bắp nói. Giết Lâm Thanh Diện, ông không có bất cứ ý kiến gì, nhưng mà Hứa Bích Hoài dù sao cũng sớm chiều ở chung với ông hai mươi mấy năm trời, ông vẫn không thể nhẫn tâm được.
xem ra, cái tên này chúng cổ còn chưa đủ sâu. Mắt Sở Nguyệt âm lãnh, sau đó nói, yên tâm, Bích Hoài là người phe chúng ta mà, tôi làm sao lại hại cô ta được. Mục tiêu của tôi là Lâm Thanh Diện, chỉ cần ông nghe lời tôi, hứa Bích Hoài sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì đâu, vậy ý bà là, hứa Quốc Hoa không hiểu. Sở Nguyệt bật cười nhẹ, ghé sát tai hứa Quốc Hoa, ông chỉ cần. Chương 1189, kế hoạch. Sáng ngày hôm sau, hứa Quốc Hoa ngồi ngay ngắn trong phòng khách, vừa vặn bắt gặp hứa Bích Hoài đi từ trên tầng xuống. Bích Hoài, ra ngoài à, hứa Quốc Hoa cười cười, tiến về phía trước nói. Sau đó, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía xung quanh, Lâm Thanh Diện đâu, sao cậu ta không đi cùng con? Trời vừa sáng anh ấy đã ra ngoài rồi ạ, việc kinh doanh của nhà họ Lâm xảy ra vài chuyện cần anh ấy đi xử lý. Vậy thì tốt, hứa Quốc Hoa nhỏ giọng nói, sau đó cười bảo, vậy con đang định đi đâu thế? Hứa Bích Hoa nhàn nhạt nói, con cảm thấy cơ thể mình bây giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi, nên muốn ra ngoài tản bộ một lát. Tản bộ à, để ba đi cùng con, vừa hay ba cũng đang không có việc gì. Hứa Quốc Hoa một bên nói, một bên cùng hứa Bích Hoài đi ra ngoài. Sao thế, hôm nay ba không cần ở bên gì ạ? Hứa Bích Hoài hỏi. Không cần, dì con sáng nay đi mua sắm rồi, không cần ba đi theo, đi thôi, hai ba con ta cũng lâu rồi không cùng nhau tản bộ nhỉ. Hứa Bích Hoài nhún nhún vai. Từ ngày Sở Nguyệt đến đây, hứa Quốc Hoa chưa từng chủ động tìm mình nói chuyện như hôm nay. Chẳng qua hứa Bích Hoài cũng không nghĩ quá nhiều. Nếu ông ấy đã muốn đi cùng, thì cứ để ông ấy đi cùng đi. Hai người đi đến công viên gần đó, hứa Bích Hoài cảm nhận bầu không khí thơm ngọt, khóe môi vẽ lên nụ cười yên bình. Bích Hoài, qua đây ngồi đi. Hứa Quốc Hoa ngồi trên ghế đá vẫy vẫy tay gọi. Hai người ngồi xuống cùng nhau, hứa Quốc Hoa thân thiết hỏi, cơ thể con bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa? Tốt lên nhiều rồi ạ, lần này Lâm Thanh Diện trở về có mang cho con một ít thuốc thảo dược. Con đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, hứa Bích Hoài thành thực trả lời. Tác dụng của cỏ tinh khiết dịu nhẹ, lâu dài, hứa Bích Hoài chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn trước không ít. Bích Hoài, con cũng biết mà, ba rất quan tâm tới con, tuy con không phải là con gái ruột của ba, nhưng mà, con cũng nên hiểu, ba làm bất cứ chuyện gì đều là vì tốt cho con hết. Hứa Quốc Hoa nói, hứa Bích Hoài hơi hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ, ông ấy làm sao vậy? Đang yên đang lành lại nói như thế làm gì chứ? Chẳng lẽ, ông ấy vẫn còn muốn mình ly hôn với Lâm Thanh Diện à? Ba, con biết ba làm gì cũng đều là vì tốt cho con, nhưng mà, nếu như hôm nay ba vẫn muốn con ly hôn với Lâm Thanh Diện, vậy thì không cần phải nói thêm nữa đâu ạ, con sẽ không chia tay Lâm Thanh Diện đâu. Hứa Bích Hoài đứng bật dậy, vẻ như muốn rời đi. Hứa Quốc Hoa vội vàng kéo hứa Bích Hoài lại, không phải. Hôm nay ba không phải muốn nói với con chuyện đó. Con hiểu nhầm rồi. Nghe thấy hứa Quốc Hoa nói như vậy, hứa Bích Hoài mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ba cũng biết rõ, muốn con với Lâm Thanh Diện ly hôn là chuyện không thể nào, hứa Quốc Hoa lẩm bẩm nói. Lâm Thanh Diện đối xử với con rất tốt, hơn nữa trước kia cũng đối xử với ba không tệ mà, ba, điều này ba nên biết rõ mới phải. Hứa Bích Hoài lại nói tiếp ba, con cảm thấy ba có gì đó không giống lúc trước. Lẽ nào bản thân ba không phát hiện ra sao? Không giống á, không giống chỗ nào chứ? Hứa Quốc Hoa hoạt động gân cốt một chút, ý con là ba béo lên ấy hả? Nhưng mà cũng không thể trách được, ngày nào cũng ở nhà nhàn đến phát hoảng, không béo mới là lạ đó. Không phải. Hứa Bích Hoài lắc lắc đầu, trước kia lúc Tống Huyền Khanh còn ở nhà chúng ta, tuy bà ta cực kỳ khắc nghiệt, nhưng vì bảo vệ con và Lâm Thanh Diện, ba thậm chí chấp nhận ly hôn với bà ta, còn bây giờ thì sao? Bây giờ thế nào cơ? Chẳng phải vẫn tốt đẹp đấy à? Hứa Quốc Hoa hỏi. Hứa Bích Hoài lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ, có vẻ ông ấy vẫn không nhận ra những thay đổi của mình thời gian gần đây rồi. Ba, nghe con nói một câu nhé, dì Sở Nguyệt quá cường thế, ba lúc nào cũng nghe theo lời bà ấy, như vậy không tốt đâu, hứa Bích Hoài nói, hy vọng hứa Quốc Hoa có thể hiểu được. Nào ngờ sau khi nghe xong, hứa Quốc Hoa lập tức bật dậy, con nói Sở Nguyệt không tốt ấy hả? Bà ấy không tốt chỗ nào chứ? Ba cảm thấy bà ấy tốt cực kỳ, con đừng tưởng rằng cả thế giới này chỉ có một người đàn ông duy nhất xỉ tình là Lâm Thanh Diện nhé, vì Sở Nguyệt, ba cũng có thể đánh đổi cả tính mạng của mình đấy. Hứa Bích Hoài cắn cắn môi, nhìn hứa Quốc Hoa đột ngột nổi giận, trong lòng một trận khổ sở. Thôi bỏ đi, sớm đã biết kết quả sẽ như vậy mà,
chỉ là không ngờ Sở Nguyệt thế mà lại có thể khiến ba mình ngoan ngoãn phục tùng như vậy, sau này chuyện của bọn họ, mình vẫn là đừng can thiệp nữa thì hơn, chỉ cần Sở Nguyệt không phá hoại mình và Lâm Thanh Diệt, thì cũng chẳng có vấn đề gì, Hứa Bích Hoài nghĩ trong lòng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Hứa Bích Hoài định kết thúc lần nói chuyện này, đứng lên chuẩn bị về nhà. Đợi một chút. Hứa Quốc Hoa gọi Hứa Bích Hoài lại, cho con xem cái này nè. Hứa Bích Hoài nghi ngờ nhìn sang, trông thấy trong tay Hứa Quốc Hoa có một viên thuốc nhỏ màu đỏ sậm. Hứa Quốc Hoa cười nói, con còn nói gì Sở Nguyệt không quan tâm gì đến mình, cô ấy vì để cơ thể con mau chóng hồi phục, đã đặc biệt xin cho con viên thuốc này đấy. Hả, Hứa Bích Hoài hơi hơi nhíu mày, cô khó mà tin tưởng Sở Nguyệt lại quan tâm tới cơ thể mình như thế. Con không tin à. Hứa Quốc Hoa rõ ràng có hơi nôn nóng, nếu như không thể đưa viên thuốc độc này cho Hứa Bích Hoài, sau đó để cô uống, thì nhiệm vụ mà Sở Nguyệt giao cho ông phải thất bại rồi. Vậy con hỏi ba, công dụng của viên thuốc này là gì, bà ta lấy được từ đâu? Hứa Bích Hoài hỏi. Nguyệt Nhi thông minh thật chứ, tối qua đã đoán được là Bích Hoài sẽ hỏi như vậy mà, Hứa Quốc Hoa thầm nghĩ trong lòng, tối qua, Sở Nguyệt đã dặn ông kỹ càng, gặp phải câu hỏi như vậy thì nên trả lời thế nào rồi? Khụ khụ. Viên thuốc này có tác dụng bồi bổ nguyên khí, đề cao sức đề kháng, bài trừ tạp chất trong cơ thể. Dựa theo lời dặn dò của Sở Nguyệt, Hứa Quốc Hoa lặp lại từng câu từng chữ, về phần nó từ đâu đến, là từ một vị bác sĩ cực kỳ nổi tiếng, tên là cái gì từ tài. Đúng rồi, chính là từ tài. Hứa Quốc Hoa nói, con không biết đâu, gì con tới cầu cạnh từ tài, nhưng sau đó đã phải đợi ông ta 3 ngày 3 đêm đấy. Cái này, Lâm Thanh Diện có biết không? Dù sao, nếu anh ấy tới tìm Từ Tài, thì Từ Tài nhất định sẽ giúp đỡ mà, Hứa Bích Hoài nửa tin nửa ngờ hỏi. Nếu như nói Sở Nguyệt sẽ làm như vậy, cô chắc chắn không tin, nhưng mà, thấy Hứa Quốc Hoa nói đến chân thật như thế, lại còn nói ra được tên của Từ Tài nữa, Hứa Bích Hoài liền có chút không dám chắc. Con cũng biết là quan hệ của dì con với Lâm Thanh Diện vốn dĩ không tốt đẹp gì mà, cô ấy không muốn dựa vào mối quan hệ của Lâm Thanh Diện, thế nên mới tự mình tới tìm Từ Tài đó. Hứa Quốc Hoa giải thích. Hứa Bích Hoài gật gật đầu, quả thật, lần trước nháo thành như vậy, Sở Nguyệt với Lâm Thanh Diện đã không đội trời chung rồi, nếu như bà ta có chuyện đi nữa, cũng nhất định không tìm tới Lâm Thanh Diện đâu. Bích Hoài, đây cũng coi như một mảnh tâm ý của dì con, ba biết là Lâm Thanh Diện có bản lĩnh, cơ thể con đã có cậu ta chăm lo, có điều, ba vẫn hy vọng con có thể nhận lấy viên thuốc này. Nói xong, Hứa Quốc Hoa đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Hứa Bích Hoài. Sau đó ông trầm giọng nói, dẫu sao thì ba với Sở Nguyệt vẫn đang sống ở nhà họ Lâm, ăn của nhà họ, uống của nhà họ, sau chuyện xảy ra lần trước, ba cũng đã nói chuyện với Sở Nguyệt rồi, viên thuốc này, cứ xem như là quà xin lỗi của bà ấy với các con đi, chỉ cần con uống viên thuốc này vào, từ nay về sau bà ấy tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện của con và Lâm Thanh Diện nữa, nếu như đúng là như vậy, thì nhờ ba giúp con gửi lời cảm ơn tới bà ấy, chỉ cần bà ấy không cố tình gây sự, thì chúng ta vẫn là người một nhà. Hứa Bích Hoài lương thiện căn bản không biết, viên thuốc trong tay mình lúc này, lại là thứ cực độc, mà Hứa Quốc Hoa, sớm đã trở thành con rối cho Sở Nguyệt tùy tiện sai khiến rồi. Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà mà. Thấy Hứa Bích Hoài nhận lấy viên thuốc, trên mặt Hứa Quốc Hoa đầy vẻ nhẹ nhõm. Hứa Bích Hoài nhận lấy viên thuốc, vừa bước được một bước, Hứa Quốc Hoa đã không biết cố ý hay vô tình nói, Bích Hoài, ba có câu này muốn hỏi con, với Lâm Thanh Diện, tình cảm có tốt không? Hửm. Hứa Bích Hoài nhìn Hứa Quốc Hoa có vẻ hơi ngại ngùng, ba hỏi cái này làm gì? Tình cảm của con với Lâm Thanh Diện rất tốt. Ý của ba là, phương diện kia có ổn không? Chương 1190, chuyển hồn đan. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Bích Hoài đỏ lên, cúi đầu không biết nên nói thế nào. Cô không nghĩ tới Hứa Quốc Hoa luôn ít nói lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Bích Hoài, con đừng hiểu lầm, ý của ba là Lâm Thanh Diện thường xuyên ra ngoài. Hiếm khi về nhà một lần, cho nên, con phải chăm sóc cậu ta, đàn ông mà, bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, huông chi Lâm Thanh Diện xuất sắc như vậy. Hứa Quốc Hoa nói. Hứa Bích Hoài khẽ cắn hàm răng, ba, con, và Lâm Thanh Diện rất tốt, con biết nên làm như thế nào. Hứa Bích Hoài nói xong thì mang theo hai gò má đỏ ửng lên bước nhanh về nhà. Đừng quên uống thuốc đó, rất tốt cho sức khỏe của con. Sau lưng Hứa Quốc Hoa lớn giọng nói. Hứa Bích Hoài quay về phòng ngủ, cô cầm viên thuốc màu đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Hiện tại cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi lạnh.
Vừa rồi Hứa Quốc Hoa nói làm cho Hứa Bích Hoài xấu hổ nên bước nhanh quay về, hiện tại cô cảm thấy có chút nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Không giống với các loại thuốc mạnh khác, cỏ tinh khiết có tác dụng bồi bổ, thời gian càng lâu thì càng tốt cho cơ thể. Hiện tại mặc dù Hứa Bích Hoài đã hồi phục không ít, nhưng vẫn chưa đến tình trạng trước kia. Phải biết rằng cô là người ăn linh mộc, cho dù chỉ có một chút cũng có tác dụng rất nhiều. Vì vậy có thể thấy được Tần Trường Sinh đã hạ độc tàn nhẫn thế nào. Không biết uống viên thuốc này xong thì có tốt hơn một chút hay không? Hứa Bích Hoài lẩm bẩm tự nói, tự tài điều chế thuốc này nên có lẽ không có vấn đề gì, hay là uống một nửa trước để xem hiệu quả. Cô nói xong thì đặt viên thuốc ở trong miệng, định cắn một nửa. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Vợ, anh đã về rồi. Lâm Thanh Diện đột nhiên xuất hiện làm cho Hứa Bích Hoài hoảng sợ. Lần này không sao, Hứa Bích Hoài nuốt cả viên thuốc vào bụng. Vợ sao vậy, sao em nhìn anh như thế? Lâm Thanh Diện khó hiểu hỏi, đặt tất cả túi đồ xuống. Không có gì, đây là... Hứa Bích Hoài chỉ vào túi đồ trên mặt đất hỏi. Sau khi anh xử lý công việc trong tay thì đến trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo và túi sách cho em, đều là phiên bản giới hạn, anh cảm thấy vợ của anh mặc vào thì nhất định rất xinh đẹp. Lâm Thanh Diện vừa nói vừa lấy quần áo và túi sách ra, em mặc thử xem, Hứa Bích Hoài mỉm cười, chắc là, rất đắt nhỉ. Vẫn tốt, 5 bộ quần áo, 3 túi sách, chưa đến 3 tỷ, rất rẻ, Lâm Thanh Diện tùy ý nói. Đúng vậy, đối với Lâm Thanh Diện mà nói thì 3 tỷ vẫn chưa bằng tiền lãi ngân hàng của anh trong 1 giờ, đúng là rẻ đến đáng sợ. Em mặc thử xem. Lâm Thanh Diện nói xong thì cầm chiếc váy liền áo màu trắng đưa đến trước mặt Hứa Bích Hoài. Vài chiếc váy liền áo này rất mềm mại, vừa nhìn thấy đã biết có giá trị không nhỏ, quan trọng hơn là thiết kế hở lưng, càng thêm hương vị quyến rũ. Sắc mặt Hứa Bích Hoài ửng đỏ, viên thuốc vừa rồi đã có tác dụng với cô. Cô chỉ cảm thấy bụng dâng lên sự ấm áp, làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn nữa cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mệt nhọc đã biến mất, cơ thể của mình đã khỏi hẳn, thậm chí còn khỏe hơn so với trước kia không ít. Nhưng ánh mắt cô nhìn Lâm Thanh Diện có thêm sự mơ màng. Tự tài đúng là lợi hại, trong lòng Hứa Bích Hoài nghĩ thầm. Vợ, em ngẩn người làm gì? Không muốn mặc sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Hứa Bích Hoài nhìn chiếc váy liền áo này thì hơi khiêu khích hỏi, anh, muốn nhìn thấy em mặc sao? Anh mua cho em không mặc thì ai mặc? Lâm Thanh Diện ngay thẳng nói. Vậy, anh chờ em. Hứa Bích Hoài nói xong thì cầm quần áo đi vào phòng đồ trong phòng ngủ. Trước khi cô đi thì quay đầu lại nhẹ giọng cười nói, Lâm Thanh Diện, anh kéo rèm lại đi. Lâm Thanh Diện sửng sốt, người phụ nữ này muốn làm gì đó với anh sao? Rèm được kéo lại, phòng ngủ trở nên tối đi rất nhiều. Ánh đèn chiếu xuống, Hứa Bích Hoài mặc váy liền áo màu trắng chậm rãi đi ra từ phòng đồ. Bộ váy phác họa đường cong hình S xinh đẹp, nhất là phần lưng càng làm cho Lâm Thanh Diện muốn ngừng mà không được. Xem ra anh mua bộ đồ này là chính xác. Lâm Thanh Diện ngơ ngác nghĩ. Bích Hoài, em, rất đẹp, Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài nghiêng nước nghiêng thành đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện. Hai người cách xa nhau chưa đến 20 cm, nhưng Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được sức nóng từ trên người Hứa Bích Hoài. Em đã, hồi phục rồi sao? Lâm Thanh Diện nhỏ giọng hỏi. Hứa Bích Hoài gật đầu, yên tâm đi, cỏ tỉnh khiết có tác dụng rất tốt, em đã hoàn toàn hồi phục. Bởi vì Hứa Bích Hoài nghĩ đến chuyện Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện như nước với lửa nên tạm thời không nói chuyện viên thuốc cho Lâm Thanh Diện. Nếu nói như vậy, anh cũng sẽ không khách sáo nữa. Lâm Thanh Diện cười xấu xa nói, mấy ngày nay Lâm Thanh Diện về nhà đối mặt với người phụ nữ mình yêu, anh là một người đàn ông bình thường nên đã sớm không nhịn được. Anh nói xong thì Hứa Bích Hoài nhẹ nhàng đẩy một cái, Lâm Thanh Diện thuận theo ngã xuống giường, sau đó Hứa Bích Hoài mặc đồ trắng cũng nằm xuống. Anh là gia chủ nhà họ Lâm, thiếu chủ của quan lĩnh, điện chủ của chúng thần điện lại dễ dàng chịu, phục tùng. Như thế. Vậy Hứa Bích Hoài đã uống viên thuốc kia chưa? Trong phòng ngủ tầng 1, Sở Nguyệt hỏi. Tôi nghĩ có lẽ nó đã uống rồi, tôi nói từ tài điều chế nên nó tin ngay. Hứa Quốc Hoa nói. Chát. Một cái tát vang lên, gò mó của Hứa Quốc Hoa lập tức sưng đỏ. Đồ vô dụng, tối hôm qua tôi đã nói với ông thế nào? Ông phải tận mắt nhìn thấy cô ta uống viên thuốc mới coi là hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thì sao? Sở Nguyệt tức giận nói. Đừng, bà đừng nóng giận, là lỗi của tôi, Hứa Quốc Hoa vội vàng xin lỗi,
ôm hết trách nhiệm lên trên người mình, tôi đi tìm Bích Hoài, nhìn nó uống là được. Thôi bỏ đi, đồ vô dụng. Sở Nguyệt khinh thường nói. Mà Hứa Quốc Hoa nơm nớp lo sợ, còn trách cứ mình vì sao lại vô dụng như vậy, không hoàn thành nhiệm vụ Sở Nguyệt đã giao cho mình. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa. Sở Nguyệt tức giận nói, ông ra ngoài xem một chút, vừa rồi tôi ở ban công nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã quay về, ông lên phòng ngủ tầng 2 xem cửa phòng có mở hay không. Vâng. Hứa Quốc Hoa nghe xong thì vội vàng đi ra ngoài. 5 phút sau, ông vui mừng nói, tôi thấy cửa phòng ngủ vẫn không mở, rèm cũng kéo lại rồi. Thật sao, đã kéo rèm sao? Sở Nguyệt rất hưng phấn. Lần này tôi bảo đảm không nhìn lầm. Hứa Quốc Hoa nói chắc chắn. Đúng vậy, thật là tốt quá. Sở Nguyệt hừ lạnh nói, Lâm Thanh Diện, Thương Nguyên Giới đã chỉ đích danh muốn tiêu diệt thì chào đón cậu chỉ có cái chết. Hứa Quốc Hoa đứng bên cạnh Sở Đầu, ông không hiểu vì sao Sở Nguyệt vui vẻ như thế. Bà nói Bích Hoài sẽ không sao chứ, Hứa Quốc Hoa nhỏ giọng hỏi. Sở Nguyệt lắc đầu, kiêu ngạo nói, hiện tại xem ra Bích Hoài không sao, còn Lâm Thanh Diện, ha ha, có lẽ cậu ta cách cái chết không xa nữa. Hứa Quốc Hoa có chút lo lắng nói, nhưng Bích Hoài uống viên thuốc độc kia, theo lý thuyết. Theo lý thuyết, trên người Sở Nguyệt xuất hiện khí thế kinh người, trong mắt tràn đầy sát khí, theo lý của ai? Cái lý của thế giới rác rưởi này sao? Thế giới rác rưởi. Hứa Quốc Hoa khó hiểu. Trong lòng ông ta nói thầm, bà ta nói đây là thế giới rác rưởi, không phải bà cũng là người ở đây sao? Nhưng ông không dám cãi lời Sở Nguyệt nói. Hừ, tôi dùng thuốc độc không phải là thuốc độc ở thế giới tầm thường của mấy người. Sở Nguyệt lạnh lùng nói, thuốc độc này tên là chuyển hồn đan, người nào uống vào trong 15 ngày không chỉ không trúng độc mà là càng khỏe mạnh hơn 100 lần so với trước đó, đúng là bổ dưỡng. Ngược lại khi người đó giao hợp với người khác thì chất độc trong chuyển hồn đan này sẽ chuyển qua cơ thể người kia, cùng lúc đó chất độc bung ra, người kia lập tức chết bất đắc kỳ tử, không ai cứu được. Sở Nguyệt nói xong thì cười lạnh nhìn Hứa Quốc Hoa một cái, hai vợ chồng bọn nhỏ ở trong phòng lâu như vậy mà vẫn chưa mở cửa, ban ngày ban mặt kéo rèm lại, chắc chắn không phải làm chuyện tốt, chỉ sợ lúc này Lâm Thanh Diện đã chết. Thì ra là như thế. Hứa Quốc Hoa hiểu rõ gật đầu. Ông không quan tâm chuyện Lâm Thanh Diện chết. Nguyệt Nhi đúng là thông minh, cách này quá hoàn mỹ. Hứa Quốc Hoa ca ngợi nói. Không ngờ Sở Nguyệt đưa chân đá bay Hứa Quốc Hoa. Đồ chó chết, ông có thể gọi Nguyệt Nhi sao? Chương 1191, trong lòng anh chỉ có em. Hứa Quốc Hoa sợ tới mức há to miệng, nhưng sau đó ông vô cùng cung kính nói, chủ nhân, tôi sai rồi, mong bà đừng tức giận. Sở Nguyệt cười lạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay là ngày chết của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chết, bà ta cũng không cần che giấu quá nhiều. Còn con rối Hứa Quốc Hoa này cũng không cần nữa, không cần giữ lại bên cạnh. Dù sao ở trong mắt Sở Nguyệt, người trên trái đất đều hèn mọn, quyền sinh sát nằm trong tay mình. Tôi cho ông 5 phút, ông dùng bất cứ cách gì cũng phải gọi người nhà họ Lâm đến phòng họp, tôi có chuyện muốn tuyên bối. Bà ta nói xong thì đi ra ngoài. Mà Hứa Quốc Hoa không dám cãi lại mệnh lệnh của Sở Nguyệt. Trong phòng ngủ tầng 2. Lúc này trong phòng tràn ngập hơi thở mập mờ. Hứa Bích Hoài đẩy Lâm Thanh Diện xuống giường xong thì Sở Nguyệt vẫn luôn giữ chiếm thế chủ động. Hôn môi, vỗ ve, ôm nhau nồng nhiệt. Hôm nay ham muốn của Hứa Bích Hoài nhiều hơn trước kia. Kỳ lạ, dựa theo tác dụng của cỏ thuần khiết thì cũng cần phải một tháng, từ tình huống hiện tại xem ra Bích Hoài đã hoàn toàn hồi phục, hay là cô cũng là thiên phú dị bẩm. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong đầu, nhưng sau đó anh gạt bỏ suy nghĩ này. Anh ở chung với Hứa Bích Hoài một thời gian dài như vậy, nếu Bích Hoài cũng có thiên phú đặc biệt thì Lâm Thanh Diện không thể nào không phát hiện ra. Dù sao muốn có được thiên phú biến thái như Lâm Thanh Diện thì giống như mò kim đáy bể biển rộng tìm kim. Chắc là lúc trước cô ăn linh mộc, khả năng hồi phục cũng nhanh hơn người bình thường. Lâm Thanh Diện nghĩ như vậy cũng cảm thấy hợp lý. Lâm Thanh Diện, anh nghĩ gì đấy? Trên mặt Hứa Bích Hoài mang theo sự hưng phấn nên đỏ ửng lên. Cô cúi đầu nhìn Lâm Thanh Diện phía dưới, dáng vẻ rất quyến rũ. Hai tay Lâm Thanh Diện ôm nhẹ hai bên hông cô, trong hoàn cảnh này, bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng không nhịn được, huống chi Lâm Thanh Diện là con cưng của trời. Em chỉ muốn trong những lúc này, trong lòng anh chỉ có Imo. Hứa Bích Hoài thối khí, ánh mắt mê ly, lại là một nụ hôn nồng nhiệt. Quần áo được cởi ra hết là lúc đến bước cuối cùng.
Lâm Thanh Diện cảm thấy hôm nay Hứa Bích Hoài quá nhiệt tình, chủ động, còn nhiệt tình hơn rất nhiều so với lần trước cô ăn linh mộc, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều. Đây không phải là tác dụng của cỏ tinh khiết, Lâm Thanh Diện cảm thấy khó hiểu. Hay là trong lúc anh không ở đây, cô đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Diện tò mò trong lòng, thả thân hôn vào người Hứa Bích Hoài. Không đúng. Lâm Thanh Diện cảm nhận được trong cơ thể Hứa Bích Hoài có một chất độc chạy khắp người cô. Chất độc này vô cùng kỳ lạ, tuy rằng nó chạy khắp người cô nhưng không hề gây tổn thương cho người cô. Ngược lại nó lại muốn tìm một lối ra, muốn thoát khỏi người cô. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Thanh Diện nhíu mày lại, anh biết rõ cỏ tinh khiết là loại dịu nhẹ nhất, sẽ không bá đạo như thế. Vậy thì chỉ có thể những thứ khác gây ra chuyện này. Lâm Thanh Diện, sao anh lại dừng lại? Hứa Bích Hoài khó hiểu hỏi. Lâm Thanh Diện nhíu mày lại, đôi tay đặt lên vai Hứa Bích Hoài. Có phải sáng nay em đã ăn gì đó đúng không? Sảnh lớn nhà cũ họ Lâm, mọi người tụ tập lại. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của tên mập hưng phấn hỏi, lòng hiếu kỳ đã thúc giục anh ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Ông Độ ngồi bên cạnh, rất điềm tĩnh. Vừa rồi Hứa Quốc Hoa gọi những người này tụ tập lại. Ông biết rõ người nhà họ Lâm không phải là rồng cũng là phượng, ông vốn không có năng lực gọi bọn họ đến, vì vậy ông lấy cớ Lâm Thanh Diện tập hợp bọn họ. Mọi người nhìn vị trí trung tâm chờ Lâm Thanh Diện đến. Nhưng mấy phút trôi qua, Lâm Thanh Diện vẫn chưa xuất hiện. Kỳ lạ, cậu chủ chưa bao giờ đến trễ. Đúng vậy, từ trước đến nay mỗi lần cậu chủ quay về tổ chức cuộc họp gia tộc thì đều chờ chúng ta. Đây là lần đầu tiên để chúng ta chờ. Mọi người bàn luận sôi nổi, ngay cả ông Độ cũng khó hiểu trong lòng. Ông Hứa, cậu chủ nói chọn giờ này với ông sao sao? Một người phía dưới hỏi. Hứa Quốc Hoa đầy đắc ý, liên tục gật đầu, không sai, cậu ta nói như vậy, tôi sẽ không nhớ nhầm, chẳng lẽ mấy người còn nghi ngờ tôi? Hai, trong tay tôi vẫn còn một hợp đồng 3.000 tỷ đang chờ ký. Một người phụ trách sản nghiệp. Nhà họ Lâm nói, nhà họ Lâm là gia tộc đứng đầu kinh đô, sau khi Lâm Thanh Diện tiếp nhận gia tộc đã từng dặn dò người phụ trách hạng mục, nếu hạng mục nhỏ thấp hơn 15.000 tỷ thì không cần xin phép, người phụ trách có thể tự quyết định. Đúng vậy, mọi người còn có việc phải làm, cậu chủ chưa từng cho chúng ta leo cây, những người còn lại đang bàn tán. Một giọng nói điềm tĩnh vang lên, ông Độ chậm rãi đứng lên. Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa. Ông Độ nhìn mọi người, mấy người nhiều việc, chẳng lẽ cậu chủ không bận rộn sao? Mấy người chờ có vài phút đã không kiên nhẫn, sau này còn có thể làm được chuyện gì? Ông Độ là người lớn nhà họ Lâm, ông Độ đã lên tiếng, mọi người cũng không dám nói gì nữa. Được rồi, tôi nghĩ có lẽ cậu chủ còn có một số việc chưa giải quyết xong, lát nữa cậu ấy sẽ tới, mọi người chờ một chút đi. Ông Độ nói xong thì ngồi xuống, vân điềm tĩnh. Đúng lúc này, một bóng người đi tới từ xa, người chưa tới nhưng giọng nói đã vang lên. Để mọi người chờ lâu rồi. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại thì thấy Sở Nguyệt chậm rãi đi tới, như có như không mang theo ý cười. Hôm nay ngoại trừ khuôn mặt lộ vẻ chanh chua thì còn mang theo sự kiêu ngạo đắc ý. Dưới ánh mắt của mọi người, Sở Nguyệt lập tức đường đi đến chỗ trung tâm. Sao bà ta dám đứng ở đó? Sao vậy? Không lẽ bà ta cho rằng mình là mẹ vợ của cậu chủ nên thật sự đề cao bản thân sao? Hừ, cho dù bà ta là mẹ vợ của cậu chủ thì sao, người nhà họ Lâm chúng ta không tồn tại sao? Yên tâm đi, cậu chủ luôn không vui vẻ với mẹ vợ, lát nữa cậu chủ tới thì chắc chắn sẽ đuổi bà ta đi. Mọi người vui sướng khi người gặp họa, ở phía dưới xì xào bàn tán, lát nữa có trò hay rồi. Đây không phải là nơi cho bà đứng, mời bà tránh ra. Lát nữa cậu chủ sẽ tới, ông Độ chậm rãi nói. Cậu chủ, ông nói Lâm Thanh Diện à, Sở Nguyệt cười nói, không hề định di chuyển. Ông Độ biết người mẹ vợ này kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới bà ta vẫn ngang ngược với người nhà họ Lâm. Lần này ông Độ lớn giọng nói, dùng giọng điệu chắc chắn nói, đây là vị trí của gia chủ, mời bà tránh rét. Trong nhà họ Lâm chưa có ai dám đụng vào uy nghiêm của ông Độ, cho dù là Lâm Thanh Diện cũng rất kính trọng ông ta. Sở Nguyệt nhìn hai mắt của ông Độ tràn ngập sức uy hiếp thì lập tức đi về phía trước mấy bước đến trước mặt ông Từ. Ông già sống lâu. Mọi người khiếp sợ, bà ta dám gọi ông Độ là ông già sống lâu. Hôm nay người phụ nữ này quên uống thuốc sao? Đậu má, quá kiêu ngạo, sau này chúng ta nói với cậu chủ đuổi bà ta đi. Người nhà họ Lâm tức giận nói.
Khuôn mặt già của ông Từ run lên, chưa có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy ở nhà họ Lâm. Cho dù bà là mẹ vợ của cậu chủ thì hôm nay bà cũng phải rời khỏi nơi này, nhà họ Lâm chúng ta không chào đón bà. Ông Đỗ tức giận nói. Chương 1192, Sở Nguyệt kiêu ngạo. Đã bao giờ nghĩ rằng, Sở Nguyệt vốn dĩ hoàn toàn không quan tâm, bà ta chỉ nhìn Hứa Quốc Hoa ở bên cạnh mình một cái. Hứa Quốc Hoa nhận được chỉ thị, mỉm cười đầy ẩn ý, đi thẳng về phía trước, không phân phải trái đẩy ông Đỗ ra, cái lão già này, dám vô lễ với Nguyệt Nhi, muốn chết sao? Ông Đỗ đã sắp 80, làm sao có thể chịu được cái đẩy của Hứa Quốc Hoa khi sắp ngã xuống đất? Trong đám đông, tên mập nhanh chóng bước tới, đưa tay đỡ ông Đỗ trước khi ông bị ngã. Nói cho ông biết, nếu ông còn dám la lối om sòm với Nguyệt Nhị, tôi sẽ giết ông. Hứa Quốc Hoa lớn tiếng nói. Mẹ kiếp, Hứa Quốc Hoa, gan của ông không nhỏ đó, vì con đàn bà này, mà dám đẩy ông Đỗ. Nói cho ông biết, nếu không phải vì anh Lâm Thanh Diệt, thì hôm nay ông nội mập của ông sẽ cho ông đi quy tiên. Tên mập nói. Trong mắt Hứa Quốc Hoa hiện lên hận ý, hắn biết đối mặt với tên mập linh hoạt này, muốn giết chết mình thì dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Diện, nếu như anh không tới nữa, tôi sẽ ném cha mẹ vợ của anh ra ngoài đấy. Tên mập dùng sức đan điền, khuếch lớn giọng nói, tin rằng toàn bộ ngôi biệt thự cổ của nhà họ, ở bất cứ góc ngách nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thấy vậy, Hứa Quốc Hoa sợ đến mức trốn sau lưng Sở Nguyệt. Tuy nhiên, Lâm Thanh Diện vẫn không xuất hiện. Ha ha! Sở Nguyệt cười lớn, khinh bỉ nhìn mọi người, quên nói cho các người biết, hôm nay, là tôi gọi các người tới đây. Cái gì, là bà? Mọi người đều kinh ngạc. Hứa Quốc Hoa, không phải ông nói cậu chủ gọi chúng tôi đến sao, rốt cuộc là chuyện gì? Ông Đỗ tức giận nói. Xí, tôi chỉ nói bừa thôi, đâu biết các người lại dễ lừa như vậy, xem ra nhà họ Lâm chẳng qua chỉ như vậy thôi. Hứa Quốc Hoa không quan tâm nói. Được, món nợ này tôi sẽ nhớ lấy, lát nữa liên lạc được với cậu chủ, dù có nói gì, tôi cũng phải bắt hai người chịu trừng phạt. Ông Từ đứng thẳng người nói, sau đó nhìn về phía mọi người về đi, việc ai người nấy về làm, về phần hai người này, cứ chờ để cậu chủ xử lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nhà họ Lâm, tung hoành ngang dọc khắp nước C. Về phần Sở Nguyệt và Hứa Quốc Hoa, ngoài thân phận là cha mẹ vợ của Lâm Thanh Diệt, họ chẳng là gì trong mắt nhà họ Lâm. Vì vậy, nghe ông Độ nói vậy, mọi người đều chuẩn bị rời đi. Các người thật sự muốn rời đi sao? Sở Nguyệt lạnh lùng nói. Không đi thì làm gì, ở đây xem bà phát điên à? Tên mập cáu kỉnh nói. Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nếu hôm nay các người rời đi, tôi đảm bảo, các người nhất định sẽ hối hận. Hối hận, hừ, mụ đàn bà như bà cũng quá kiêu ngạo rồi, nếu không phải vì nể mặt Lâm Thanh Diệt, tôi đã đánh chết bà từ lâu rồi. Tên mập khinh thường nói. Sở Nguyệt dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập, đồ chó mà dám la hét trước mặt ta. Bà nói cái gì? Tên mập mở to mắt nhìn Sở Nguyệt, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Những người từ ngục giam thứ năm ra, vốn chẳng phải dạng tử tế gì. Bề ngoài tên mập trông đơn giản lương thiện, nhưng thực ra trong xương tủy cũng là phần tử hiếu chiến. Hơn nữa, với thực lực nội kình tiểu thành, cũng đủ để đối phó với người thường, làm sao có thể chịu nhục như vậy? Bà được lắm. Hôm nay tôi thay Lâm Thanh Diện dạy cho bà một bài học, để xem bà còn kiêu ngạo nữa không. Vừa nói, tên mập vừa giơ nắm tay to bằng cái nồi lên. Anh chỉ định hù dọa Sở Nguyệt một chút, để bà không quá kiêu ngạo, cũng không định đánh thật. Dù sao, đánh chết người vẫn là có chút phiền phứ. Xê mọi người đều dừng bước, quay đầu lại nhìn, sau khi bị Hứa Quốc Hoa, Sở Nguyệt lừa, họ cũng rất mong có người đứng ra dạy cho người phụ nữ này một bài học. Bùm! Một tiếng ồn rất lớn. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Họ thậm chí còn không phản ứng kịp, thì nhìn thấy cơ thể tên mập giống như chiếc diều đáp xuống bức tường đối diện. Sao, có thể như thế được? Ông Đỗ ở bên cạnh sửng sốt, không ngờ Sở Nguyệt lại có thân thủ như vậy. Chỉ với một chiêu, đã hạ gục tên mập có nội kình tiểu thành. Hừ, chỉ là run rế mà thôi. Sở Nguyệt khinh thường nói, sau đó nhìn về phía mọi người, các người, hiện tại còn dám rời đi không? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng tên mập bị hất tung lên, dưới ánh mắt lạnh lùng của Sở Nguyệt, những người này làm sao dám rời đi. Một lũ phế vật, đường đường nhà họ Lâm, ngoại trừ Lâm Thanh Diện, chẳng có lấy một người ra dáng, thật là mất hứng, Sở Nguyệt khinh thường nói.
Sắc mặt mọi người đều nặng nề, nhìn khắp nước xê chưa ai dám nói như vậy về nhà họ Lâm, những người dám nói như vậy sớm đã bị quét sạch rồi. Sở Nguyệt, bà đúng là thâm tàng bất lộ, trước kia chúng tôi coi thường bà rồi, ông Độ lạnh lùng nói. Tuy nhiên, nếu hôm nay bà dám làm bậy với nhà họ Lâm, dù cho hy sinh cái mạng già này tôi cũng phải ngăn bà lại. Nhìn thấy ông Độ bất chấp tính mạng đứng lên, bọn người nhà họ Lâm bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Ông Độ, ông đi liên lạc cậu chủ, chúng ta cùng nhau xông lên. Đúng vậy, cùng nhau xông lên, tôi sẽ không tin, chúng ta nhiều người như vậy lại sợ bà tai. Vài người trẻ tuổi trong nhà họ Lâm nói. Một đám người ngu dốt, đối mặt thực lực tuyệt đối, nhiều người thì thế nào, chẳng qua là tự tìm đường chết. Sở Nguyệt khinh thường nói. Đi, liên hệ với cậu chủ. Ông Độ nói. Một người trong đại sảnh lấy điện thoại ra, định gọi cho Lâm Thanh Diện. Ha ha ha, lần này, tiếng cười của Sở Nguyệt càng thêm tự phụ. Cậu chủ các người, lúc này hẳn là chết rồi. Sở Nguyệt nói. Như sét đánh giữa trời quang. Mọi người khi nghe tin đều bàng hoàng, thân thể ông Độ càng run rẩy. Bà nói cái gì? Cậu chủ chết rồi, ông Độ run rẩy nói. Đương nhiên, chúng độc của chuyển hồn đan, chết không cần nghi ngờ, nhưng sắp chết vẫn có thể làm con ma vui vẻ, Sở Nguyệt mỉm cười. Bà, mụ đàn bà độc ác đã hại cậu chủ, nhà họ Lâm của chúng tôi không đội trời chung với bà. Ông Độ tức giận nói. Không đội trời chung thì sao? Ở trong mắt tôi, nhà họ Lâm của các người chẳng qua chỉ là đồ chó ghẻ thôi. Sở Nguyệt đem theo khí thế hung hăng nhìn mọi người, nói, hôm nay tôi tuyên bố Hứa Quốc Hoa sẽ tiếp quản toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm, ai dám không phục. Cái gì, Hứa Quốc Hoa? Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ hôm nay Sở Nguyệt lại có mục đích như vậy. Tuy nhiên, họ không biết là Hứa Quốc Hoa bị trúng cổ thuật, tất cả mọi việc ông ta làm đều tuân theo sự sắp đặt của Sở Nguyệt. Tôi không phục. Người thanh niên lên tiếng tên là Lâm Ngọc Hàng, dựa vào khí lực, trực tiếp đứng lên nói, chuyện của nhà họ Lâm gia chúng tôi không có tới lượt người ngoài tham dự, hai người các ngươi, cút ngay. Người trẻ tuổi, đúng là nhiệt huyết, Sở Nguyệt cười nhạo nói, nhưng mà, nếu ngươi không phục, vậy thì đi chết đi. Nói xong, bà ta vẫy tay áo. Một cơn gió mạnh đánh thẳng vào Lâm Ngọc Hàng. Sở Nguyệt, người sở hữu sức mạnh hóa cảnh, tùy ý ra một chiêu người thường cũng không thể chịu đựng được. Thân thể Lâm Ngọc Hàng trực tiếp bị gió mạnh thổi bay, va vào cánh cổng sắt đối diện. Tất cả mọi người đều biết, với tốc độ va chạm như vậy, Lâm Ngọc Hàng chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ. Sở Nguyệt mỉm cười, chuyện giết một người không là gì đối với bà ta, huống chi những người này trong mắt bà đều rất hèn mọn. Giết một tên để thị uy, xem còn ai dám không phục. Sở Nguyệt nghĩ thầm. Khi tất cả mọi người đang thất vọng, đột nhiên, một luồng sáng đen lóe lên. Một bóng người to lớn từ trên trời rơi xuống, chắn ngang cổng sắt. Một người đàn ông vạm vỡ, không có chút huyết sắc, ngay khi Lâm Ngọc Hàng chuẩn bị đụng phải cửa sắt, chỉ bằng hai tay, đỡ lấy toàn bộ sức lực của Lâm Ngọc Hàng, sau đó vững vàng chống đỡ trên mặt đất. Cái gì, làm sao có thể? Sở Nguyệt rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ. Mọi người trong nhà họ Lâm cũng rất khó hiểu, họ đều không biết người này là ai. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối đại sảnh. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Chương 1193, tiếp theo là chiêu giết người. Cậu chủ đến rồi. Đối với mọi người mà nói, sự xuất hiện của Lâm Thanh Diện, tự như tiêm một liều thuốc tăng lực cho họ vào lúc này vậy. Họ biết rằng, có với Lâm Thanh Diện ở đây, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cậu chủ. Lâm Ngọc Hàng vừa mới được kéo về từ cái chết, nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, trong lòng liền kích động. Anh thật dũng cảm, nhà họ Lâm cần những người trẻ tuổi như anh. Lâm Thanh Diện vỗ vỗ vai người kia nói, sau đó đi tới chính giữa đại sảnh. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện quét về phía Sở Nguyệt, bộc phát khí thế. Xúc phạm đến nhà họ Lâm, phải chết. Tiếng nói hùng hồn vang vọng khắp đại sảnh ngôi nhà cổ của nhà họ Lâm. Mọi người sau khi nghe xong đều rất phấn khích, nếu nói, mấy năm trước Lâm Thanh Diện vẫn là đứa con rơi của nhà họ Lâm, là phế vật trong miệng mọi người. Thì bây giờ, Lâm Thanh Diện là cái ô bảo vệ của cả nhà họ Lâm, là cái cớ để nhà họ Lâm lên mặt với người khá. Lúc này, Sở Nguyệt đang đứng phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thanh Diện khiến bà có phần bất ngờ. Không ngờ,
ngươi còn sống. Xem ra Hứa Bích Hoài dụ dỗ ngươi còn chưa đủ. Sở Nguyệt nhẹ giọng nói. Đồ đê tiện, thủ đoạn bỉ ổi, dám lợi dụng Bích Hoài để ra tay với tôi, hôm nay, bà nhất định phải chết. Lâm Thanh Diện đột nhiên lộ ra sát khí. Con rồng có vảy ngược, mà Hứa Bích Hoài chính là vảy ngược của Lâm Thanh Diện. Ngươi dám mắng ta đê tiện. Không ai dám nói như vậy. Trong phút chốc, hai mắt Sở Nguyệt đỏ ngâu, tức giận nói. Đột nhiên, trong đại sảnh, gió lạnh buốt xương, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Lâm Thanh Diện bước lên phía trước, giao thuốc giải chuyển hồn đan ra, tôi sẽ tha cho bà toàn thây nếu không. Ha ha! Sở Nguyệt không quan tâm, ngược lại còn cười nhạo. Chỉ bằng ngươi, ha ha, Lâm Thanh Diện, ngươi quá đề cao bản thân, trên địa cầu này ngươi coi thường sự tồn tại của tất cả mọi người, nhưng trong mắt ta, ngươi không là cái gì cả. Sở Nguyệt nói. Hơn nữa, ngươi quan tâm đến Hứa Bích Hoài như vậy, mà ngươi không bị trúng độc, vậy chuyển hồn đan chắc chắn vẫn ở trong cơ thể của Hứa Bích Hoài. 15 ngày sau, khi dược tính phát tác, Hứa Bích Hoài sẽ thất khứu chảy máu đến chết, ai cũng không thể cứu nó. Sở Nguyệt nói tiếp. Đồ khốn khiếp, thật là độc ác. Lâm Thanh Diện tức giận, nhưng những gì Sở Nguyệt nói quả thực là sự thật. Nói thật, ta thích dáng vẻ tức giận của ngươi, tài năng thiên bẩm cũng cao, nếu là ở chỗ của chúng ta, có lẽ. Nói đến đây, Sở Nguyệt dừng lại, rồi lại nói, thật đáng tiếc, sinh ra không đúng chỗ, hoặc là ngươi chết, hoặc là 15 ngày sau Hứa Bích Hoài sẽ chết. Tự mình lựa chọn đi. Lâm Thanh Diện nắm chặt tay, nghiến răng. Thể lực và thần hồn đều ngưng tụ, sắp bộc phát ra ngoài. Anh đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận. Tôi sẽ cứu Bích Hoài, trước khi cứu cô ấy, tôi phải giết bà trước. Chủ nhân, có cần tôi ra tay không? Người đàn ông vừa đỡ Lâm Ngọc Hàng bằng hai tay bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện, với vẻ mặt vô cùng cung kính. Không cần đâu, Vân Sơn, tôi sẽ lấy cái mạng của người phụ nữ này. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Vân Sơn sau khi nghe xong, liền bước sang một bên. Có thể dễ dàng dùng hai tay đỡ chiêu của mình, Sở Nguyệt biết người tên Vân Sơn này, nhất định đã đạt tới trình độ hóa cảnh. Mà khiến cho cao thủ hóa cảnh cam lòng đi theo mình, điều đó cho thấy sức mạnh của Lâm Thanh Diện đáng sợ như thế nào. Điều khiến Sở Nguyệt ngạc nhiên hơn nữa là bà không thể cảm nhận được chút hơi thở nào, trên cơ thể của Vân Sơn, kết hợp với khuôn mặt không chút huyết sắc của Vân Sơn, trong đầu Sở Nguyệt hiện lên một ý nghĩ. Con rối, hơn nữa còn là con rối có sức mạnh hóa cảnh. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể có con rối như vậy, Sở Nguyệt quay đầu nhìn Hứa Quốc Hoa, không khỏi thất vọng. So với con rối hóa cảnh, Hứa Quốc Hoa người bị trúng cổ, quả thật là phế vật trong phế vật. Nghe tôi nói, mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyệt, để khi Sở Nguyệt có bất kỳ hành động gì, anh sẽ lập tức phản ứng ngay. Cậu chủ, đây, ông Độ lo lắng nói. Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Lâm Thanh Diện kiên định nói. Vâng. Ông Độ gật gật đầu, bảo mọi người rời khỏi. Dù sao, loại cảnh giới chiến đấu này, nếu bản thân và mọi người ở đây, chắc chắn sẽ là một gánh nặng đối với Lâm Thanh Diện. Hơn nữa có một vị cao thủ như Vân Sơn ở đây bảo vệ Lâm Thanh Diện, ông Độ cũng cảm thấy an tâm hơn. Trong nháy mắt, trong đại sảnh khôi phục lại yên tĩnh, nhưng trong yên tĩnh lại ẩn chứa nguy hiểm. Không ngờ, Hứa Quốc Hoa là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh này. Lâm Thanh Diện, lớn gan thật, dám nói chuyện với mẹ vợ như thế này, mau xin lỗi đi. Hứa Quốc Hoa phẫn nộ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng liếc nhìn Hứa Quốc Hoa, ông bị trúng cổ thuật, tôi không trách ông. Cổ thuật cái quái gì, mau xin lỗi, Hứa Quốc Hoa không chịu buông tha. Lâm Thanh Diện cũng không thèm nhìn ông ta một cái, chỉ quay đầu nhìn Sở Nguyệt, nói đi, bà tới nhà họ Lâm của chúng tôi là có mục đích gì? Mục đích, ta chỉ đến chơi cho vui thôi, nhân tiện, giết ngươi, Sở Nguyệt nhẹ giọng nói. Mặc dù đối mặt Lâm Thanh Diện và Vân Sơn, bà cũng không lo lắng chút nào. Nếu đã vậy, tôi sẽ đánh cho đến khi bà nói red. Nói xong, Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, trong tay cầm một thanh đao đã được thần thức biến hóa, trực tiếp lao thẳng về phía đối phương. Nghe nói ngươi đã là hóa cảnh đỉnh phong rồi, nhưng nếu ngươi cho rằng như thế này có thể giết ta, thì quả là sai lầm rồi. Nói xong, một sợi dây xích được thần thức hóa cũng xuất hiện trong tay Sở Nguyệt. Buông! Rầm dài một tiếng, sợi xích giống như một con rắn, chĩa thẳng vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không dám lơ là. Hai bên giao chiến đén chết với nhau, thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình.
Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương cũng là hóa cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, bên trong có huyền kình hỗ trợ, với thần hồn chỉ lực, sự kế thừa ma thần Tu La, Lâm Thanh Diện người đã có Tu La chi thể, dù là người đã bước vào thần cảnh, anh cũng có thể đánh cùng. Đao vướng vào xích, tạo thành thế trận giằng co. Hi hi, dài một tấc lại mạnh một tấc, cả hai đều là hóa cảnh đỉnh phong, người không thể tới gần ta đâu. Sở Nguyệt cười nói. Phải không? Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, trong phút chốc, huyền kình trong cơ thể bộc phát. Kể từ lần trước đột phá sức mạnh của huyền kình, Lâm Thanh Diện cảm thấy khả năng khống chế sức mạnh và thần hồn của mình chính xác hơn trước rất nhiều. Hiện tại anh có thể hòa hợp huyền kình và thần hồn lại với nhau, trực tiếp truyền vào đao trong tay. Đao đang vướng vào dây xích, lúc này run lên dữ dội, dường như không thể kiểm soát được nữa. Sở Nguyệt không khỏi hoảng sợ, nghiến răng kiên trì. Thực lực của anh chàng này, lại mạnh như vậy. Lúc này, Lâm Thanh Diện nín thở, hét lớn, phá. Sở Nguyệt không thể không lui về phía sau, sợi xích được biến ra trên tay đã bị đao vung ra, sợi xích cũng bị gấy thành từng mảnh rồi biến mất. Vào lúc này, đao được truyền vào sức mạnh huyền kình, ánh sáng trên đó càng lớn hơn. Đi chết đi! Lâm Thanh Diện liền tấn công Sở Nguyệt như một mũi tên sắc nhọn. Du Long thứ! Xê kiếm ý Du Long! Phía trên đao, vài con rồng vàng cuộn tròn, tràn đầy khí thế. Tiếp theo là chiêu giết người, cũng là chiêu Lâm Thanh Diện xuất toàn lự. Xê vẻ mặt của Sở Nguyệt cực kỳ khó coi, sợi xích vừa rồi đã bị phá hủy, bà biết rằng mình không thể chống lại một kiếm vào lúc này. Chết tiệt! Ngay lúc Sở Nguyệt muốn ra sức đỡ. Đột nhiên, Hứa Quốc Hoa người luôn ở bên cạnh, lao ra và đứng giữa Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện. Với cổ thuật trong cơ thể, phải biết rằng, nếu Sở Nguyệt với tư cách là chủ nhân khi gặp nguy hiểm, ông phải trở thành người chết thay. Đồng thời, để cứu con gái, ông không thể để Sở Nguyệt bị thương. Không. Bên ngoài đại sảnh, Hứa Bích Hoài người vội vàng đi đến hét lớn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chương 1194, hai tên hóa cảnh đỉnh phong. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hứa Bích Hoài, lửa giận của Lâm Thanh Diện lập tức dịu đi. Giờ phút này mũi kiếm trong tay anh cách cổ Hứa Quốc Hoa chỉ khoảng 3 cm. Kiếm khí tản ta từ mũi kiếm đã để lại một vệt đỏ tím ở trên cổ của Hứa Quốc Hoa. Lâm Thanh Diện lập tức thu hồi hồn lực, thanh kiếm trong tay trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả những điều này đều bị Sở Nguyệt đang ẩn thân ở bên cạnh Hứa Quốc Hoa nhìn ở trong mắt. Cao thủ quyết đấu, mỗi giờ mỗi phút đều phải nâng cao lên 120% tinh thần. Lần này, xem ngươi có thể sống được không? Sở Nguyệt cười lạnh nói, trong lúc Lâm Thanh Diện đang thu hồi thanh kiếm liền ra tay. Bài vân trưởng. Sở Nguyệt khẽ quát một tiếng đồng thời cũng đánh ra hai trưởng, mưa gió xoay vân, một cỗ khí thế mạnh mẽ lan ra theo trưởng lực. Hơn nữa, đối với chuyện sống chết của Hứa Quốc Hoa đang kẹp ở giữa hai người, Sở Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý chút nào. Cũng chỉ là một con rối trong tay mình mà thôi, ở trong mắt con voi. Cái chết của một con kiến hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Bài vân trưởng liên tiếp đánh vào trên người Hứa Quốc Hoa. Chỉ là một cơ thể người bình thường, làm sao Hứa Quốc Hoa có thể tiếp nhận một đòn này? Lúc này đã phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng như vậy vẫn còn chưa xong. Thân thể Hứa Quốc Hoa bị Sở Nguyệt nhanh chóng đẩy về phía trước, mắt thấy đã sắp đánh tới trước người Lâm Thanh Diện. Sức mạnh của bài vân trưởng xuyên thấu qua cơ thể Hứa Quốc Hoa. Khí thế vẫn như cũ không hề giảm đi. Lâm Thanh Diện nhíu mày lại, một trưởng này cho dù là lúc bình thường mình cũng quyết không thể lơ là được. Đây chính là một trưởng của người có sức mạnh hóa cảnh đỉnh phong. Huống chỉ bây giờ bởi vì sự xuất hiện của Hứa Bích Hoài, mặc dù Lâm Thanh Diện đã kịp thời thu hồi thanh kiếm lại nhưng vẫn bị trễ mất 1/10 giây. Chính là 1/10 giây này, Sở Nguyệt đã nắm lấy thời cơ. Sức mạnh cơ thể đã vô địch, cộng thêm cơ thể của Tu La. Lâm Thanh Diện nghĩ rằng cho dù có bị một trưởng này đánh trúng thì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bị thương là không thể tránh được. Đúng vào lúc này, một bóng đen cao lớn nhanh chóng xuất hiện, ngăn ở trước người Lâm Thanh Diện. Khai Sơn trưởng. Mặt Vân Sơn không chút biểu cảm, một luồng khí màu đen nặng nề dâng lên từ hai bàn tay rắn chắc của ông ta. Không chút do dự đánh hai trưởng vào trên người Hứa Quốc Hoa. Hai luồng sức mạnh đồng thời chiến đấu ở trong người Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa hoàn toàn không thể chịu đựng được, hét to một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại sống chết không rõ. 3. Hứa Bích Hoài hét lên. Trước đó, ở trong phòng ngủ của mình,
Lâm Thanh Diện cố ý hỏi thăm nên Hứa Bích Hoài đành phải kể lại hết những chuyện xảy ra vào buổi trưa cho Lâm Thanh Diện. Lúc cô từ trong miệng Lâm Thanh Diện biết được, viên đan dược lấy được ở trong tay Từ Tài là một viên độc dược, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng cùng lúc đó, Hứa Bích Hoài làm thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Hứa Quốc Hoa lại muốn hại mình, thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng. Tận đến khi Lâm Thanh Diện nói cho cô biết Hứa Quốc Hoa bị trúng cổ thuật, còn người thực sự muốn hại mình và Lâm Thanh Diện chính là Sở Nguyệt, Hứa Bích Hoài mới bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, Lâm Thanh Diện cũng không nói hết tất cả mọi chuyện với cô, vì dù sao, với năng lực phân tích hiện tại của Hứa Bích Hoài thì cô hoàn toàn không thể lý giải được sự tồn tại của thương nguyên giới. Lâm Thanh Diện chỉ nói cho Hứa Bích Hoài là Sở Nguyệt này không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng, cô ta là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Vừa rồi, bởi vì lo lắng cho sự an nguy của Lâm Thanh Diện nên Hứa Bích Hoài mới đến đây, khi thấy trên mặt tất cả mọi người của nhà họ Lâm mang theo vẻ bối rối đi ra khỏi phòng khách, cô không chút suy nghĩ đã vọt thẳng vào. Nhưng vừa đi vào đã thấy Hứa Quốc Hoa bị đối xử như vậy. Hóa cảnh đỉnh phong. Sở Nguyệt nghẹn ngào nói. Hiển nhiên, ban đầu bà ta chỉ cho rằng sức mạnh của con rối Vân Sơn ở bên cạnh Lâm Thanh Diện cùng lắm là hóa cảnh, nhưng bây giờ xem ra, Vân Sơn lại là hóa cảnh đỉnh phong. Phải biết là, có được một con rối có sức mạnh hóa cảnh đã là mơ ước của rất nhiều người rồi, huống chi còn là hóa cảnh đỉnh phong. Nếu như Vân Sơn là hóa cảnh đỉnh phong, vậy chủ nhân trước kia của ông ta chẳng phải là có sức mạnh. Thần cảnh ư? Sở Nguyệt kinh ngạc, sau khi nghĩ lại thậm chí còn cảm thấy có chút kinh khủng. Thật sự không ngờ, con rối bên cạnh ngươi lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Sở Nguyệt nói. Ý định giết người vừa rồi bởi vì sự xuất hiện của Vân Sơn mà biến mất, bây giờ, giữa Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện lại tạo thành trạng thái giằng co. Đã như vậy rồi mà bà còn không chịu giao thuốc giải ra ư. Tôi đã nói rồi, sẽ để bà chết được toàn thây, Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Lâm Thanh Diện cộng thêm cả Vân Sơn, ở thế giới này, bất kỳ người nào dám khiêu chiến với hai người bọn họ cũng phải cân nhắc thật kỹ. Dù sao, chuyển hồn đan vẫn còn ở trong cơ thể Hứa Bích Hoài. Hơn nữa trước đó lúc thân hồn của Lâm Thanh Diện du tẩu trong cơ thể của Hứa Bích Hoài đã phát hiện ra viên độc hoàn này hoàn toàn không giống như những gì anh biết, không chỉ có độc tính mãnh liệt mà còn gần như không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ độc tính. Quả nhiên không thể khinh thường sức mạnh của thương nguyên giới được, chỉ một viên độc hoàn nho nhỏ, nhìn qua đã thấy hoàn hảo hơn độc dược ở địa cầu rất nhiều. Không ngờ sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói xong, Sở Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý chút nào mà ngược lại bà ta còn nở một nụ cười khinh miệt. Hai tên hóa cảnh đỉnh phong thì sao chứ, lấy một địch hai, rất hợp ý tai. Sở Nguyệt nói xong, lập tức có một làn sương mù màu trắng bùng ra từ trong người bà ta. Thần hồn du tẩu, Lâm Thanh Diện kinh ngạc phát hiện ra dường như sức mạnh của Sở Nguyệt lại tăng lên rất nhiều, đã tiến gần đến cảnh giới nửa bước thần cảnh. Kỳ quái, bà ta không hề ăn dược hoàn để tăng sức mạnh lên, chẳng lẽ, bà ta biết dùng bí thuật. Lâm Thanh Diện nghi ngờ trong lòng. Nhìn vẻ mặt ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái đúng không, không ngờ vào lúc này mà ta còn có thể tăng sức mạnh lên, hiển nhiên Sở Nguyệt đã nhìn ra sự nghi ngờ của Lâm Thanh Diện. Nửa bước thần cảnh thì sao chứ, ta cũng không thèm để vào mắt. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cũng không phải anh nói chuyện giật gân, nếu như anh dùng bí thuật, cộng thêm huyền kình tu la chỉ thể, thì sức mạnh cũng có thể đạt đến thần cảnh, cộng thêm huyền kình và tu la chi thể, anh cũng không chỉ là nửa bước thần cảnh. Ha ha. Những thứ ta biểu hiện ra ngoài chỉ là thứ mà ta muốn ngươi nhìn thấy thôi, ai mà không có con át chủ bài chứ? Sở Nguyệt cười lạnh nói. Tôi đã nói rồi, cho dù hôm nay bà có sức mạnh như thế nào thì chắc chắn bà vẫn phải chết. Lâm Thanh Diện nói, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên anh thật sự giao thủ với người có cảnh giới thần cảnh, cho dù là nửa bước thần cảnh thì cũng không phải là người hóa cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Hai người các ngươi, cùng lên cả đi. Sở Nguyệt lạnh nhạt nói, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Chỉ ánh mắt sắc bén này thôi cũng đã khiến người ta không chịu được. Mặt Vân Sơn vẫn không có chút máu nhưng rất rõ ràng, sàn nhà dưới chân ông ta đã bị giẫm lún xuống thật sâu, ông ta dùng hết sức lực toàn thân để chống lại cỗ khí thế mạnh mẽ kia. Bây giờ chúng ta phân cao thấp đi, ta sẽ cho ngươi biết, tuy ngươi là thiên tài nhưng ở trong mắt ta ngươi chẳng là cái thá gì hết. Nói xong, Sở Nguyệt chậm rãi đi về phía Lâm Thanh Diện. Mỗi một bước đi, vách tường gạch ngói hai bên đều rào rào rơi xuống, Lâm Thanh Diện nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Vẻ on một tia sáng bạc lóe lên,
sau lưng Sở Nguyệt có một con dao găm sắc bén đang bay về phía bà ta. Giờ phút này, toàn bộ tình lực của Sở Nguyệt đều đang dồn hết lên trên người Lâm Thanh Diện. Lần đánh lén bất ngờ này ngược lại khiến cho bà ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi lúc bà ta kịp phản ứng lại thì con dao găm kia đã cách vị trí trái tim của bà ta rất gần rồi. Hơn nữa Sở Nguyệt có thể nhìn ra rõ ràng con dao găm này là do nội lực hóa thành, nói cách khác, người ra tay này cũng đã đạt tới sức mạnh hóa cảnh. Nhưng giờ phút này Sở Nguyệt đã là nửa bước thần cảnh nên rất nhanh đã kịp phản ứng. Chỗ lồng ngực của bà ta bất thình lình có thêm một tấm chắn. Con dao găm chạm vào tấm chắn, nhanh chóng tiêu tán. Thật đáng tiếc, suýt chút nữa đã thành công rồi. Trên tầng 2, vang lên một giọng nói quyến rũ của phụ nữ. Đối với lần đánh lén thất bại này, cô ta tỏ ra vẻ rất bực bội. Ai, còn không cút xuống cho ta? Sở Nguyệt nói. Vừa rồi cũng là mạo hiểm vạn phần, nếu bà ta không tăng sức mạnh lên, nếu bà ta chỉ là hóa cảnh đỉnh phong thì chắc chắn sẽ không kịp chặn lại lần đánh lén vừa rồi. Một bóng người xinh đẹp trực tiếp bay xuống từ tầng 2, một cô gái có dáng người xinh đẹp, mặt như hoa đào. Bà thím ơi, tức giận như vậy làm gì? Phụ nữ tức giận thì sẽ rất nhanh giả đấy, Tú Nương cười một tiếng, khuynh đảo chúng sinh. Lại là một con rối hóa cảnh đỉnh phong. Chương 1195, thần hồn dung hợp. Sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tú Nương không có chút hồng hào nào, Sở Nguyệt phán đoán rằng người phụ nữ quyến rũ này cũng là con rối của Lâm Thanh Diệt, đồng thời cô ta cũng có sức mạnh hóa cảnh đỉnh phong. Điều này khiến Sở Nguyệt cảm thấy có chút rung động. Hai con rối có sức mạnh hóa cảnh đỉnh phong. Cho dù là ở thương nguyên giới thì người tạo ra chúng cũng rất mạnh. Chủ nhân, thật xin lỗi, trước đó do ngài mua cho tôi quá nhiều quần áo, tôi phải nghĩ xem nên mặc bộ nào mới tới chậm. Dù sao thì mỗi lần gặp chủ nhân, Tú Nương đều muốn mình thật xinh đẹp. Tú Nương mặc một bộ váy đen nói. Lâm Thanh Diện cảm thấy rất bất đắc dĩ, không hổ là con rối do thần ma chế tạo ra, lại còn có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có điều... Đối với Vân Sơn và Tú Nương mà nói thì bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là dùng hết khả năng khiến cho Lâm Thanh Diện vui vẻ, đồng thời thê sống chết bảo vệ Lâm Thanh Diện. Bà thím này, một đao vừa rồi như thế nào, có muốn thử lại thêm lần nữa không? Tú Nương nói. Cô gọi ai là bà thím? Sở Nguyệt giận dữ nói, hiển nhiên đối với cách xưng hô như thế này bà ta vô cùng chán ghét. Tú Nương bĩu môi, nghi ngờ nói, sao vậy, nhìn bên ngoài thì bà cũng phải qua 50 tuổi rồi. Không gọi là bà thím thì phải gọi là gì? Chẳng lẽ tôi gọi sai à? Hừ. Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay tiếp tục ngưng kết nguyên khí, cho dù là ba người thì sao, các người cùng nhau đi chết đi. Cùng đi thì cùng đi, chủ nhân, ngài yên tâm, cứ giao bà thím này lại cho tôi và Vân Sơn. Tú Nương nói, Vân Sơn cũng khẽ gật đầu. Làm con rối, chủ nhân gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì bọn họ không thể thoái thác được. Chỉ dựa vào hai người, e là còn chưa đủ. Sở Nguyệt cười lạnh nói, các người có thể làm con rối cũng không dễ dàng gì, nếu như không muốn bị hồn phi phách tán thì mau cút xa ra một chút. Mặc dù con rối không phải là bản thể nhưng đối với bọn họ mà nói thì cũng coi như có cơ hội được sống lại thêm một lần. Chỉ có điều, một khi bị giết thêm lần nữa, như vậy, một sợi khí tức cuối cùng trên thế giới này của bọn họ sẽ bị tiêu tán hết, từ đây, trên thế giới này không còn bất kỳ dấu vết nào của bọn họ nữa. Hai người rời khỏi nơi này đi. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt hai người, nói. Chủ nhân, Tú Nương và Vân Sơn đứng im tại chỗ. Thế nào, hai người không nghe lời tôi sao? Không dám. Vân Sơn Tú Nương đồng thanh nói. Vậy thì tốt, Lâm Thanh Diện tiếp tục nói. Hai người đưa Bích Hoài và Hứa Quốc Hoa, còn cả tên mập đang nằm dưới đất kia nhanh rời khỏi đây. Tuân mệnh. Nói xong. Mỗi bên vai Vân Sơn vác tên mập mạp và Hứa Quốc Hoa sống chết chưa rõ đi. Lâm Thanh Diện. Trong mắt Hứa Bích Hoài đều là vẻ lo lắng. Hứa Quốc Hoa thập tử nhất sinh, cô càng không muốn Lâm Thanh Diện xảy ra chuyện. Yên tâm, mau rời khỏi đây, cứu người quan trọng hơn, Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài khẽ gật đầu. Tôi đưa cô đi, nhanh lên một chút, trong mắt Tú Nương mang theo nụ cười quyến rũ, thở dài nói với Hứa Bích Hoài. Không đợi Hứa Bích Hoài kịp phản ứng, Tú Nương đã nắm lấy tay Hứa Bích Hoài, trong nháy mắt đi ra phía cổng. Bên này, hai vai Vân Sơn vác hai người đàn ông trưởng thành, một người trong đó còn rất mập mạp nhưng thân hình ông ta vẫn nhanh nhẹn như cũ, không nhanh không chậm theo sát Tú Nương ra ngoài. Muốn đi, không có cửa đâu. Sở Nguyệt lập tức định lao ra đuổi theo,
Trong lòng bà ta rất rõ ràng, muốn khống chế Lâm Thanh Diện thì trước tiên phải khống chế được Hứa Bích Hoài. Nhưng một ánh sáng vàng lóe lên, Hỏa Long mở ra bồn máu, trực tiếp ép bà ta phải lui lại. Đợi lúc bà ta muốn đuổi theo một lần nữa thì hai người Vân Sơn và Tú Nương đã sớm đi xa rồi. Đối thủ của bà là tôi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Ha ha, trước đó bà đánh một có lẽ các người còn có một chút hy vọng sống, bây giờ, tỷ lệ sống sót của ngươi là bằng không, Sở Nguyệt nhẹ nói. Bà sai rồi, Lâm Thanh Diện lắc đầu, thân thể thẳng tắp, hơi thở kinh người từ trong người tuôn ra. Ở phía sau anh, kiếm trảm tiên màu vàng từ từ xuất hiện. Sau khi được Tu La Ma Thần sửa chữa, toàn thân kiếm trảm tiên có màu vàng kim, linh khí càng sâu hơn so với trước kia. Lâm Thanh Diện bắt lấy kiếm trảm tiên, khí tức trở nên cường đại hơn rất nhiều so với vừa rồi. Giết bà, một mình tôi là đủ rồi. Ánh mắt Sở Nguyệt nghiêm túc hơn, đối với thanh kiếm trảm tiên trong tay Lâm Thanh Diện, trong lòng bà ta mơ hồ có chút bất an. Du Long Thứ. C. Lâm Thanh Diện thi triển tuyệt chiêu lần nữa. So với thanh đao mà anh huyễn hóa ra vừa rồi, giờ phút này, sau khi Lâm Thanh Diện đổi thành kiếm trảm tiên, chiêu kiếm ý Du Long lại càng thêm uy mãnh hơn gấp mấy lần. Thần binh lợi khí, quả nhiên là đồ vật mà mỗi một võ giả đều tha thiết ước mơ, huống chỉ, kiếm trảm tiên còn là tuyệt thế binh khí mà mấy trăm năm trước Tu La Ma Thần dùng để đánh với thiên hạ. 9 con rồng vàng vần quanh toàn bộ phòng khách, Sở Nguyệt hoàn toàn không thể chạy thoát. Hừ, người cho rằng như thế này là có thể chế trụ được ta à? Nằm mơ đi. Thân hình Sở Nguyệt khẽ động, tốc độ nhanh chóng, căn bản dùng mắt thường không thể nào nhìn rõ được. Chẳng lẽ cái này chính là tốc độ của nửa bước thần cảnh sao? Cũng may Lâm Thanh Diện còn có thần hồn chỉ lực, bây giờ anh có thể tùy tiện đem thần hồn bao trùm toàn bộ căn phòng. Thần hồn dung hợp. Lâm Thanh Diện bạo khởi, thần hồn thức tỉnh, bây giờ anh có thể tùy ý rót thần hồn chỉ lực vào bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, đối với Lâm Thanh Diện ở giai đoạn này mà nói thì cần tiêu hao quá nhiều sức lực, không thể bền bỉ được. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy đủ rồi. Anh vận dụng ý niệm cường đại, quả thực đã chia cắt thần hồn của mình ra, rót vào trong người 4 con rồng vàng. Hiện tại đây đã là mức cực hạn của Lâm Thanh Diện. Bên này, Sở Nguyệt lợi dụng sự linh hoạt của mình mà nhanh chóng di chuyển, lúc mới bắt đầu. 9 con rồng vàng đã kịp thời bao trùm cả căn phòng nhưng sức mạnh của bà ta đã đạt tới nửa bước thần cảnh, bà ta luôn luôn có thể tùy tiện né tránh công kích. Hơn nữa, mỗi một giây đồng hồ trôi qua, Sở Nguyệt sẽ lại cách Lâm Thanh Diện gần thêm 1 mét. Lâm Thanh Diện, quả nhiên ngươi là một thiên tài, nhưng sự chênh lệch giữa ta và ngươi thật sự quá lớn, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là run rế mà thôi. Sở Nguyệt lớn tiếng nói, trong tay tụ lại một cỗ linh khí, bà ta dùng toàn lực đánh ra một kích. Đây là chuyện gì vậy? Đột nhiên, Sở Nguyệt phát hiện ra trong 9 con rồng vàng thì có 4 con đang gắt gao đuổi theo mình không thả. Cho dù thân pháp của bà ta có linh hoạt nhanh chóng cỡ nào thì 4 con rồng kia luôn luôn có thể đuổi kịp bà ta, đồng thời ép bà ta tiến về phía con đường Lâm Thanh Diện phong kín bên này. Thằng nhãi này, thế mà lại dung hợp thần hồn với rồng vàng, sau đó lợi dụng thần hồn để dò xét phương hướng của mình. Trong nháy mắt Sở Nguyệt đã kịp phản ứng lại. Chỉ có điều tốc độ của bà A nhanh như vậy là nhờ sức mạnh của cảnh giới nửa bước thần cảnh, cho dù thần hồn chỉ lực của Lâm Thanh Diện cũng không tầm thường nhưng có thể theo kịp bà ta, vậy thì phải cần một lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào chứ? Xem ra thần hồn của thằng nhãi này đã thức tỉnh, trong lòng Sở Nguyệt thầm nghĩ, sau đó ánh mắt cũng trở nên đằng đằng sát khí. Không thể giữ cậu ta lại được. Siso dù phát triển như thế nào thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành sự đe dọa lớn nhất đối với Thương Nguyên giới. Cản trở toàn bộ kế hoạch của Thương Nguyên giới. 3 phút trôi qua, 4 con rồng vàng đã ép Sở Nguyệt đến góc tường. Kiếm trảm tiên phát ra âm thanh chấn động, đâm thẳng về phía Sở Nguyệt. Đối với thanh thần kiếm này, Sở Nguyệt cảm thấy vô cùng bất an. Kiếm trảm tiên, tất cả ngưu quỷ xà thần đều bị chém dưới kiếm. Đi chết đi. Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng, thể lực đã tới cực hạn. Bài vân trưởng. Sở Nguyệt đánh ra một trưởng. Sóng xung kích cực mạnh trực tiếp đánh về phía rồng vàng. 9 con rồng vàng tề tụ lại, há ra cái mồm to như chậu máu, không chút do dự lao về phía Sở Nguyệt. Rầm! Một tiếng động lớn, cả căn phòng và tất cả sàn nhà đều rung lên, bụi bay mù mịt. Bà ta, chết rồi sao? Lâm Thanh Diện nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng nghi ngờ. Chương 1196, thần cảnh sơ kỳ. Bụi bặm tan hết.
hồn lực của Lâm Thanh Diện cũng khôi phục lại được một chút. Anh đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Nhưng ngoại trừ mấy lỗ thủng lớn trên vách tường đối diện ra thì không có bóng dáng Sở Nguyệt. Thu lại kiếm Trảm Tiên, Lâm Thanh Diện đi về phía trước hai bước, lần nữa dùng thân hồn bao trùm toàn bộ căn phòng. Nhưng trong phòng không có một ai, Lâm Thanh Diện cũng không hề cảm nhận được hơi thở của Sở Nguyệt. Chẳng lẽ, bà ta đã bị hóa thành cho bụi rồi? Lâm Thanh Diện vừa nghĩ vừa đi về phía vách tường đối diện. Đột nhiên, anh chợt quay đầu lại. Thần hồn của anh cảm nhận được hơi thở ở sau lưng. Ha ha, Lâm Thanh Diện, quả nhiên là ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ như vậy mà đã muốn giết chết ta thì cũng không khỏi quá coi thường ta rồi. Giọng nói của Sở Nguyệt truyền đến từ bên ngoài căn phòng, trên mặt bà ta là ý cười nhưng khóe miệng lại đang chảy ra máu tươi. Hiển nhiên, trong cuộc đối đầu vừa rồi, phía bên mình vẫn phải chịu tổn thương. Thực lực của bà cũng không tệ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, ngưng tụ tâm thần, chuẩn bị nghênh đón trận chiến tiếp theo. Thần hồn của anh vừa mới dung hợp với rồng vàng, đã bị tiêu tốn mất hơn phân nửa, trận đánh này là trận đánh mạnh nhất cho tới bây giờ Lâm Thanh Diện gặp phải. Nhưng Lâm Thanh Diện cũng rất chờ mong, bởi vì mỗi lần đối chiến cùng kẻ mạnh, ngoại trừ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu thì cảnh giới của anh cũng tăng lên rất nhanh. Nơi này quá nhỏ, không thi triển được, con rể tốt, có bản lĩnh thì tiếp tục đánh với ta, Sở Nguyệt trêu chọc nói. Tùy bà. Lâm Thanh Diện lạnh giọng đáp, cho dù ở đâu thì kết quả cũng giống nhau cả thôi, người của Thương Nguyên Giới, phải giết hết. Giết hết Thương Nguyên Giới, đây không chỉ là suy nghĩ trong lòng Lâm Thanh Diện vào giờ phút này mà còn là chức trách của anh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đối với thân phận của đối phương, hai người Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện cũng đã sớm biết rõ. Được, rất gan dạ, tới đi. Nói xong, Sở Nguyệt điểm nhẹ mũi chân, quay người chạy ra bên ngoài. Lâm Thanh Diện lập tức đuổi theo, sau mấy hơi thở, hai người đã đi tới một nơi hoang vu. Chỗ này khá rộng rãi, rất tốt để chơi đùa với ngươi, con rể tốt. Sở Nguyệt đứng thẳng trên đám cỏ xanh, lạnh nhạt nói. Lâm Thanh Diện nhìn quanh bốn phía, thần hồn phát ra, trong vòng năm dặm quanh đây không hề phát hiện ra cái gì khác lạ. Đúng vậy, Lâm Thanh Diện nhìn Sở Nguyệt, ánh mắt lạnh nhạt, nơi này non xanh nước biếc, núi sông bao bọc. Phong thủy rất tốt cũng thật sự rất thích hợp làm phần mộ cho bài. Thằng nhãi con, lại dám giễu cợt bà đây. Sở Nguyệt tức giận, địa điểm mình chọn lựa để quyết đấu lại bị người ta nói thành nơi chôn cất của mình, tên này cũng quá cuồng vọng rồi. Nói đi, người Thương Nguyên Giới các người tới nơi này của chúng tôi đến cùng là có ý đồ gì? Lâm Thanh Diện chỉ vào Sở Nguyệt nói. Sở Nguyệt không những không giận mà còn cười, thằng nhãi này, người dám nói chuyện với mẹ vợ mình như vậy sao? Mẹ vợ, à, mặc dù tôi không rõ vì sao bà muốn tiến vào nhà họ Lâm chúng tôi nhưng nếu bà đã là người của Thương Nguyên Giới, đã dám đến nơi này thì đó chính là con đường chết. Lâm Thanh Diện nói. Sở Nguyệt thong thả đi tới đi lui mấy bước, không chút phật lòng, con át chủ bài của ngươi đã lộ ra hết rồi, nếu như ta đoán không nhầm thì hẳn là thần hồn chỉ lực của ngươi cũng tổn thất không ít nhỉ, thế nào, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vẫn có thể nói với ta được như vậy sao? Át chủ bài. Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên, nếu là át chủ bài thì làm sao có thể để bà nhìn thấy được chứ? Đang nói chuyện, linh khí trong cơ thể Lâm Thanh Diện đột ngột tăng lên, sức mạnh lại tăng lên nữa. Cái này, làm sao có thể? Sở Nguyệt kinh hãi, lập tức híp mắt nhìn Lâm Thanh Diện, thì ra thằng nhãi này đã dùng bí thuật để tăng sức mạnh trong một thời gian ngắn. Trận chiến này diễn ra sau khi Lâm Thanh Diện tiếp nhận truyền thừa của Tu La Ma Thần, lần đầu tiên đối mặt với người của Thương Nguyên Giới. Lúc còn ở dưới đáy hồ, Lâm Thanh Diện đã đồng ý với ma thần sẽ tiêu diệt bất kỳ người Thương Nguyên Giới nào dám đến địa cầu, thậm chí không tiếc tính mạng của mình. Cộng thêm bí thuật, sức mạnh của Lâm Thanh Diện đã đạt tới nửa bước thần cảnh. Nhưng Lâm Thanh Diện cảm thấy trong cơ thể có một lực lượng vô hình, đang chống đỡ cơ thể của mình. Anh đã là tu la chi thể, sức chịu đựng của cơ thể đã cao hơn trước kia rất nhiều. Đã đạt tới cảnh giới nửa bước thần cảnh nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Sức mạnh cuồn cuộn sinh ra, Lâm Thanh Diện cắn răng kiên trì. Cây cối xung quanh dưới sự ảnh hưởng của luồng khí khổng lồ đã bị nhổ tận gốc, cỏ dại bay đầy bầu trời. AI Lâm Thanh Diện hét lên một tiếng. Thần cảnh sơ kỳ. Nếu như nói nửa bước thần cảnh chỉ cao hơn hóa cảnh đỉnh phong một chút, như vậy thì thần cảnh sơ kỳ là đã thật sự tiến vào thần cảnh. Thần hồn chỉ lực của Lâm Thanh Diện nhanh chóng khôi phục. Anh nắm chặt nắm tay theo bản năng.
có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang dâng trào một cách rõ ràng. Đây chính là sức mạnh của thần cảnh sao? Cảm giác này thật tốt. Lâm Thanh Diện mừng thầm trong lòng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn so với trước đó. Thần cảnh sơ kỳ. Ánh mắt Sở Nguyệt trở nên ngưng trọng. Bí thuật đem lại sự thay đổi quá lớn cho Lâm Thanh Diện, khiến cho Sở Nguyệt không thể tưởng tượng được. Bà không phải là đối thủ của tôi, tự sát đi. Trong tay nắm chặt kiếm Trảm Tiên, Lâm Thanh Diện đứng sừng sững ở đó, giọng nói trầm ổn nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Cái tên nhãi danh như ngươi cũng không khỏi quá cuồng vọng rồi. Sở Nguyệt cắn răng nói. Nếu đã như vậy thì bà đi chết đi. Kiếm Trảm Tiên phóng ta, phát ra ánh sáng vạn trượng. Cùng lúc đó, thần hồn chỉ lực của Lâm Thanh Diện đã bao trùm toàn bộ sông núi. Sở Nguyệt nhanh chóng di chuyển, muốn tránh né nhưng đột nhiên trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh đen kịt. Đây không phải là mây đen, mà là một tảng đá khổng lồ. Dưới sự điều động của thần hồn chi lực, đá tảng bay đầy trời, cuối cùng tụ tập đến phía trên đỉnh đầu của Sở Nguyệt, che kín mặt trời. Phóng! Lâm Thanh Diện ra lệnh một tiếng, tất cả tảng đá phóng về phía đỉnh đầu Sở Nguyệt với tốc độ nhanh nhất. Kiếm Trảm Tiên đâm thẳng tới ngực. Du Long Thứ! C. Lâm Thanh Diện sát chiêu hết đường, ba thứ kết hợp. 9 con rồng vàng to lớn bao quanh thân thể Lâm Thanh Diện, mang theo thần hồn chỉ lực của anh, không chút sợ hãi phóng về phía Sở Nguyệt. Lâm Thanh Diện tin tưởng, một kích này, chắc chắn sẽ chết. Nửa bước thần cảnh và thần cảnh sơ kỳ, giữa hai cảnh giới này chênh lệch quá nhiều, sức mạnh cũng là ngày đêm khác biệt. Xét cho cùng, về bản chất, đây là một bước từ người biến thành thần, nhưng lại là một bước đi khó khăn nhất. Euro ó người cả đời cũng không thể bước vào được thần cảnh. Dưới áp lực nặng nề, hai chân Sở Nguyệt lún xuống thành hai vết chân thật sâu, quần áo trên người bà ta bị cắt ra tạo thành những vết máu. Đi chết đi, thế giới của chúng tôi không phải là nơi bà có thể tùy ý chà đạp. Lâm Thanh Diện triển khai toàn bộ khí trận. Mắt thấy Sở Nguyệt sắp không chịu nổi nữa, khóe miệng bà ta chảy ra nhiều máu hơn trước. Nhưng lúc bà ta sắp mất mạng, Lâm Thanh Diện kinh ngạc phát hiện ra, trên mặt Sở Nguyệt không có chút bối rồi nào mà ngược lại còn nở nụ cười. Khá thú vị đấy, có thể ép ta tới mức này cũng coi như ngươi có bản lĩnh, nhưng mà, dừng ở đây đi. Sở Nguyệt khế nói, trong tay bà A xuất hiện một viên dược hoàn màu vàng, rất nhanh đã bị bà ta ăn vào. Chương 1197, thân cảnh đỉnh phong. Đây là... Lâm Thanh Diện nhíu mày, nhưng anh nghĩ đây nhất định cũng là đan dược để tăng sức mạnh. Chỉ có điều rất khác so với đan dược của mình, đan dược của thương nguyên giới có màu vàng kim. Xem ra cũng không phải là thứ bình thường. Sau khi Sở Nguyệt nuốt đan dược xuống, sức mạnh nhanh chóng tăng lên. Lâm Thanh Diện mở to hai mắt, khó có thể tin. Bởi vì chỉ dùng mắt thường, Lâm Thanh Diện đã có thể thấy rõ ràng khí tức trên người Sở Nguyệt đang mạnh dần lên. Khí tức thực thể hóa, cái này, cũng quá kinh khủng rồi. Không ngờ Sở Nguyệt còn dão sát chiêu như thế này. Nhưng tên đã trên dây, không bắn không được. C. Nhưng khi đứng trước sống chết, cho dù sức mạnh của đối phương có tăng lên dữ dội thì cũng có làm siêu một chiêu này, Lâm Thanh Diện đã dùng hết khí lực của toàn thân, có thể nói là đã ra một đòn mạnh nhất đối với anh ở giai đoạn này. Phá! Lâm Thanh Diện hô to, cùng với 9 con rồng và cả kiếm Trảm Tiên, vọt thẳng về phía đối phương. Ha ha, thằng nhóc này, xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh cải. Sở Nguyệt cười khinh miệt. Bà ta chỉ tiện tay bắn ra. Mắt thường có thể thấy khí tức huyễn hóa ra một viên tiểu cầu màu vàng. Thể tích của viên tiểu cầu này chỉ nhỏ như viên bi bình thường, sau khi từ tay Sở Nguyệt bản ra liền trực tiếp tấn công Lâm Thanh Diện. Chỉ bằng cái này mà bà cũng muốn công kích tôi, mơ tưởng hão huyền. Lâm Thanh Diện hào khí ngất trời, vọt thẳng về phía viên tiểu cầu này. Nhưng càng tới gần viên tiểu cầu, Lâm Thanh Diện càng có thể cảm nhận được uy lực to lớn của nó. Kiếm Trảm Tiên, kiếm ý Du Long. Cộng thêm thân hồn dung hợp. Lâm Thanh Diện tin rằng trên đời này, người có thể tiếp được ba chiêu này cùng nhau công kích chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi. Dầm. Vào thời điểm va chạm, lần đầu tiên trong mắt Lâm Thanh Diện xuất hiện sự hoảng sợ. Đây là năng lượng gì vậy? Lâm Thanh Diện trợn mắt há hốc mồm, chỉ là một viên tiểu cầu do khí tức huyễn hóa ra mà đã có sức mạnh lớn đến như vậy. Trong nháy mắt va chạm kia, công kích của Lâm Thanh Diện liền sụp đổ. Không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyệt cười lạnh nói. Sương mù tan hết, Lâm Thanh Diện ngã xuống ở cách Sở Nguyệt mấy chục mét. Anh che ngực,
kiếm trảm tiên vốn đã được sửa chữa lại bởi vì lần va chạm này mà có thêm một vết nứt. Thời gian duy trì bí thuật đã hết, bây giờ cho dù Lâm Thanh Diện có là tu la sĩ y thể, đồng thời tu hành nội kình huyền kình thì giờ phút này, anh cũng không để nổi một chút sức mạnh. Người có thể ép ta đến mức này sức mạnh cũng coi như không tầm thường rồi. Mang theo nụ cười châm biếm, Sở Nguyệt chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đi, sông núi biến sắc. Lâm Thanh Diện ngã trên mặt đất, cố gắng dùng tay chống đỡ, muốn tự mình đứng lên. Một kích như sấm sét của mình thế mà không đấu lại được với một viên tiểu cầu khí tức chỉ lớn bằng viên bi của đối phương, đây quả thực đã làm đổi mới tam quan của Lâm Thanh Diện. Chẳng lẽ, đây chính là sức mạnh thật sự của người thương nguyên giới sao? Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt đang đối mặt với mình, trong mắt mang theo hung ác. Anh cố gắng điều động tâm thần của mình, cho dù thần hồn của anh khôi phục rất nhanh nhưng đối mặt với Sở Nguyệt có sức mạnh như vậy, cho dù Lâm Thanh Diện có khôi phục lại sức mạnh ở mức cao nhất thì anh vẫn không phải là đối thủ của Sở Nguyệt. Ta đã nói rồi, cái gọi là thiên tài trên địa cầu cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, so với thương nguyên giới của chúng ta quả thực là khác nhau một trời một vực, Sở Nguyệt khế cười nói. Đáng chết, đó là bởi vì năm đó người thương nguyên giới các người đã cướp đi linh khí của địa cầu chúng tôi. Loại hành vi cường đạo này chỉ có những kẻ xấu xa như các người mới có thể làm ra được, Lâm Thanh Diện mắng. Vậy thì làm sao? Sở Nguyệt lạnh lùng nói ra, linh khí là một thứ cao quý như vậy, cho người trên địa cầu sử dụng thực sự là phung phí của trời, nếu là như vậy không bằng giữ lại cho người cần dùng. Nói chuyện vô liêm sỉ, quả nhiên người thương nguyên giới các người không biết xấu hổ. Lâm Thanh Diện tức giận nói, hừ, thế giới này, mọi chuyện đều lấy sức mạnh làm đầu, sức mạnh của người địa cầu thấp. Bị người thương nguyên giới chúng ta giẫm ở dưới chân là chuyện đương nhiên. Sở Nguyệt nghiêm mặt nói. Thật sao? Lâm Thanh Diện nhếch miệng khinh bỉ, nếu sức mạnh của người thương nguyên giới mạnh như vậy thì sao mấy trăm năm trước lại hốt hoảng mà chạy, bị một mình tu la thần ma đánh cho tè ra quần, mấy trăm năm không dám đến nơi này của chúng ta, ngươi. Hiển nhiên, đối với những lời sỉ nhục thương nguyên giới của Lâm Thanh Diện, Sở Nguyệt vô cùng phẫn nộ. Nhưng đây đều là sự thật. Bởi vì sự tồn tại của tu la thần ma năm đó, chỉ một mình anh ta đã đủ để chấn nhiếp toàn bộ thương nguyên giới. Quả thực tu la ma thần rất lợi hại, nhưng đó cũng là quá khứ rồi, ta không tin nơi này của các ngươi còn có thể tái xuất ra một nhân vật như tu la ma thần. Sở Nguyệt tức giận nói. Lâm Thanh Diện nắm chặt hai tay, thể lực đã khôi phục lại được một chút, đứng thẳng người lên. Bà sai rồi, tu la ma thần, chưa chết. Cái gì, chưa chết, Sở Nguyệt vô cùng giật mình. Không thể nào, cha ta nói với ta tu la ma thần đã chết từ lâu rồi. Ngươi đang lừa ta. Lâm Thanh Diện cười lạnh nói, không sai, nhục thể của hắn đã tiêu vong nhưng tinh thần của hắn vẫn luôn khắc sâu ở trong lòng của mỗi người chúng tôi. Đối với những người có can đảm dám xâm phạm nơi này của chúng tôi, chẳng cần biết người đó là ai, có sức mạnh như thế nào thì chúng tôi đều sẽ đuổi chúng đi. Đối với chuyện này, tôi nghĩa bất dung từ. Làm người thừa kế của tu la ma thần. Lâm Thanh Diện chắc chắn phải có nghĩa vụ tiếp nhận nhiệm vụ trước đó của tu la ma thần. Ha ha, Lâm Thanh Diện, tự tin của ngươi ở trong mắt ta không đáng một đồng. Sở Nguyệt cười lạnh nói. Lâm Thanh Diện cau lông mày lại, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường đao vàng óng. Cho dù tôi có phải mất mạng thì tôi cũng sẽ ngăn cản bà lại. Hai tay Lâm Thanh Diện nắm chặt trường đao, ánh mắt ngưng trọng. Bây giờ bởi vì anh vừa mới chiến đấu. Sức mạnh cùng lắm cũng chỉ ở mức hóa cảnh đỉnh phong, nhưng cho dù là như vậy thì anh cũng phải nỗ lực ngăn đối phương lại, cho dù thứ anh phải đối mặt chính là cái chết. Không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyệt khẽ nói, đột nhiên ánh mắt bà ta trở nên trịnh trọng, ngẩng đầu lên, trong tay càng ngày càng tụ tập nhiều linh khí. Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi, để ngươi biết sức mạnh thật sự của thần cảnh đỉnh phong. Thần cảnh đỉnh phong. Chỉ một viên dược hoàn đã khiến sức mạnh của Sở Nguyệt tăng lên nhiều như vậy. Dựa theo hiểu biết của Lâm Thanh Diện, cho dù là đan dược ở cấp hoàn mỹ nhất cũng không thể có được hiệu quả như vậy. Huống chỉ, người càng có sức mạnh thì khi sử dụng đan dược cấp hoàn mỹ, cấp độ tăng lên cũng sẽ càng ít. Mà Sở Nguyệt chỉ ở hóa cảnh đỉnh phong lại trực tiếp cưỡng ép tăng lên tới thần cảnh đỉnh phong, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ta chỉ có thể duy trì thần cảnh đỉnh phong trong vòng 5 phút. Nhưng cũng đủ để giết ngươi rồi. Nói xong, linh khí tụ tập giữa hai tay bà ta càng nhiều hơn. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc che kín ánh mặt trời, ở trong đó ẩn ẩn tiếng sấm.
người có thần cảnh đỉnh phong có thể có năng lực rời núi lấp biển, vạn vật trên thế gian đều có thể tùy ý di chuyển. Theo những lời đọc lẩm nhẩm trong miệng Sở Nguyệt, ở hai bên người của bà ta, sông núi vỡ vụn, đá tảng bay loạn. Cảnh tượng như thế này, cả đời Lâm Thanh Diện chưa bao giờ thấy qua. Ngươi rất mạnh, nhưng vì thương nguyên giới, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Sở Nguyệt lớn tiếng nói, sát khí trong mắt càng tăng lên. Khi linh lực tụ tập đạt đến đỉnh điểm, sông núi vỡ vụn thành những tảng đá to hướng thẳng vào trên người Lâm Thanh Diện. Ngay trước đó, Lâm Thanh Diện đã từng điều động những tảng đá lớn như núi, nhưng lần này Sở Nguyệt lại đánh vỡ một ngọn núi thành nhiều tảng đá. Đi chết đi! Sở Nguyệt nói xong, tất cả các tảng đá lớn đều dồn về phía Lâm Thanh Diện. Chương 1198, đan dược thần cấp. Lâm Thanh Diện dương mắt nhìn lại, nhiều tảng đá ngưng kết lại thành một khối lớn, khiến Lâm Thanh Diện không có biện pháp chạy thoát. Mỗi một tảng đá trên bầu trời đều rất nặng, hơn nữa càng kinh khủng hơn chính là, trên mỗi một tảng đá lớn đều có linh lực của Sở Nguyệt bám vào. Chỉ cần bị một tảng đá trong số đó đập trúng, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thanh Diện chắc chắn ẩn sẽ bị nát vụn. Đây, chính là sức mạnh thần cảnh đỉnh phong. Lâm Thanh Diện hơi sững sờ, lúc này bóng hình xinh đẹp của Hứa Bích Hoài xuất hiện ở trong đầu của anh, đứng ở bên cạnh Hứa Bích Hoài là Nặc Nặc, con gái đáng yêu của anh. Lâm Thanh Diện nhắm hai mắt lại. Xem ra, chỉ có kiếp sau mới có thể bảo vệ hai mẹ con được tốt. Sau khi phát động một kích này, dược tính mất đi, trên trán Sở Nguyệt cũng ướt đẫm mồ hôi. Sức mạnh của bà ta sẽ trở lại hóa cảnh một lần nữa, nhưng bà ta tin rằng Lâm Thanh Diện không thể nào còn sống sót được. Lâm Thanh Diện, chết ở dưới tay ta cũng coi như là một loại vinh hạnh. Trong lòng Sở Nguyệt thầm nghĩ. Đột nhiên, giữa không trung, một ánh sáng trăng nhanh chóng trượt xuống. Tốc độ rất nhanh, ngay cả tảng đá đang nhanh chóng lao xuống cũng không đuổi kịp. Đây là... Sự thay đổi đột ngột này khiến Sở Nguyệt có chút không kịp chuẩn bị. Đợi đến khi thứ kia càng ngày càng gần, Sở Nguyệt mới phát hiện ra thứ đang nhanh chóng bay tới giữa không trung lại là một lão giả râu trắng. Ông ta là ai? Trong lòng Sở Nguyệt tự hỏi, nhìn sức mạnh của lão giả này sớm đã vào thân cảnh. Bây giờ mục đích của lão giả này chính là Lâm Thanh Diện. Trước khi một khối nham thạch to lớn kịp nện vào trên người Lâm Thanh Diện, một tay lão giả đã nhẹ nhàng nâng cơ thể Lâm Thanh Diện lên, cùng lúc đó, một cái tay khác hướng lên vỗ vào tảng đá. Trong tảng đá này còn kèm theo linh lực thân cảnh đỉnh phong. Nhưng lão giả chỉ dùng một tay đá có thể nâng khối đá này lên. Lý Mộ Bạch, Lâm Thanh Diện mở to mắt, nhìn vị lão giả này. Nơi này nguy hiểm, chúng ta mau đi thôi. Lý Mộ Bạch vội vàng nói, mũi chân chạm xuống đất, một cái tay kịp thời lôi kéo Lâm Thanh Diện, tốc độ của ông ta vẫn không giảm như cũ. Tảng đá đầy trời đập xuống đất, tạo ra rất nhiều lỗ thủng to lớn. Tận 2 phút sau, hiện trường mới khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa. Chỉ có điều, khung cảnh nơi này so với lần đầu tiên Sở Nguyệt và Lâm Thanh Diện đến đây đã xảy ra thay đổi rất lớn, ngay cả vị trí của núi đá cũng bị thay đổi. Lâm Thanh Diện. Sở Nguyệt cắn răng nói. Lý Mộ Bạch đột nhiên xuất hiện mang theo Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này, bây giờ Sở Nguyệt cũng không còn sức lực để đuổi theo nữa. Đương nhiên, có cao thủ thần cảnh, Sở Nguyệt cũng không dám đuổi theo. Lâm Thanh Diện, lần này coi như ngươi may mắn, nhưng ta tin là cuối cùng chúng ta rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, chờ đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ không nhận ra ta. Trên ngọn núi quanh quẩn giọng nói không cam lòng của Sở Nguyệt, dáng người bà ta rất xinh đẹp, hoàn toàn là một cô gái trẻ, gương mặt tinh xảo giống như là kiệt tác do người khác tạo ra, gió thổi qua, mấy sợi sợi tóc màu bạc đong đưa theo gió. Lý Mộ Bạch lão tiên sinh, cảm ơn đã giúp đỡ. Bên hồ, Lâm Thanh Diện nhìn Lý Mộ Bạch đang đứng im bên cạnh, vừa rồi vô cùng mạo hiểm, nếu không có Lý Mộ Bạch kịp thời chạy đến thì mình đã lành ít dữ nhiều. Lý Mộ Bạch mang theo ý cười, không cần khách sáo, lão phu có thể trở về thế giới này một lần nữa vẫn là nhờ tới sự giúp đỡ của cậu, nếu cậu không cho lão phu nhiều linh mộc như vậy thì bây giờ hồn phách của lão phu vẫn còn đang bám trên vách đá. Lâm Thanh Diện gật đầu. Lúc trước cung cấp linh mộc cho Lý Mộ Bạch cũng là anh thành tâm dâng nên, dù sao lúc này có thêm một vị cường giả thần cảnh luôn luôn là một chuyện tốt. Lão tiên sinh, vì sao vừa rồi chúng ta không ở lại đó, thuận tiện giết chết người phụ nữ của thương nguyên giới kia, Lâm Thanh Diện hỏi. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói, sức mạnh của người phụ nữ đó rất khủng bố, có thể di chuyển được cả sông núi, đây chính là sức mạnh thần cảnh đỉnh phong, nhưng người làm cho tôi thưởng thức lại chính là cậu,
có thể sống sót tới tận bây giờ trước một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối khiến tôi phải nhìn lại cậu. Bà ta không hề ở thần cảnh đỉnh phong, rõ ràng chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Lâm Thanh Diện nói, anh có chút uể oải, dù sao với sự hiện diện của Lý Mộ Bạch, vừa rồi chỉ cần chờ tới lúc nham thạch trận kết thúc là có thể tùy tiện chém giết Sở Nguyệt rồi. Hóa cảnh đỉnh phong, cái này sao có thể? Lý Mộ Bạch cau mày, Lâm Thanh Diện, không phải cậu bắt nạt lão phu lớn tuổi, ánh mắt phụng về đấy chứ, chỉ người ở cảnh rời thần cảnh đỉnh phong mới có thể di chuyển được sông núi. Hơn nữa, nếu chỉ là một người hóa cảnh đỉnh phong, tôi tin là cậu cũng không cần phải để bà ta vào mắt. Lý Mộ Bạch thưởng thức nói. Tôi không hề lừa ông, Lâm Thanh Diện nói, người phụ nữ đó dùng thuốc. Dùng thuốc? Đúng vậy, bà ta lấy ra một viên dược hoàn màu vàng. Sau đó sức mạnh của bà ta liền trực tiếp vào tới thần cảnh đỉnh phong, Lâm Thanh Diện nói như thật. Cậu nói cái gì, dược hoàn màu vàng. Vừa rồi lão giả Lý Mộ Bạch vẫn còn trầm ổn, lần này lại trực tiếp kích động nhảy dựng lên, Lâm Thanh Diện hơi chần chờ, gật đầu nói ra, đúng vậy, tôi cảm thấy viên dược hoàn này rất cổ quái, theo lý thuyết, đây là viên dược hoàn cấp độ hoàn mỹ mạnh nhất sao. Lý Mộ Bạch nghe xong cười khổ, lắc đầu nói. Dược hoàn cấp hoàn mỹ ở trước mặt nó chỉ như là trò trẻ con. Hả, Lâm Thanh Diện giật mình nhìn Lý Mộ Bạch, chẳng lẽ còn tồn tại cấp độ siêu việt hoàn mỹ à? Đương nhiên, Lý Mộ Bạch gật đầu, nếu như tôi không đoán sai thì dược hoàn bà ta ăn vào phải là thần cấp dược hoàn. Thần cấp, Lâm Thanh Diện há to miệng, khó có thể tin. Thương nguyên giới, thế mà còn có thần cấp dược hoàn, chuyện này. Quá kinh khủng rồi. Không sai. Thứ bà ta ăn vào tuyệt đối là thần cấp dược hoàn, Lý Mộ Bạch thản nhiên nói. Nói như vậy, dược hoàn cấp hoàn mỹ của chúng ta đặt ở thương nguyên giới, chẳng phải chỉ là vô cùng bình thường à? Lâm Thanh Diện nói. Lần đầu tiên anh cảm thấy, thương nguyên giới là một sự tồn tại kinh khủng như thế nào, cũng đồng thời ý thức được, tiếp theo mình phải đối mặt có thể sẽ là nguy hiểm càng lớn. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Thanh Diện, Lý Mộ Bạch mỉm cười võ võ bả vai của anh, thả lỏng đi. Dược hoàn cấp hoàn mỹ không giống như cậu tưởng tượng đâu, hơn nữa chế tạo ra đan dược thần cấp rất khó, còn khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Lúc trước, người thương nguyên giới hấp thu nhiều linh khí của địa cầu chúng ta như vậy, nhưng có thể chế tác ra đan dược thần cấp, tôi đoán tối đa cũng chỉ có 10 viên mà thôi. 10 viên, Lâm Thanh Diện hỏi, nghĩ thầm, chỉ cần 10 viên này thôi cũng đã đủ để thay đổi cục diện rồi. Đương nhiên. Luyện đan sư có thể chế tác ra đan dược thần cấp cũng phải có yêu cầu cực cao, không phải người nào cũng có thể làm nghề này, Lý Mộ Bạch nói. Lâm Thanh Diện gật đầu. Quả thực, cái nghề nghiệp luyện đan sư này cũng không phải chỉ cần có tu vi võ học cao là có thể làm được, cái này không chỉ cần có sức mạnh mà càng nhiều hơn chính là thiên phú. Người phụ nữ đó có thể có được một viên đan dược thần cấp cũng đủ để chứng minh, địa vị của bà ta ở thương nguyên giới nhất định là không thấp. Lý Mộ Bạch phân tích nói. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, có thể ăn đan dược thần cấp, Sở Nguyệt sao có thể là người bình thường được. Cậu nhóc, sau này nếu có gặp lại người phụ nữ đó thì nhất định phải cẩn thận, Lý Mộ Bạch sâu xa nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đương nhiên, anh vô cùng rõ ràng, bây giờ mình cần phải nhanh chóng tăng sức mạnh lên. Ai biết, lần sau gặp được Sở Nguyệt, người phụ nữ đó có lại móc ra một viên đan dược thần cấp nữa hay không? Chương 1199, Lý Mộ Bạch ra tay. Thật đáng tiếc, cho đến bây giờ trên địa cầu vẫn chưa có ai làm ra được đan dược thần cấp. Nói đến đây, Lý Mộ Bạch khó tránh khỏi có chút thương cảm. Lão tiên sinh không cần thương cảm, tôi tin là người có tài ở nước C rất nhiều, nhất định người như vậy sẽ xuất hiện, Lâm Thanh Diện nói. Lý Mộ Bạch gật đầu, càng nhìn người trẻ tuổi trước mặt này càng thích. Không sai, là lão phu thương cảm. Nước C chúng ta có thể sừng sững mấy ngàn năm trên thế giới chính là vì mỗi khi gặp phải hoàn cảnh khốn đốn, chắc chắn sẽ có người đứng ra. Lý Mộ Bạch nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, chắp tay nói, lão tiên sinh, tôi phải đi về trước đây, ba vợ tôi và cả tên mập kia bị thương rất nặng, hơn nữa, Bích Hoài cô ấy. Bích Hoài, là vợ của cậu đúng không? Cô ấy sao rồi? Lý Mộ Bạch hỏi. Lâm Thanh Diện đem chuyện Bích Hoài bị trúng chuyển hồn đan một năm một mười nói cho Lý Mộ Bạch. Chuyển hồn đan, Lý Mộ Bạch nhíu chặt lông mày, một khi độc tính của nó phát tác sẽ vô cùng mãnh liệt, không ai có thể cứu được. Lâm Thanh Diện nghe thấy Lý Mộ Bạch nói như vậy, trong lòng vô cùng chua xót. Lý Mộ Bạch kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm thâm hậu thế mà ông ta còn nói như vậy, có thể thấy được chuyển hồn đan bá đạo như thế nào.
Đi, việc này không nên chậm trễ, cậu dẫn tôi tới đó, có lẽ lão phu có thể giúp đỡ một chút ít, Lý Mộ Bạch nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cùng nhau quay trở lại. Nơi ở của Từ Tài tại Kinh Đô. Hứa Bích Hoài trông có vẻ lo lắng. Tên Mập Mạp và Hứa Quốc Hoa đang nằm trên giường bệnh. Nhìn qua thì bệnh tình của tên Mập Mạp cũng không đáng ngại, dù sao thì anh ta cũng là cao thủ nội kinh, dần dần, anh ta cũng đã khôi phục ý thức. Ôi, chị dâu, người mẹ kế kia của chị ra tay cũng quá hung ác mài. Tên Mập thống khổ nói. Nói ít thôi, nội tạng của anh đã bị hao tốn, uống xong bát thuốc này sẽ tiến hành chữa trị nội tạng của anh, Từ Tài lên tiếng. Tên Mập Mạp nhận lấy bát thuốc này, rất là ghét bỏ, bát thuốc đen xì như thế này, có thể uống sao? Hừ, cái tên này, nói chuyện thật sự không dễ nghe, sư phụ tôi phối thuốc thể mà cậu lại dám ghét bỏ. Không uống thì thôi, chết cũng đáng đời, Tú đứng ở bên cạnh bũi môi nói. Tôi chỉ nói như vậy thôi mà, cũng không nói là không uống, tên Mập Mạp lâm bâm nói, ngửa cổ uống một ngụm, suýt chút nữa đã phun hết kiếp trước kiếp này ra. Cái này, đây cũng quá khó uống rồi, tên Mập Mạp cau mày nói. Nếu cậu không muốn ngày mai vỡ mạch máu mà chết thì mau uống hết thuốc này đi, Từ Tài lạnh lùng nói. Cái này, sắc mặt tên Mập Mạp khó xử, bát thuốc này thật sự rất đắng. Này, cho anh, có lẽ sẽ tốt hơn. Tú đưa tay về phía tên Mập Mạp. Kẹo đường sữa thỏ trắng, tên Mập Mạp ngạc nhiên nói. Bỏ thêm đường sữa vào, có lẽ sẽ không đắng như vậy nữa. Trên mặt tên Mập Mạp nở nụ cười, trước đó con nhóc này vẫn luôn hùng hổ dọa người, không ngờ tâm địa lại tốt như vậy. Chẳng lẽ, cô ta thích mình rồi? Trong lòng tên Mập Mạp thầm nghĩ, nhưng Tú đã khiến anh ta bỏ đi ý nghĩ này rất nhanh. Nếu anh không đi cùng với Lâm Thanh Diện thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới anh đâu. Tú bĩu môi nói. Nhắc đến Lâm Thanh Diện, trên mặt Hứa Bích Hoài đang đứng ở bên cạnh đều là vẻ lo lắng. Tính toán thời gian, đã qua mấy tiếng rồi nhưng Lâm Thanh Diện vẫn chưa về. Lâm Thanh Diện, anh nhất định phải bình an trở về. Trong lòng Hứa Bích Hoài thầm nói. Cuối cùng tên Mập Mạp cũng uống hết bát thuốc đắng kia, có thêm kẹo đường sữa thỏ trắng, dường như cũng không khó nuốt xuống như vậy nữa. Tên Mập Mạp không có vấn đề gì lớn, chỉ cần mỗi ngày uống thuốc đúng giờ là được, sau 3 tháng sẽ có thể khôi phục, Từ Tài lên tiếng. Nghe xong phải uống thuốc 3 tháng, đầu tên Mập Mạp cũng to lên. Chỉ là cha của cô, Từ Tài năng nhìn về phía Hứa Quốc Hoa đang nằm trên giường bệnh, trên mặt lộ vẻ khó xử. Bác sĩ Từ, ông có thể chữa khỏi cho cha tôi không? Mọi người đều biết ông là một bác sĩ nổi tiếng ở nước C, không có người bệnh nào là ông không chữa được, Hứa Bích Hoài nói. Vết thương của cha cô vô cùng nghiêm trọng, đã vượt qua phạm vi hiểu biết về y học của tôi, nói thật, bây giờ ông ấy nằm ở đây cũng không khác với người chết là bao, chỉ còn có một chút hơi thở yếu ớt, tôi nghĩ, chưa đến 10 phút nữa thì chút hơi thở yếu ớt này cũng không còn nữa, Từ Tài lên tiếng. Nghe xong, hai mắt Hứa Bích Hoài ướt át. Cho dù Hứa Quốc Hoa không phải là cha ruột của cô, nhưng đã sớm chiều ở chung hơn 20 năm, nói không có tình cảm là chuyện không thể nào. Cô Hứa, xin cô nén bi thương, tôi, lực bất tòng tâm. Từ Tài lên tiếng. Làm bạn của Lâm Thanh Diện, Từ Tài nhất định sẽ dùng hết khả năng cứu chữa, nhưng cơ thể Hứa Quốc Hoa lại trúng phải một chưởng của cao thủ hóa cảnh đỉnh phong, đó hoàn toàn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Vẫn còn một chút hơi thở, có thể nói là bình thường Hứa Quốc Hoa rèn luyện thân thể rất tốt rồi. Đang lúc đám người hết cách xoay sở, một giọng nói già nua truyền vào. Để lão phu xem một chút đi. Đám người quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, nhưng không nhìn thấy ai. Một phút sau, Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch mới đi đến nơi này. Lâm Thanh Diện, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đột nhiên xuất hiện, Hứa Bích Hoài không kiềm chế nổi nữa, trực tiếp nhào lên ôm lấy Lâm Thanh Diện. Yên tâm đi, Bích Hoài, anh không sao, anh trở về rồi đây. Lâm Thanh Diện khẽ vuốt sau lưng Hứa Bích Hoài, an ủi. Vốn nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến, Tú định đi lên trước chào hỏi nhưng nhìn thấy Hứa Bích Hoài ôm Lâm Thanh Diện như vậy, đi lên cũng không hay. Vị này là, Từ Tài nhìn Lý Mộ Bạch nói. Ông ta thấy khí chất phi phàm của Lý Mộ Bạch liền biết người này không phải người thường. Lão phu tên là Lý Mộ Bạch, biết chút y thuật, được người anh em Lâm Thanh Diện mời tới đây xem một chút. Lý Mộ Bạch nói xong rồi đi tới bên giường Hứa Quốc Hoa. Một tay đặt lên cổ tay bắt mạch cho Hứa Quốc Hoa, Lý Mộ Bạch từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận tình trạng vết thương bên trong của Hứa Quốc Hoa. Lão tiền bối, vết thương của cha tôi có chữa được không ạ? Hứa Bích Hoài hỏi.
Lý Mộ Bạch không nói gì, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Ai biết có phải ông ta đang giả vờ hay không, sư phụ tôi đã nói là hết cách, chẳng lẽ ông ta lại có cách? Tú ở bên cạnh lầm bầm nói. Tú, không được vô lễ, Tự Tài lên tiếng. Bên này, Lâm Thanh Diện biết rõ thực lực của Lý Mộ Bạch, nếu Lý Mộ Bạch đã đồng ý giúp chuyện này thì chắc chắn ông ta sẽ có cách. 3 phút sau, lúc này Lý Mộ Bạch mới mở to mắt, chậm rãi gật đầu. Vấn đề không lớn, chỉ cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, 1 tháng sau sẽ có thể xuống giường. Cái gì, tĩnh tâm tĩnh dưỡng? Lần này, ngay cả Từ Tài cũng kinh ngạc. Rõ ràng hơi thở của Hứa Quốc Hoa rất yếu ớt, chẳng mấy chốc sẽ chết, sao còn có thể tĩnh tâm tĩnh dưỡng? Dù sao thì bọn họ cũng chỉ nhìn thấy Lý Mộ Bạch bắt mạch cho Hứa Quốc Hoa chứ không hề biết được, trong lúc Lý Mộ Bạch bắt mạch đã đem linh lực du tẩu trong cơ thể Hứa Quốc Hoa, tiến hành chữa trị tất cả các vết thương trong cơ thể ông ta. Đương nhiên là Lâm Thanh Diện cảm nhận được, không chỉ có như thế, anh còn cảm nhận được, Lý Mộ Bạch đã giải trừ luôn cả cổ thuật cho Hứa Quốc Hoa. Có phải ông đang lừa chúng tôi không, thuốc ông cũng chưa kê thì sao ông ta có thể khỏi được? Tú tiến lên nói. Lý Mộ Bạch nở nụ cười, cô nhóc, có một số việc bây giờ cô vẫn chưa thể hiểu được, chờ cô trưởng thành rồi sẽ biết. Cô nhóc cái gì chứ, tôi đã qua 18 tuổi rồi, Tú không phục nói. Lý Mộ Bạch cười không để bụng. Nếu để cho Tú biết, ông ta đã sống hơn 200 năm, chỉ sợ Tú xong sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thôi đi, Lâm Thanh Diện, sao người nào anh tìm tới cũng nói mạnh miệng giống như anh hết vậy, Tú nói. Trước giờ tôi không bao giờ nói mạnh miệng. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, nếu cô không tin, bây giờ có thể bắt mạch lại cho Hứa Quốc Hoa thêm lần nữa. Bắt mạch thì bắt mạch. Tú quật cường nói. Đợi đến lúc cô ta đặt tay lên bắt mạch cho Hứa Quốc Hoa liền kinh ngạc nói ra, sư phụ, người này. Người này sống lại rồi. Chương 1200, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Chuyện này, làm sao có thể? Tự Tài giật mình nói. Tuy Tú là đệ tử mình đắc ý nhất. Tương lai ông ta cũng sẽ đem tất cả kỹ nghệ của mình truyền thụ lại cho cô. Nhưng Tú bây giờ, Từ Tài cũng không tin tưởng lắm. Rõ ràng trước đó hơi thở của Hứa Quốc Hoa đã rất yếu ớt, nếu không có bất ngờ xảy ra thì chỉ mấy phút nữa sẽ chết. Đối với phán đoán trước đó của mình, Từ Tài vô cùng chắc chắn. Thật đó sư phụ, không tin thì người tự qua xem đi. Tú nói, Từ Tài cau mày ở tới bên cạnh Hứa Quốc Hoa. Mặc dù mạch đập vẫn còn yếu như cũ nhưng lại vô cùng đều đặn, hơn nữa còn mơ hồ có thể cảm nhận được là càng ngày càng mạnh lên, chuyện này sao có thể? Tự Tài nói một mình, tôi đã theo nghề thuốc mấy chục năm rồi, cũng coi như có danh tiếng nhưng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, ông ta lại nhìn về phía lão giả ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, ánh mắt cực kỳ sùng kính. Lão tiên bối, xin hỏi ngài dùng phương pháp gì vậy, xin ngài vui lòng chỉ giáo cho tôi biết. Tự Tài cúi đầu thật sâu với Lý Mộ Bạch. Đối với cái cúi đầu này, Lý Mộ Bạch xứng nhận nó. Y thuật của ông hiện tại đã là độc nhất vô nhị rồi, còn về phương pháp của lão phu thì không phải người như ông có thể lý giải được, Lý Mộ Bạch thản nhiên nói, dường như từ chối yêu cầu của Tự Tài. Lâm Thanh Diện ở bên cạnh lại rất rõ ràng ý tứ của Lý Mộ Bạch. Y thuật của Tự Tài đã đủ để cứu vớt những người bình thường rồi vì dù sao ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Đối với chuyện tu hành, ông ta cũng không thể lý giải và khống chế được. Lý lão tiên bối, Lâm Thanh Diện đảo mắt nhìn Lý Mộ Bạch, còn xin ông xem giúp cho vợ của tôi, tình trạng của cô ấy. Lý Mộ Bạch gật đầu, giúp đỡ Hứa Bích Hoài mới là mục đích chủ yếu mà hôm nay ông ta tới đây. Cô gái, mời ngồi, để lão phu xem cho cô. Lý Mộ Bạch nói. Hứa Bích Hoài kéo ống tay áo lên, Lý Mộ Bạch đặt tay lên bắt mạch cho cô. Trong nháy mắt. Hứa Bích Hoài cảm nhận được có một dòng nước ấm thuận theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể của mình, khiến cô cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu. Trái lại, giờ phút này Lý Mộ Bạch lại đang cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc bắt mạch cho Hứa Quốc Hoa. Sư phụ, chẳng lẽ vợ của Lâm Thanh Diện cũng có vấn đề sao? Nhưng trước đó chúng ta đã khám qua cũng không phát hiện ra cái gì mà, Tú ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt Từ Tài ngưng trọng, đúng vậy, nhìn qua cô Hứa không khác gì người bình thường. Thậm chí còn khỏe mạnh hơn nhiều, chỉ có điều, nhìn vẻ mặt của lão tiền bối thì có lẽ cô Hứa đã mắc một căn bệnh mà chúng ta không biết. Tú gật đầu, sau khi nhìn thấy kỹ năng thần kỳ của Lý Mộ Bạch, trong lòng cô ta cũng tràn đầy kính sợ đối với ông già râu trắng này. Y học như biển lớn, quả thật là mênh mông. Tú cảm thán nói. Giờ phút này, người khẩn trương nhất ở đây không ai qua được Lâm Thanh Diện.
Tiền bối, không biết ngài có thể giải trừ độc tính của chuyển hồn đan trong cơ thể Bích Hoài hay không? Lâm Thanh Diện hỏi. Lý Mộ Bạch mở mắt ra nhìn Lâm Thanh Diện, kỳ quái, hình như ở trong cơ thể cô ấy có tồn tại một loại linh khí này có thể ức chế độc tính của chuyển hồn đan, chắc là cô ấy cũng tập được huyền kình đúng không? Lâm Thanh Diện lắc đầu, giải thích nói, cô ấy chỉ là một người bình thường thôi, tôi nghĩ, linh khí tồn tại ở trong người cô ấy có lẽ là do trước đó không cẩn thận ăn phải một chút linh mộc. Đối với chuyện này, Lý Mộ Bạch so với bất kỳ người nào khác đều rõ ràng hơn, chính bởi vì công hiệu của linh mộc nên ông ta mới có thể hóa thành thực thể. Như vậy thì tốt, Lý Mộ Bạch kiên định nói. Tiền bối có thể giải độc không? Lâm Thanh Diện vội vàng hỏi, Từ Tài và Tú ở bên cạnh lại không hiểu ra sao. Huyền kình, linh mộc. Những cái tên này chưa từng được nghe qua. Từ Tài bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lâm Thanh Diện, bây giờ Lâm Thanh Diện so với lúc mình mới gặp, cảnh giới đã tăng lên quá nhiều. Thiên tài trung quy vẫn là thiên tài, không phải người bình thường có thể với tới được. Có thể thử một lần. Lý Mộ Bạch nói, lập tức nhìn về phía Từ Tài, tôi cần một nơi yên tĩnh, xin hỏi chỗ này của ông có không? Đương nhiên là có, căn phòng ở phía sau kia, lão tiền bối có thể mang cô Hứa tới đó. Từ Tài lên tiếng. Cái gì, đó chính là phòng của tôi. Tú còn chưa nói xong, đã bị Từ Tài ngăn lại. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Thanh Diện, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lý Mộ Bạch mang theo Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi ra phía sau. Đúng rồi, lúc sắp đi vào phòng, Lý Mộ Bạch quay đầu lại nói với Từ Tài, trước khi tôi ra ngoài thì ông và cô gái này tuyệt đối không được tới gần căn phòng này, ngay cả phía sau này cũng đừng tiến, đây là tôi muốn tốt cho các người thôi. Lão tiền bối yên tâm, chúng tôi sẽ đi ngay. Từ Tài cung kính nói, lôi kéo Tú rời khỏi hậu viện. Thật là, đây chính là chỗ của chúng ta, chữa bệnh thì cứ chữa bệnh, làm gì mà ngay cả viện tử cũng không cho vào, làm sao, sợ chúng ta nhìn lén à? Đi vào tiền sảnh Tú tức giận nói. Được rồi, tôi thấy lão tiền bối kia chính là một cao nhân, ông ta đã nói như vậy thì nhất định là có dụng ý của ông ta, chúng ta chỉ cần nghe theo là được, Từ Tài an ủi nói. Thôi đi, sư phụ còn nói à, người không biết căn phòng kia là của con ư? Sao người còn cho bọn họ đi vào đó? Không thể dùng phòng của người sao? Tú bĩu môi nói. Đối với sự sắp xếp này của Từ Tài, cô ta cảm thấy rất oán giận. Ôi chao, Tú còn đừng nhỏ mọn như vậy mà, mượn dùng một chút cũng có gì ghê gớm đâu, Từ Tài lên tiếng. Nào biết được sắc mặt Tú lại đỏ lên, vội vàng nói, con không hề hẹp hòi nha, trong phòng của con có. Có cái gì? Trong mắt Từ Tài có ý cười, lặng lẽ nhìn Tú đỏ mặt, trêu ghẹo hỏi. Nhìn dáng vẻ này của Từ Tài, Tú bừng tỉnh đại ngộ. Tốt lắm, sư phụ, người cố ý đúng không, sau này một ngày ba bữa, con không thèm nấu cho sư phụ nữa. Nói xong, Tú tức giận nghiêng đầu sang một bên, vô cùng một ngạt, sắc mặt của cô ta còn đỏ hơn so với lúc nãy. Từ Tài vẫn luôn mỉm cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của đồ đệ mình, trong lòng thầm nghĩ. Đứa nhỏ ngốc, đây chính là vì muốn tốt cho con. Con không cho cậu ta nhìn thấy thì làm sao cậu ta có thể hiểu được tâm ý của con chứ? Trong phòng, là một mảnh vô cùng nghiêm túc. Chúng ta bắt đầu đi, Lý Mộ Bạch nhìn Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện, em hơi sợ. Hứa Bích Hoài nói. Khóe miệng Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, giữ hai vai Bích Hoài lại nói, yên tâm, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, Lý Lão tiền bối vô cùng lợi hại, em hãy tin tưởng ông ấy. Nhìn vào ánh mắt ấm áp của Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài gật đầu, dường như cũng không còn sợ như trước đó nữa. Lâm Thanh Diện, cho dù độc của em không thể giải được thì giờ có anh ở bên em cũng đã thỏa mãn rồi, Hứa Bích Hoài nói. Nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, những hình ảnh đẹp đẽ lướt qua tâm trí cô như những thước phim quay chậm. Mà những hình ảnh đẹp đẽ này đều là Lâm Thanh Diện tạo ra cho mình. Kết hôn với anh, cả đời này em không hề hối hận, bởi vì em đã lấy được người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới này. Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện dịu dàng hôn một cái lên gò má Hứa Bích Hoài. Không cho em nói lung tung, sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở bên nhau, có anh ở đây, em sẽ không sao hết, Lâm Thanh Diện nói. Khụ khụ. Lý Mộ Bạch ở bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, lập tức cười nói, yên tâm đi, lát nữa cô sẽ ngủ một giấc, khi cô tỉnh giấc rồi thì sẽ không còn việc gì nữa. Được, vậy thì làm phiền Lý Lão tiền bối rồi, Hứa Bích Hoài nói. Linh lực nhẹ nhàng sưởi ấm toàn thân Hứa Bích Hoài, rất nhanh,
Hứa Bích Hoài đã ngủ thật say, ngã xuống giường. Lâm Thanh Diện, bây giờ, tôi cần sự trợ giúp của cậu. Lý Mộ Bạch nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diện nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1200.